Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1431, một chặt hồ lô làm gáo. Trưởng phòng Vương, lần này có thể nói tôi đến thành phố Lâm Hồ với hai mắt tối đen, kính mong trưởng phòng Vương giúp đỡ công tác của tôi nhiều hơn. Ngụy Triệu Bác nói những lời này cũng không phải là khách khí, khi hắn càng thấu hiểu bản đồ chính trị ở Nam Giang, hắn hiểu Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mình chính là một cây đại thụ ở nơi này. Mặc dù mình muốn làm bí thư thị ủy Lâm Hồ cũng cần nhờ sự vận tác của nhiều lãnh đạo khác, thế nhưng đề cử của Vương Tử Quân lại rất quan trọng, không thể bỏ qua. Hai bên tốt nghiệp cùng một trường, bây giờ có lẽ đã có người đưa mình vào trong danh sách cán bộ phái Vương Tử Quân. Tuy lúc mình đi nhận chức thì bí thư Diệp đã nói những lời khuyến khích rất đúng chỗ, thế nhưng vị trí của hắn căn bản đã có nhiều miễn dịch với những lời khuyến khích kiểu như vậy. Vương Tử Quân cười cười nói, bí thư Triệu Bác, dù là từ phương diện tỉnh ủy hay cá nhân, căn bản đều tin tưởng vào năng lực của ngài. Tôi tin tưởng bí thư Triệu Bác có thể đứng trên cương vị lãnh đạo thành phố Lâm Hồ để cho ra nhiều thành tích vang dội. Cảm ơn trưởng phòng Vương. Tuy Vương Tử Quân nói những lời rất đường hoàng, thế nhưng Ngụy Triệu Bác vẫn nghe được thái độ của Vương Tử Quân với mình. Tuy công tác ở thành phố Lâm Hồ căn bản là không dễ làm, thế nhưng có sự giúp đỡ của một người như Vương Tử Quân, chính mình muốn dựng lên uy tín ở thành phố Lâm Hồ cũng không phải quá khó khăn. Nhưng nếu chỉ dựa vào mối quan hệ giữa Ngụy Triệu Bác và Vương Tử Quân, chỉ sợ còn chưa đủ thân cận, chính mình càng nên tiến thêm một bước làm thân mật mối quan hệ với trưởng phòng Vương, như vậy mới nhận được sự giúp đỡ to lớn của Vương Tử Quân khi công tác trong thành phố Lâm Hồ. Trên đường đi Vương Tử Quân trò chuyện vui vẻ với Ngụy Triệu Bác, nhưng trong lời nói chủ yếu có nội dung tư nhân, còn chuyện công tác cũng không nói quá nhiều. Trưởng phòng Vương, Bí thư Ngụy, hoan nghênh hai vị lãnh đạo đến Lâm Hồ. Chủ tịch Lưu Vĩnh Cương của thành phố Lâm Hồ đứng ở cửa ngõ đường cao tốc nhiệt tình vươn hai tay với Vương Tử Quân, sau lưng Lưu Vĩnh Cương chính là thành viên bốn bộ ban ngành của thành phố Lâm Hồ. Từ sau khi Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức, ban ngành thành phố Lâm Hồ ngập tràn bầu không khí sợ hãi. Tuy tuyến trên cũng không điều tra đến cùng, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm, thế nhưng bầu không khí sợ hãi này luôn tồn tại. Dù sao thì trong thành phố Lâm Hồ có quá nhiều cán bộ được Thích Phúc Lai đẩy lên, khi mà Thích Phúc Lai gặp chuyện không may thì đám người này đều cảm thấy có chút bất an, sợ hãi chuyện xấu chạy đến người mình. Lưu Vĩnh Cương có chút vui mừng vì Thích Phúc Lai gặp chuyện không may. Dựa theo quy tắc ngầm trong quan trường, lãnh đạo đứng đầu ngã xuống, nếu cứ lấp đầy chỗ trống theo đúng quy củ, sẽ có cơ hội cho cấp dưới. Hắn là người ngột ngạt ở bên dưới Thích Phúc Lai quá lâu, tất nhiên hắn sẽ hy vọng mượn cơ hội này để trở thành vợ cả. Nhưng kết quả cuối cùng lại làm cho Lưu Vĩnh Cương cảm thấy chán nản, thất lạc. Người tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ cũng không phải là bí thư cổ hoàng tắc của thành phố Hoa Dục, cũng không phải là mình đã gặp qua chủ tịch Trử, mà vị trí lại rơi vào trong túi Ngụy Triệu Bác. Ngụy Triệu Bác dù là một người đi xuống từ đơn vị trung ương, thế nhưng vừa đến đã là bí thư thị ủy một địa phương quan trọng như Lâm Hồ, nếu như không có người giúp đỡ thì căn bản là không thể nào. Khi lý lịch của Ngụy Triệu Bác dần được công bố, thông tin người này cùng tốt nghiệp một trường với Vương Tử Quân được nhiều người chú ý. Lưu Vĩnh Cương vốn cảm thấy sợ hãi vì Vương Tử Quân là vị thường ủy tỉnh ủy vung tay mạnh mẽ kéo Thích Phúc Lai rất đài, nhưng bây giờ lại càng kính sợ hơn. Lưu Vĩnh Cương thấy trưởng phòng Vương dù thế nào cũng quá mạnh mẽ. Lần này mọi người nhìn vào cuộc cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ, vốn phải là vật trong túi của hắn và cổ hoàng tắc. Nhưng người kia nhanh chóng đẩy hai người bọn họ ra ngoài để cho Ngụy Triệu Bác tiến lên, điều này làm cho Lưu Vĩnh Cương căn bản không làm gì được ngoài việc cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Vì vậy khi bắt tay Vương Tử Quân thì Lưu Vĩnh Cương dù có biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thế nhưng trái tim lại co bóp rất mạnh. Sau khi bắt tay đơn giản thì Lưu Vĩnh Cương nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói, trưởng phòng Vương, bí thư Ngụy, chỗ này không phải nơi trò chuyện, không bằng chúng ta đi về văn phòng thị ủy trước đã. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nói với Lưu Vĩnh Cương, Vĩnh Cường anh lên xe của tôi, số lần tôi đến Lâm Hồ chỉ có hạn mà thôi, cũng không quá quen thuộc. Bí thư Ngụy là lần đầu tiên đến Lâm Hồ, anh nên giới thiệu tình huống cơ bản của thành phố Lâm Hồ cho bí thư Ngụy. Tất nhiên chuyện công tác thì sau này các anh tiếp xúc tự bàn về việc nhà của mình, còn bây giờ anh chủ yếu chú trọng giới thiệu danh lam thắng cảnh thôi. Vương Tử Quân bổ sung thêm một câu làm cho bầu không khí trên xe hòa hoãn hơn khá nhiều.
Lưu Vĩnh Cương thấy Du Giang Vĩ nhường chỗ cho mình, thế là hắn ngồi lên vị trí tay lái phụ, trưởng phòng Vương, thành phố Lâm Hồ chúng tôi những năm qua lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, cố gắng đẩy mạnh phát triển đặc sắc, cố gắng đưa Lâm Hồ thành một địa phương du lịch. Đặc biệt là 36 hồ nước ở ngoại ô thành phố, lúc này căn bản đã là một sản nghiệp du lịch khá tốt, hàng năm tiếp đãi hơn 1 triệu du khách. Khi ba người trò chuyện với nhau, Lưu Vĩnh Cương có thái độ rất cung kính, trên cơ bản là hỏi gì nói nấy, không dám mở rộng chủ đề. Ngụy Triệu Bác là người mới nên thì tỏ ra khiêm tốn, thế cho nên chủ đề luôn xoay quanh người Vương Tử Quân. Vì không liên quan đến những vấn đề nghiêm túc, thế cho nên cuộc nói chuyện lần này khá thoải mái. Nhưng khi xe của Vương Tử Quân dừng trong sân khu văn phòng thị ủy, Lưu Vĩnh Cương vẫn lén nhấc tay áo lên lau mồ hôi lưng. Ngồi cùng một chỗ và trò chuyện với trưởng phòng Vương làm cho Lưu Vĩnh Cương sinh ra áp lực rất lớn. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ thì Vương Tử Quân và Ngụy Triệu Bác được nhóm người Lưu Vĩnh Cương đưa đến phòng họp thị ủy Lâm Hồ, lúc này trong phòng họp đã ngồi đầy các vị cán bộ cấp cục của Lâm Hồ. Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cực kỳ quen thuộc với tình huống đưa một vị bí thư thị ủy xuống nhận chức. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đưa người ta đi nhận chức. Thế nên sau khi Lưu Vĩnh Cương nói những lời hoan nghênh, Vương Tử Quân đứng lên đọc quyết định nhận chức của tỉnh ủy đối với Ngụy Triệu Bác. Chương 1431 2 chặt hồ lô làm gáo. Ngụy Triệu Bác đã biết thành phố Lâm Hồ là địa phương gì, thế cho nên phát biểu cũng khá ngắn gọn. Hắn nói ba câu thì kết thúc bài phát biểu của mình. Nhưng Ngụy Triệu Bác lên tiếng cũng không có được tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tuy đám người Lưu Vĩnh Cương ngồi trên đài ra sức vỗ tay. Thế nhưng tiếng vỗ tay vẫn có vẻ như rất thưa thớt. Nhìn vào tình cảnh hiện tại thì có thể thấy đám cán bộ cấp chính cục ở thành phố Lâm Hồ cũng không quá hoan nghênh Ngụy Triệu Bác. Lưu Vĩnh Cương là người phụ trách chủ yếu của nghi thức hoan nghênh lần này, lúc này hắn không khỏi đổ mồ hôi. Cũng không phải hắn quá sợ hãi Ngụy Triệu Bác, hắn sợ Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Ngụy Triệu Bác. Lúc này trưởng phòng Vương là người ăn thịt không nhả xương, Lưu Vĩnh Cương cảm thấy cách miêu tả này cực kỳ chân thật. Dù sao khi Thích Phúc Lai đang bừng bừng khí thế thì lại bị trưởng phòng Vương này đánh cho rơi đài không nói được lời nào. Tuy Thích Phúc Lai vẫn giữ được đãi ngộ của cán bộ cấp giám đốc sở, thế nhưng bây giờ muốn tìm được một vị trí có thực quyền thì căn bản khó hơn lên trời. Nếu để cho trưởng phòng Vương cảm thấy nghi thức hoan nghênh lần này là không tốt, hơn nữa còn nghĩ rằng đó là mình bày mưu đặt kế, như vậy Lưu Vĩnh Cương rõ ràng là oan hơn thị mầu. Hắn dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Vương Tử Quân. Phát hiện vẻ mặt Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh, thế là trái tim không an tâm mới thả lỏng một chút. Lúc này mời trưởng phòng Vương cho ra phát biểu chỉ thị trọng điểm. Lưu Vĩnh Cương cũng không muốn bầu không khí kia tiếp tục kéo dài, thế nên hắn trầm giọng tuyên bố. Lưu Vĩnh Cương dù sao cũng là cán bộ của thành phố Lâm Hồ, hắn là người có uy tín nhất định đối với đám cán bộ chính cục trong thành phố, thế cho nên vừa nói xong thì tiếng vỗ tay thưa thớt chợt dừng lại. Vương Tử Quân cũng không có chút ngạc nhiên khi gặp tình cảnh hiện tại, vì đây là địa phương cất giấu cơ sở tiềm lực của Trử Vận Phong, nếu như Ngụy Triệu Bác đến nhận chức và được hoan nghênh thì mới là lạ. Lúc này hắn hắng giọng nói, các đồng chí Ngụy Triệu Bác trước nay luôn công tác trên đơn vị trung ương, có kinh nghiệm lãnh đạo phong phú. Vương Tử Quân căn bản rất quen với việc phát biểu theo đúng quy cách của phòng tổ chức, hơn nữa chỉ vài phút đã nói ra nhiều điểm đặc sắc. Trong thời gian 10 phút có thể xử lý xong một bài phát biểu. Lúc này dù nhiều người thấy tình hình ở thành phố Lâm Hồ là rất khác lạ, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nói ra những lời phát biểu giống như ngày thường. Khư Vương Tử Quân yêu cầu các đồng chí của thành phố Lâm Hồ tích cực phối hợp với đồng chí Ngụy Triệu Bác, đột nhiên có người đứng lên nói, trưởng phòng Vương, anh hy vọng chúng tôi tích cực phối hợp công tác với bí thư Ngụy, tôi đứng ở chỗ này hỏi ngài một câu. Thành kiến của ngài với cán bộ thành phố Lâm Hồ chúng tôi khi nào thì có thể mất đi. Bầu không khí phòng họp yên lặng như tờ khi mà Vương Tử Quân mở miệng phát biểu, lúc này lại bị một câu nói trắng trợn kia làm cho kinh hoàng, ai cũng ngây cả người. Bầu không khí yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía người đang đứng lên ở bên kia. Vương Tử Quân cũng nhìn vào đối phương, thấy đó là một người đàn ông hơn 40. Gương mặt hơi gầy làm cho người ta sinh ra cảm giác thông minh tháo vát. Nếu như người này không đứng lên, chỉ sợ nhiều người sẽ không nghĩ rằng âm thanh vang dội vừa rồi sẽ được phát ra từ trong miệng hắn. Triệu Địa Siêu, anh đúng là không bình thường, vào thời điểm quan trọng có thể đứng lên đặt vấn đề.
Triệu Địa Siêu này không gì không dám làm, hôm nay người này có phải là ăn thuốc nổ rồi hay không, dám nói như vậy. Nói rất hay, Triệu Địa Siêu rõ ràng là một người đàn ông chân chính, thành phố Lâm Hồ chúng ta thiếu những người có dũng khí như vậy. Hội trường bắt đầu châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Lúc này nhóm lãnh đạo thành phố Lâm Hồ ngồi trên đài giống như đứng đống lửa ngồi đống than. Vừa rồi không có tiếng vỗ tay vang dội, Lưu Vĩnh Cương đang suy tư xem nên giải thích cho Vương Tử Quân như thế nào, không ngờ bây giờ hồ lô lại bị cắt thành gáo nước, bên mình còn chưa có đối sách thì có chuyện xảy ra. Lưu Vĩnh Cương chỉ cần nghe giọng nói là biết người kia là ai, chính là Triệu Địa Siêu chủ tịch quận Đông Thành, là một ái tướng thuộc hạ của Thích Phúc Lai, được nhiều người cho rằng là nhân tài mới của thành phố Lâm Hồ. Người này trước nay không nể mặt mình, sau khi Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức thì có chút tan đàn xẻ nghé thế nên yên tĩnh hơn, bây giờ không ngờ lại đứng lên vào lúc mấu chốt. Khốn nạn, đây không phải là anh muốn lấy mạng tôi sao? Lưu Vĩnh Cương nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ đặt khoản nợ này lên người mình, thế là hắn càng ngồi không yên, cuối cùng quát lên với Triệu Địa Siêu. Triệu Địa Siêu, anh đi ra ngoài cho tôi, anh còn có tính tổ chức kỷ luật nữa không? Chỗ này không phải nơi để cho anh làm loạn. Trưởng phòng Vương, ngài là trưởng phòng tổ chức, ngài nói cho tôi nghe xem, tôi là một đảng viên đường đường chính chính, tôi có thể đề xuất ý kiến của mình với ngài trên hội nghị này hay không? Triệu Địa Siêu căn bản không quan tâm đến Lưu Vĩnh Cương, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân dùng giọng không kiêu ngạo không xu nịnh nói. Lưu Vĩnh Cương thấy Triệu Địa Siêu không quan tâm đến mình thì vẻ mặt có vài phần tức giận, hắn đang chuẩn bị phát tác thì Vương Tử Quân phất tay cho dừng lại. Hắn nở nụ cười nhàn nhạt với Triệu Địa Siêu, sau đó trầm giọng nói, anh vừa rồi hỏi mình có quyền lợi hay không, tôi có thể trả lời anh tất nhiên có quyền lợi đặt vấn đề với tôi. Nhưng hội nghị hôm nay có nội dung tuyên bố bổ nhiệm đồng chí Ngụy Triệu Bác, anh có vấn đề gì phải thực hiện theo đúng trình tự phản ánh của tổ chức. Trưởng phòng Vương, tôi cũng muốn phản ánh theo đúng trình tự với ngài, thế nhưng người bên cạnh ngài không cho tôi cơ hội này, vì vậy tôi chỉ có thể mượn cơ hội này để hỏi ngài. Tạm thời tôi mượn chút thời gian của bí thư Ngụy, tôi đề xuất vấn đề của mình, xin ngài trả lời chính diện. Mặc dù không có micro thế nhưng giọng nói của Triệu Địa Siêu vẫn rất lớn, vang vọng khắp phòng. Vương Tử Quân ngồi trên đài chủ tịch, hắn không những nhìn Triệu Địa Siêu, còn dùng dư quang khóe mắt nhìn đám cán bộ ngồi bên dưới. Lúc này Triệu Địa Siêu chợt xuất hiện làm khó dễ, dù là có chuẩn bị hay chỉ là hành vi tự phát cũng được, nếu hắn xử lý không tốt sẽ gây ra những ảnh hưởng không nhỏ. Vương Tử Quân thầm hít vào một hơi, sau đó hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn, hắn chăm chú nói, tôi tất nhiên có thể trả lời vấn đề của anh, nhưng anh có nên giới thiệu tên cho tôi được không, ít nhất tôi cũng biết là ai phản ánh với mình. Trưởng phòng Vương, tôi là Triệu Địa Siêu. Là chủ tịch quận Đông Thành của thành phố Lâm Hồ. Triệu Địa Siêu nói đến đây thì giọng điệu đề cao vài phần, tôi dám đề xuất vấn đề với ngài, cũng không sợ bị trả đũa. Triệu Địa Siêu nói ra những lời này thì người nơi đây không ai không trợn mắt há mồm, Triệu Địa Siêu nói như vậy có ý nghĩa gì, ai mà không hiểu. Chương 1432, một người một vai. Vương Tử Quân chợt có chút tức giận, Triệu Địa Siêu này rõ ràng có tâm tư hiểm ác. Nhưng hắn vẫn áp chế cơn giận của mình, hắn bình tĩnh nói, đồng chí Triệu Địa Siêu, anh vừa rồi hỏi tôi vì sao có cái nhìn với cán bộ thành phố Lâm Hồ, bây giờ tôi muốn hỏi anh, những lời này từ đâu mà ra? Sao anh nói tôi có thành kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ? Ngụy Triệu Bác ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn cảm thấy mồ hôi tuôn ra làm áo sơ mi dính vào người. Mặc dù điều hòa liên tục mang hơi lạnh đến, thế nhưng chút hơi lạnh như vậy cũng không làm được gì hơn. Tuy sự kiện này căn bản không thể liên quan đến Ngụy Triệu Bác, thế nhưng hắn vẫn đang cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Khi đến thành phố Lâm Hồ thì hắn đã cố gắng phân tích xem xét, nhưng bây giờ trong hội nghị nhận chức của mình lại có một tình huống như vậy, căn bản làm cho hắn không kịp chuẩn bị. Nhìn gương mặt bất động, không, phải nói là có nụ cười nhàn nhạt của Vương Tử Quân, Ngụy Triệu Bác thầm kính phục người em tốt nghiệp sau mình. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân đối mặt với tình huống thế này căn bản sẽ có đối sách của riêng mình, thế nhưng nếu là hắn cũng không được bình tĩnh như Vương Tử Quân. Đột nhiên bị người ta làm khó, có đôi khi nhiều người cảm thấy khó giải quyết, nhưng Vương Tử Quân có thể thực hiện trao đổi trong thời gian ngắn, nắm quyền chủ động trong tay mình, căn bản cũng phải có năng lực rất mạnh. Trưởng phòng Vương, đại trưởng phu dám làm dám chịu,
nếu như ngài không có thành kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ, vì sao ngài vì một việc nhỏ mà không tha, ép buộc bí thư Thích Phúc Lai từ chức? Nếu không phải vì như thế, vì sao khi đề cử vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ, không cho những người lãnh đạo đã cống hiến nhiều năm cho thành phố Lâm Hồ tiến lên? Ngược lại còn đưa một vị bí thư từ tuyến trên xuống nhận chức. Nếu như anh cảm thấy những thứ này còn chưa đủ, còn chưa nói rõ anh có thành kiến với thành phố Lâm Hồ, như vậy vấn đề của tôi dừng lại ở đây, tôi cũng không còn gì để nói. Triệu Địa Siêu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Triệu Địa Siêu nói ra những lời này không khỏi làm cho người bên dưới kinh hãi, đám người Lưu Vĩnh Cương đang ngồi trên đài chủ tịch cũng sợ ngây người, đặc biệt là Lưu Vĩnh Cương, thật sự có tâm tư muốn giết chết Triệu Địa Siêu. Anh nói ra những vấn đề trên, vấn đề của Thích Phúc Lai thì không đáng nói, nhưng lại nhắc đến vấn đề bổ nhiệm bí thư thị ủy Lâm Hồ, tuy anh không muốn tiếp tục công tác ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng Lưu Vĩnh Cương tôi còn phải tiếp tục công tác ở nơi đây. Lưu Vĩnh Cương giận tím mặt, hắn chuẩn bị đứng lên nói vài lời. Tuy tình cảnh này giải thích cũng không tốt, thế nhưng nếu như hắn không nói lời nào, để cho Triệu Địa Siêu tiếp tục dùng giọng điệu tràn đầy hào hùng để chấn vấn, như vậy sẽ đẩy hắn vào hoàn cảnh cực kỳ xấu hổ. Lưu Vĩnh Cương còn chưa kịp đứng lên thì Vương Tử Quân đã mở miệng, hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Triệu Địa Siêu, sau đó thản nhiên nói, anh nói tôi kiên trì xử lý bí thư Thích Phúc Lai là có thành kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ, đây là đặc biệt sai. Thích Phúc Lai là bí thư thị ủy Lâm Hồ, anh ấy cần phải trả giá cho những gì mình đã làm. Trả giá cho những gì mình đã làm. Bí thư Thích đốc thúc xây dựng tòa nhà Đế Hanh, chẳng lẽ anh nói hành động như vậy là vì anh ấy sao? Tôi là chủ tịch quận Đông Thành, tôi cũng là một trong những thành viên của tổ lãnh đạo xây dựng tòa nhà Đế Hanh, tôi có thể vỗ ngực đảm bảo, nếu như có thể chứng thực bí thư Thích cầm một đồng tiền trong hạng mục Đế Hanh, Triệu Địa Siêu tôi chủ động từ chức, không thèm quan tâm đến ngũ quan của mình. Triệu Địa Siêu nói đến đây thì vung tay có chút kích động, các vị đang ngồi đây đều là cán bộ lão thành của thành phố Lâm Hồ, mọi người đều rất quen thuộc bí thư Thích, năm xưa khi xây dựng đường vành đai quanh thành phố thì bí thư Thích là phó chủ tịch. Vì xây dựng con đường đúng thời hạn mà anh ấy ăn ở ngay tại công trường, ngay cả khi mẹ bệnh thì anh ấy cũng chỉ về nhà nhìn thoáng qua mà thôi. Còn nữa, năm xưa khi bão đến, bí thư Thích đưa theo tất cả cán bộ đảng viên canh giữ tuyến đầu, khi đó lãnh đạo thị ủy đi thị sát còn phải tán dương bí thư Thích. Anh ấy cho ra nhiều cống hiến cho thành phố Lâm Hồ, không ai nói gì hay cho anh ấy, bây giờ chỉ phạm vào chút sai lầm, lại bị yêu cầu nhận lỗi từ chức. Trưởng phòng Vương, anh thấy như vậy là có công bằng không? Triệu Địa Siêu có thể nói là có tài ăn nói, hơn nữa những thứ này thật sự là sự thật, là những gì mà năm xưa trưởng phòng từng trải qua. Đây chính là thành phố Lâm Hồ, một vài cán bộ không hài lòng với Vương Tử Quân đã được lời nói của Triệu Địa Siêu làm bùng phát ngọn lửa căm tức, thế cho nên bầu không khí có chút huyên náo. Không công bằng, tôi cảm thấy như vậy là không công bằng với bí thư Thích. Đúng vậy. Có người có thành kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ chúng ta, nếu chúng ta cứ để bọn họ có thành kiến như vậy, chúng ta căn bản sẽ có hại. Đi, chúng ta đi tìm chủ tịch Trử, phản ánh chuyện này với lãnh đạo, tôi cũng không tin có vài người trên tỉnh ủy Thích làm gì thì làm. Tuy chỉ có một người đứng ra lên tiếng là Triệu Địa Siêu, thế nhưng những âm thanh la hét lại liên tục vang lên. Đám thành viên bốn bộ ban ngành của thành phố Lâm Hồ căn bản có gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng ánh mắt vài người có chút vui mừng. Bọn họ cũng không phải là người phụ trách chủ yếu của thành phố Lâm Hồ, cho dù có người gõ búa xuống cũng không rơi lên đầu bọn họ. Ngược lại bọn họ cũng có chút tâm tình mâu thuẫn với Vương Tử Quân, nếu như Triệu Địa Siêu có thể làm cho Vương Tử Quân mất mặt rời khỏi thành phố Lâm Hồ, như vậy xem ra đó là một chuyện cực kỳ sung sướng. Triệu Địa Siêu nghe những lời nghị luận khắp bốn phía, trong lòng có chút vui mừng. Tuy lúc đứng lên hắn đã làm tốt chuẩn bị, thế nhưng có nhiều người đứng lên bên cạnh mình thì quá tốt, vì pháp luật không trách số đông, tỷ lệ bị trừng phạt của mình cũng nhỏ đi. Tuy Triệu Địa Siêu đã ra tay bất cứ giá nào, thế nhưng hắn cũng không phải không muốn bảo toàn chính mình, hắn cũng không muốn rơi vào bị động. Vương Tử Quân gõ gõ micro, nhiều người nghị luận cũng không làm hắn nôn nóng, ngược lại còn làm hắn thêm bình tĩnh. Hắn nhìn Triệu Địa Siêu rồi trầm giọng nói, tôi cũng rất cảm động với lời nói của đồng chí Triệu Địa Siêu, đồng chí Thích Phúc Lai thật sự cho ra nhiều cống hiến với thành phố Lâm Hồ. Vương Tử Quân nói đến đây thì cũng không đợi cho tiếng nghị luận bên dưới dừng lại,
hắn vỗ tay thật mạnh lên bàn rồi nhìn Triệu Địa Siêu, sau đó dùng giọng lạnh lùng nói, anh nói những lời này và cảm thấy tỉnh ủy xử lý nặng tay với bí thư Thích Phúc Lai, cảm thấy oan uổng cho đồng chí Thích Phúc Lai. Tôi bây giờ mở cửa sổ nói thẳng với anh, giải thích cho anh hiểu vì sao bí thư Thích Phúc Lai phải nhận lỗi từ chức. Đồng chí Thích Phúc Lai hết lòng mưu cầu phát triển thành phố Lâm Hồ, không nói đến điều kiện mà cho ra nhiều cống hiến. Anh ấy liều mạng công tác không những chỉ cán bộ và nhân dân thành phố Lâm Hồ thấy được, ngay cả tỉnh ủy cũng thấy rõ ràng. Cũng vì anh ấy làm ra cống hiến cho thành phố Lâm Hồ, thế cho nên tỉnh ủy mới đưa đồng chí Thích Phúc Lai từ một cán bộ bình thường lên vị trí bí thư thị ủy. Đồng chí Thích Phúc Lai trên vị trí này không thể tiếp tục tiến lên một bước làm tốt công tác ở thành phố Lâm Hồ, ngược lại còn vì thành tích, dưới điều kiện không tốt mà vẫn đốc thúc thi công hạng mục tòa nhà Đế Hanh không tuân theo quy định. Cũng vì anh ấy dung túng cho thi công hạng mục Đế Hanh mà ba mạng người vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Triệu Địa Siêu, anh là một cán bộ đảng viên, anh lấy lương tâm của mình ra mà nói một câu, Thích Phúc Lai có nên phụ trách vấn đề này không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Vương Tử Quân nói câu sau lớn hơn mạnh mẽ hơn câu trước, tiếng nghị luận vang lên ồn ào đã không còn. Triệu Địa Siêu lần này cố gắng làm khó Vương Tử Quân ngoài dũng khí của mình, còn có vài nguyên nhân khác. Bây giờ khí thế đã bị Vương Tử Quân cướp mất, hắn sinh ra cảm giác không biết phải làm sao. Còn những người khác căn bản không dám nói lời nào, đám người chung quanh sợ liên lụy đến mình, sợ dẫn lửa thiêu thân. Sợ đầu mâu chĩa vào người sẽ rớt mũ quan. Còn phương diện bí thư thị ủy Lâm Hồ, đây là kết quả nghiên cứu của tập thể tỉnh ủy, chủ tịch Trừ cũng là cán bộ lãnh đạo đi ra từ thành phố Lâm Hồ, chẳng lẽ nói anh ấy có ý kiến với cán bộ thành phố Lâm Hồ sao? Vương Tử Quân nói vài câu đã làm cho Triệu Địa Siêu căn bản nghẹn lời, hắn há hốc miệng, định giải thích vài câu, thế nhưng hắn phát hiện hợp lực của mình là không còn, chỉ còn một mình cô độc mà thôi. Chương 1433, một nắm quyền trong tay, quá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Có ý kiến không đồng ý là chuyện tốt, đối với sự việc cũng không có cùng một cách nhìn, điều này là bình thường, có vài vấn đề không nghĩ ra được cũng là chuyện thường. Đồng chí Triệu Địa Siêu, sau này nếu anh có chuyện gì không nghĩ ra thì cứ liên hệ với tôi, nhưng tốt nhất là đến phòng làm việc của tôi, mà không phải làm chậm trễ thời gian hội nghị của mọi người. Vương Tử Quân thấy đã đến đúng thời điểm, thế là nhanh chóng cứu vãn chủ đề. Lưu Vĩnh Cương lúc này rất muốn đuổi Triệu Địa Siêu ra khỏi phòng họp, nhưng Vương Tử Quân đã mở miệng thì hắn cũng không dám lên tiếng. Ngay sau đó thời gian lại nằm trong tay Vương Tử Quân, vốn trước đó chỉ nghĩ phát biểu hơn 10 phút thế nhưng bây giờ không khỏi kéo dài ra 20 phút, cuối cùng xem như kết thúc nghi thức nhận chức lần này. Ngụy Triệu Bác ngồi bên cạnh Vương Tử Quân. Hắn vỗ tay mà trong lòng thầm cân nhắc về sự việc vừa xảy ra. Tuy Vương Tử Quân nhìn có vẻ như thoải mái giải quyết tất cả vấn đề, thế nhưng nguy hiểm bên trong căn bản là quá lớn, chỉ cần có chút sai lầm là có thể làm cho bản thân tổn thất rất lớn. Vương Tử Quân không những nhẹ nhàng giải quyết tất cả, còn chiếm được thế thượng phong, quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh được. Hèn gì người này còn trẻ mà một đường giết giặc tiến lên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy có thực quyền cao vời ở Nam Giang, mình so sánh với người ta thì căn bản vẫn có cách biệt. Trưởng phòng Vương, tôi không làm tốt công tác của mình mới để xảy ra chuyện này, tôi xin đảm bảo với ngài, sau này tuyệt đối không tái xuất hiện sự việc tương tự như vậy nữa. Sau khi tan họp thì Lưu Vĩnh Cương theo sát Vương Tử Quân, hắn khẽ giải thích với Vương Tử Quân. Ngụy Triệu Bác cũng đi theo bên cạnh Vương Tử Quân, hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của Lưu Vĩnh Cương, thế là do dự một chút rồi cũng mở miệng giải thích, trưởng phòng Vương, sự kiện lần này xuất hiện căn bản là ngoài ý muốn, sau khi tôi nhận chức sẽ nhất định cùng chung tay với Chủ tịch Lưu nắm chặt công tác tư tưởng. Lưu Vĩnh Cương căn bản rất cảm kích lời nói của Ngụy Triệu Bác, dù sao lúc này Ngụy Triệu Bác mở miệng giúp đỡ cũng không dễ dàng chút nào. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Ngụy Triệu Bác. Sau đó dùng ánh mắt chờ mong nhìn Vương Tử Quân. Có ý kiến bất đồng là rất bình thường, nhưng Bí thư Triệu Bác và Chủ tịch Vĩnh Cương cũng nên ra sức công tác vì trọng trách trên vai hai người là rất nặng. Lúc này công tác của thành phố Lâm Hồ có chút khó khăn, cần hai người sóng vai bắt tay cùng nhau gánh vác, đồng thời cũng không nên làm khó đồng chí Triệu Địa Siêu, anh ấy ngoài vài vấn đề không nghĩ ra được thì cũng không có sai lầm gì. Vương Tử Quân phân phó làm cho hai người Ngụy Triệu Bác và Lưu Vĩnh Cương thở dài một hơi.
Lưu Vĩnh Cương và Ngụy Triệu Bác nói vài câu tỏ thái độ, sau đó Lưu Vĩnh Cương cười nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, bây giờ đã đến giờ cơm, kính mong trưởng phòng Vương cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi một cơ hội, kiểm nghiệm sức chiến đấu của ban ngành chúng tôi dưới sự dẫn dắt của bí thư Ngụy. Ngụy Triệu Bác căn bản nhanh chóng tiến vào vị trí của mình, lúc này thấy Lưu Vĩnh Cương đặt mình lên vị trí làm chủ thành phố Lâm Hồ, hắn cũng nhanh chóng lên tiếng, kính mong trưởng phòng Vương cho thành phố Lâm Hồ chúng tôi cơ hội này, để chúng tôi thể hiện sự chuyên tâm hợp tác trước mặt lãnh đạo. Xe chạy trên đường cao tốc nối liền thành phố Lâm Hồ và Đông Hồng, Vương Tử Quân ngồi phía sau với vẻ mặt rất nghiêm túc. Hôm nay hắn uống vài ly với Ngụy Triệu Bác, thế nhưng đầu óc hắn lúc này cực kỳ tỉnh táo. Tình huống đưa Ngụy Triệu Bác đến nhận chức ở thành phố Lâm Hồ liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, nụ cười của nhóm người Lưu Vĩnh Cương liên tục xuất hiện trong đầu hắn. Lúc này thứ hắn nghĩ đến nhiều nhất chính là gương mặt Triệu Địa Siêu. Triệu Địa Siêu này dám đứng lên cho ra ý kiến với mình trong hội nghị nhận chức của Ngụy Triệu Bác, đây rốt cuộc là một sự kiện ngẫu nhiên hay là có người nào đó muốn cản trở mình. Ý nghĩ này vừa lóe lên thì liên tục xuất hiện trong đầu Vương Tử Quân. Dựa theo tình huống hiện tại thì Triệu Địa Siêu coi như là người ngay thẳng, dám đứng ra phát biểu ý kiến trong hội nghị nhận chức của Ngụy Triệu Bác mà Vương Tử Quân là người chủ trì chính. Đừng nghĩ trước đó Triệu Địa Siêu á khẩu không nói nên lời mà cho rằng đối phương bị làm khó, chỉ sợ đối với Vương Tử Quân cũng không có gì là tốt. Nhưng sự việc khác thường như vậy lại xảy ra, lại phát sinh trên một vị cán bộ là chủ tịch quận của thành phố Lâm Hồ. Tất nhiên Triệu Địa Siêu tiến lên vị trí chủ tịch quận cũng không phải là hạng người không có đầu óc. Vì sao Triệu Địa Siêu lại làm như vậy? Sau lưng có người sao? Người đó sẽ là ai? Người ta muốn làm khó mình, rốt cuộc là có mưu đồ gì? Một loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn cảm thấy bị đè nén, cảm giác này liên tục lấn át tất cả. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi thật nặng nề. Hắn thầm nghĩ, binh đến tướng đỡ, nước đến đắp đê, thứ gì nên tới thì cứ tới, mình sẽ chờ. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ trạng thái trầm tư của Vương Tử Quân, hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, thấy trên màn hình là ba chữ Liêu An Như. Liêu An Như sao? Vì sao nàng lại gọi điện thoại cho mình? Đã lâu rồi không gặp mặt Liêu An Như, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, cuối cùng cũng nghe máy. Alo. Giọng nói trong trẻo dịu dàng truyền đến từ đầu dây bên kia làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác như quay về kiếp trước. Trưởng phòng Vương, chào anh, tôi là Liêu An Như. Liêu An Như có chút do dự ở phương diện xưng hô với Vương Tử Quân, cuối cùng nàng chọn phương pháp gọi danh hiệu của Vương Tử Quân. Tuy được người ta gọi là trưởng phòng Vương rất quen thuộc, thế nhưng Liêu An Như chọn cách thức gọi tên hiệu, điều này làm cho Vương Tử Quân có chút không thoải mái. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, chào An Như. Một tiếng An Như được Vương Tử Quân gọi cực kỳ tự nhiên, nhưng dù tự nhiên như vậy thì hắn vẫn cảm thấy khoảng cách giữa hai người là rất xa. Giống như khi mà hắn gọi nàng như vậy, nó đại biểu cho một sự lựa chọn ngăn cách giữa hai người. Thản nhiên đối mặt đôi khi cần dũng khí hơn so với lẳng lặng che giấu, Vương Tử Quân là người chìm nổi quan trường lâu năm, hắn căn bản đã tôi luyện tâm trí đến mức cao vời. Hắn đã có thói quen quyết đoán, hắn cuối cùng cũng cho ra quyết đoán trên phương diện kéo dài khoảng cách trong quan hệ với Liêu An Như. Nắm quyền quyết định trong tay cũng là rất tốt, xem như cá về nước quên đi chuyện trên bờ. Liêu An Như nghe Vương Tử Quân ở bên kia gọi mình như vậy thì có chút vui mừng, nhưng ngay sau đó lại có chút thất lạc. Nàng là người thông minh, nàng nào không cảm ứng được ý nghĩa của nó. Chương 1433, 2, nắm quyền trong tay. Quá quay về nước quên đi chuyện trên bờ. Nhưng Liêu An Như có hiểu thì làm được gì? Trong sự việc này thì nàng luôn ở vào thế yếu. Tuy nàng có một tâm tư không hối hận khi yêu Vương Tử Quân, thế nhưng khi nhìn mối quan hệ giữa hai bên dần xa vời, dần có hố sâu ngăn cách, nàng cũng không khỏi cảm thấy đau lòng. Trưởng phòng Vương, em sẽ đến Hong Kong quay phim, vừa lúc đi qua thành phố Đông Hồng, chúng ta đã nhiều ngày không gặp, em muốn hỏi xem anh có rảnh không? Để cho bạn bè cũ đến thăm hỏi một chút. Liêu An Như nói rất dịu dàng nhưng nghe vào tai lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra những cảm nhận khác. Hắn trầm ngâm giây lát rồi cười nói, nếu em đã nói anh là bạn bè cũ, lại còn gọi anh là trưởng phòng Vương, như vậy không phải quá khách khí sao? Không chờ Liêu An Như bên kia trả lời, Vương Tử Quân đã nói tiếp,
em đi ngang qua thành phố Đông Hồng, anh thế nào cũng phải làm chủ, bữa cơm này anh mời. Cũng không cần ăn cơm, Tử Quân, 5 giờ chiều nay em mời anh đi uống trà. Liêu An như có chút do dự, sau đó mở miệng nói. Bây giờ đã là buổi chiều, chỉ cần mất nửa giờ là xe chạy về đến thành phố Đông Hồng, nếu 5 giờ uống trà thì căn bản còn nhiều thời gian, thế là Vương Tử Quân không do dự mà nói thẳng, vậy 5 giờ đi uống trà. Sau khi giao ước địa điểm thì Vương Tử Quân cúp điện thoại, hắn vốn có chút lo lắng, bây giờ lại càng thêm lo lắng. Hắn căn bản đã cho ra quyết đoán với quan hệ giữa mình và Liêu An Như, mặc dù hắn chưa từng nói qua quyết đoán này với bất kỳ ai, hắn đặt nó trong lòng, xem như là một bí mật lớn nhất của mình, chính bản thân hắn cũng không muốn động vào. Vương Tử Quân cảm thấy bây giờ mình nên thỏa mãn, hắn có một người vợ trời ban là Mạc Tiểu Bắc, có Tần Hồng Cẩm, có Lâm Dĩnh Nhi, có cả Y Phong, thậm chí còn có một người vừa là chị vừa là tình nhân như Trương Lộ Giai. Những người phụ nữ này vây quanh làm cho hắn có được hạnh phúc mà kiếp trước không có. Lúc này Vương Tử Quân đã rất hạnh phúc, hắn cần gì phải cảm thấy chưa đủ, kéo cả Liêu An Như vào. Dù Liêu An Như là vợ của mình trong kiếp trước, thế nhưng kiếp này hắn và nàng là hai đường thẳng song song, nên buông tay thì vẫn hay hơn. Vương Tử Quân thầm an ủi chính mình, hắn cảm thấy thể xác và tinh thần thả lỏng hơn một chút. Khi xe vừa mới vào thành phố Đông Hồng thì điện thoại của Du Giang Vĩ chợt vang lên. Du Giang Vĩ lấy điện thoại ra nhìn qua dãy số gọi đến, sau đó quay đầu lại báo cáo, trưởng phòng Vương, là điện thoại của Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng là thư ký của Diệp Thừa Dân, hắn gọi điện thoại đến rõ ràng là Diệp Thừa Dân có việc gì đó. Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện hôm nay, thầm nghĩ Diệp Thừa Dân có lẽ đã biết có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Du Giang Vĩ. Thế là Du Giang Vĩ nhận điện thoại. Sau khi hàn huyên hai câu thì Du Giang Vĩ nói anh chờ một chút, sau đó đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Trưởng phòng Vương, tôi là Trấn Hưng, vừa rồi bí thư nói khi mà anh quay về Đông Hồng thì đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến. Khuất Trấn Hưng nói rất khách khí, thậm chí còn có vài phần cung kính. Vương Tử Quân biết mục đích Diệp Thừa Dân kêu gọi mình, thế nhưng hắn vẫn hỏi Khuất Trấn Hưng, bí thư Diệp có chuyện gì không? Trưởng phòng Vương, bí thư cũng không nói gì cả. Khuất Chấn Hưng là người thông minh, những gì không cần thiết thì hắn sẽ không lắm miệng, đây cũng chính là một nguyên nhân mà hắn vẫn là thư ký bên cạnh Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân cũng không muốn làm khó Khuất Chấn Hưng, hắn cúp điện thoại, sau đó nhìn đồng hồ, lúc này đang là 4 giờ, còn 1 giờ nữa đến thời điểm hẹn uống trà với Liêu An Như. 1 giờ xem như đã đủ gặp mặt Diệp Thừa Dân. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân chậm rãi dựa lưng lên hàng ghế sau xe. 10 phút sau hắn xuất hiện bên ngoài phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng. Khuất Chấn Hưng mời hắn ngồi xuống rồi khẽ nói, trưởng phòng Vương, vừa rồi trưởng phòng Lý Chiêu Quýnh phòng tài chính đến báo cáo công tác với bí thư. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn tuy có chút vội vàng về phương diện thời gian, thế nhưng vẫn hiểu quy củ cơ bản nhất trong quan trường. Thế là hắn nhanh chóng lên tiếng trò chuyện cùng Khuất Chấn Hưng. Hai người cũng không có vấn đề cụ thể gì, dù sao thì thân phận giữa hai bên vẫn quá khác biệt, hơn nữa mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Diệp Thừa Dân ngày càng vi diệu. 20 phút vô tình trôi qua nhưng Lý Chiêu Quýnh còn chưa rời khỏi phòng làm việc của bí thư Diệp. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn đồng hồ, tiếng mở cửa phòng vang lên. Lý Chiêu Quýnh đi qua phòng làm việc của Khuất Chấn Hưng, gương mặt nhìn qua cực kỳ nghiêm túc, căn bản không có ý chào hỏi Khuất Chấn Hưng. Vì không nhìn vào phòng Khuất Chấn Hưng nên hắn căn bản không thấy Vương Tử Quân đang ngồi chờ bên trong. Trưởng phòng Vương, ngài chờ một chút, tôi vào báo cáo với bí thư một tiếng. Khuất Chấn Hưng nhìn Lý Chiêu Quýnh rời đi, hắn vội vàng đứng lên đi vào phòng của Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, hắn có chút do dự, sau đó dùng điện thoại gửi đi một tin nhắn, tạm thời có chút chuyện, có lẽ đến muộn nửa giờ. Sau khi gửi tin nhắn đi thì Khuất Chấn Hưng nhanh chóng quay về, hắn đưa Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc của Diệp Thừa Dân. Vẻ mặt Diệp Thừa Dân khá tốt, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì lão nở nụ cười nói, trưởng phòng Tử Quân, nghe nói hôm nay anh gặp phải một tình huống khá mạo hiểm phải không? Vương Tử Quân vừa ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Diệp Thừa Dân vừa cười nói, nếu không thể làm tốt công tác tư tưởng với một cán bộ thủ hạ, như vậy tôi không cần phải tiếp tục công tác tư tưởng nữa rồi. Khuất Chấn Hưng rót nước xong đi ra ngoài,
Lúc này Diệp Thừa Dân mới nói, tử quân, chuyện này anh xử lý rất tốt, nhưng nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy mình nhận thức vấn đề còn chưa đủ, sau này phòng tổ chức nên đặc biệt chú trọng tăng cường phương diện này. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn vẻ mặt của Diệp Thừa Dân, cảm thấy Diệp Thừa Dân gọi mình đến không phải là vì chuyện này. Quả nhiên Diệp Thừa Dân nói, lúc này đang có yêu cầu cao ở phương diện trẻ hóa cán bộ, điều này đưa ra yêu cầu mới với công tác của chúng ta. Trưởng phòng Tử Quân, vì tiến thêm một bước tăng cường công tác trẻ hóa cán bộ, tôi thấy chúng ta nên làm ra vài công tác điều chỉnh đối với những cán bộ nhận chức đã đến niên hạn, làm việc căn bản không có tiến triển, không có thành tích nào đáng giá. Làm cho người ta cảm động chính là một quá trình mà vị bí thư nào cũng phải trải qua, nếu xử lý tốt thì sau này mình nắm quyền thêm rộng, nếu có vấn đề, như vậy sau này mình khó thể nào gượng dậy nổi. Sau khi Diệp Thừa Dân đi vào Nam Giang thì mỗi bước chân đều rất ổn, căn bản luôn có sự bảo trì đại cục ở phương diện điều động nhân sự. Lúc này lão chợt muốn cho ra điều chỉnh quy mô lớn, xem ra đã có vài phương diện chuẩn bị kỹ càng. Vương Tử Quân thầm suy đoán ý nghĩa lời nói của Diệp Thừa Dân, ánh mắt hắn rơi lên đồng hồ, đã là 5 giờ rồi. Chương 1434, một tâm tư nơi chân trời. Quán trà có diện tích không lớn nhưng sắp đặt rất tinh xảo, Liệu An Như sở dĩ chọn chỗ này là vì trước kia đến Nam Giang đều uống vài ly trà ở nơi đây. Liệu An Như thích uống trà hơn uống cà phê, nhưng thân phận làm cho nàng căn bản phải hạn chế đi uống trà bên ngoài. Liệu An Như thường đến quán này uống trà, cũng không phải vì trà rất ngon, căn bản là vì cái tên của nó. Nói chung đây là quán trà do chính Liệu An Như đặt tên. Lúc này nàng ngồi trong phòng. Ăn mặc bình thường, lặng lặng uống trà. Ly trà kia cũng không phải do quán pha chế, chính là do nàng tự tay pha chế dưới sự giúp đỡ của trà sư trong quán. Mặc dù hương vị của ly trà căn bản vẫn thua kém so với người chuyên nghiệp, thế nhưng quan trọng là cảm tình của nó bên trong. Lần này Liêu An Như hẹn Vương Tử Quân đi uống trà, nàng cũng không ngờ mình sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Khi nàng đặt điện thoại xuống, điều đầu tiên là nàng cảm thấy kinh ngạc vì hành vi của mình. Đồng thời cũng có chút vui sướng. Tuy Liêu An Như đã là một người phụ nữ hơn 30 tuổi thế nhưng bộ dạng vẫn giống như thiếu nữ 20. Những năm qua nàng chưa từng có bất kỳ thông tin nào liên quan đến phương diện tình cảm, thế nên càng có không ít người hoài nghi về giới tính của nàng. Liêu An Như căn bản không giải thích, cũng không cần giải thích. Nàng bây giờ là một ngôi sao cao cấp, nàng có thể không cần quan tâm đến ánh mắt của một số người có thực lực. Liệu An Như bỏ ra thời gian nửa giờ chăm chút cách ăn mặc, sau đó nàng được nhân viên công tác yểm hộ đưa đến quán trà. Sau đó nàng nhanh chóng học hỏi kỹ thuật pha trà của một trà sư có tướng mạo ngọt ngào và giọng điệu ôn hòa. Pha một bình trà cho người kia uống chính là một tâm nguyện khá lớn của Liệu An Như, còn những thứ khác thì nàng không mấy quan tâm. Khi Liệu An Như đang uống trà vui vẻ thì âm thanh tin nhắn chợt vang lên, là số của người kia, nội dung là có chuyện sẽ đến muộn. Tin nhắn này làm cho Liêu An Như vốn đang vui mừng có chút cuống quýt, càng có chút thất lạc. Liêu An Như thưởng thức ly trà của mình, nàng khẽ an ủi chính mình, vì người ta bận rộn nhiều việc, có thể nói đến đây uống trà là căn bản quá coi trọng mình rồi. Hơn nữa anh ấy cũng không phải nói là không đến. Nhưng những câu nói an ủi trong lòng lại càng làm cho Liêu An Như cảm thấy nôn nóng, thế nhưng nàng cũng phải chờ. 6 giờ tối nàng sẽ phải lên máy bay. Như vậy có nghĩa là thời gian nàng gặp mặt hắn sẽ ngày càng ít đi. Liệu An Như khẽ đứng lên khỏi ghế, ánh mắt rơi lên tấm cửa kính không quá lớn ở bên cạnh. Nàng cẩn thận nhìn vào trong gương, thấy bên trong ánh lên một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng quyến rũ động lòng người. Người phụ nữ có vòng eo mảnh, có bộ ngực nhô cao, có khe ngực thu hút, căn bản là cực kỳ quyến rũ. Liệu An Như rất tự tin với sức quyến rũ của mình, nàng khẽ cười cười. Chợt thấy hình bóng trong gương cũng đang cười. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ không gian yên ắng. Liệu An Như cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, là một dãy số không hiện tên. Nàng căn bản không xa lạ gì dãy số này, tuy nàng không lưu tên vào trong điện thoại, thế nhưng số lần người ta gọi đến là khá nhiều, đó là lý do nàng căn bản nhớ tên chủ nhân của nó. Nghe máy hay không, Liệu An Như có chút do dự, nàng trầm ngâm giây lát. Sau đó nghe điện thoại. Sau khi điện thoại nối thông, chợt nghe đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhiệt tình, An Như, có phải em sắp lên máy bay rồi không?
anh đang chờ em ở bên ngoài sân bay. Liêu An như thầm cảm thấy phiền muộn, nhưng nàng vẫn bình tĩnh nói với người đầu dây bên kia, công ty đã sắp xếp người đón em ở sân bay, thế nên cũng không muốn làm phiền anh. An Như, đối với anh thì luôn mong muốn được em làm phiền. Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia giống như mãi mãi tràn đầy tình cảm như vậy. Liêu An Như còn chuẩn bị khuyên điện thoại một câu, đúng lúc này điện thoại của nàng vang lên tiếng chuông tin nhắn. Nàng vội vàng muốn biết nội dung, thế nên nói một câu có chuyện với đầu dây bên kia, vội vàng cúp điện thoại. Nhưng khi Liêu An Như mở tin nhắn ra xem, nàng không khỏi cười khổ, vì đó chỉ là một tin nhắn đến từ tổng đài điện thoại. Liêu An Như ngồi xuống vị trí của mình, nàng không khỏi mở điện thoại ra xem xét lung tung, thầm nghĩ khi nào thì anh ta mới đến. Khi nàng đang tập trung suy nghĩ thì chợt nhìn lên đồng hồ, đã là 5 giờ 35. Bây giờ là 5 giờ 35, 6 giờ Liêu An Như phải đến sân bay, sao thời gian bây giờ lại trôi qua nhanh như vậy? Khi nàng đang cảm thấy rất gấp gáp thì điện thoại lại vang lên, là người đại diện gọi điện thoại đến, hỏi nàng khi nào thì đi ra. Chờ một chút, Liêu An Như lại cúp điện thoại, nàng đặt điện thoại lên bàn, nhìn kim đồng hồ liên tục dịch chuyển từng giây, cảm thấy ngây dại. Chào chị, ông chủ nói tôi nhắn với chị một tiếng, bây giờ đã đến thời gian mà chị yêu cầu nhắc nhở, chị có ngồi lại thêm nữa không? Một nhân viên phục vụ dùng giọng ngọt ngào nói với Liêu An Như. Đã đến giờ, Liêu An Như có chút sững sốt, nàng giống như nghĩ đến điều gì đó, thế là vội vàng nói, tôi muốn ngồi thêm một lát nữa, xin hỏi khi nào thì quán đóng cửa. Tổng cộng mất bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả. Cô gái phục vụ có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại nở nụ cười sáng lạn, đối với nàng thì Liêu An Như muốn tiếp tục ở lại trong phòng trà thì quá tốt, ít nhất nàng cũng được tăng thêm thu nhập. Chị, nếu chị ngồi đến lúc quán đóng cửa, tôi có thể thay ông chủ tính cho chị 80% tiền phòng, đáng lý ra phải trả 2.000, thế nhưng chỉ cần trả 1.600 thôi. Liêu An Như lấy ra 1.600 đưa cho cô gái phục vụ, sau đó nói, em gái, chị có việc cần nhờ em đưa đến cho chị một ít trà, chị muốn pha một mình khác. Lúc này Liêu An Như ăn mặc rất trang nhã, nhìn qua giống một người bình thường hơn là một ngôi sao lớn, nhưng lực tương tác của nàng lại tăng lên chứ không giảm. Cô nhân viên phục vụ cầm tiền trong tay, sau đó căn bản là đồng ý với yêu cầu của Liêu An Như. Cô nhân viên lấy trà ra, nàng nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, lại nhìn đôi tay trắng mịn của người ta mà không khỏi hâm mộ. Liêu An Như đang cố gắng pha một ấm trà, động tác của nàng dù có chút đông cứng nhưng lại cực kỳ có tâm ý. Là người như thế nào mới được một mỹ nữ pha trà với tất cả tâm tư như vậy? Cô nhân viên phục vụ không nhìn được cảm thấy hâm mộ người đàn ông có thể được hưởng thụ ly trà của Liêu An Như. Chương 1434, hai tâm tư nơi chân trời. Lát nữa anh ấy đến thì em giúp chị rót cho anh ấy một ly nhé. Liêu An Như pha trà xong thì khẽ uống một ngụm, sau đó mới nói với cô nhân viên bên cạnh. Cô nhân viên cảm động vì tình yêu của người phụ nữ xinh đẹp này và người đàn ông chưa đến kịp, nàng khẽ gật đầu. Liêu An Như khẽ vỗ vai cô nhân viên, nàng lấy túi sách và kính râm trên bàn rồi rời khỏi phòng. Một chiếc xe màu trắng như một con ngựa trắng khẽ rời khỏi quán trà Chỉ Thủy. Khi chiếc xe này vừa chạy đi, một chiếc xe Audi màu đen chợt dừng lại bên cạnh quán, hai chiếc xe lướt qua nhau. Một người đàn ông còn trẻ đi ra khỏi xe, nhanh chóng đi đến một phòng trà. Chị kia pha trà cho anh rất có tâm ý, mong anh hưởng dụng. Cô nhân viên phục vụ nhìn người đàn ông căn bản còn uy nghiêm hơn cả ông chủ của mình ở trước mặt, dù nàng có chút khiếp đảm nhưng vẫn lớn gan nói ra những lời của mình, người tốt như vậy sao anh có thể để cho chị ấy chờ quá lâu chứ? Vương Tử Quân không trả lời câu nói của cô nhân viên, hắn nâng ly trà sứ trắng lên uống một ngụm. Hương trà thơm ngát nhưng uống vào trong miệng lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác đắng chát. Trà rất ngon, cảm ơn em. Vương Tử Quân uống xong ly trà của mình, hắn gửi đi một tin nhắn như vậy. Sau đó hắn đặt điện thoại xuống, uống cho hết ấm trà, sau đó rời khỏi quán trà Chỉ Thủy. Sân bay Hong Kong, Liêu An Như vừa mới xuống máy bay thì ở điện thoại ra, nàng nhận được tin nhắn làm cho mình cực kỳ vui mừng. Khi nàng chuẩn bị gửi tin hồi âm, một người đàn ông ôm theo bó hoa hồng rất lớn đang quỳ gối trước mặt nàng. Thời gian mỗi ngày của Vương Tử Quân giống như trải qua có quy luật, sáng sớm sau khi dùng bữa cơm của Mạc Tiểu Bắc,
hắn xuống dưới lầu leo lên xe của mình chuẩn bị đi làm. Nhưng khi xe của hắn chạy ra khỏi khu nhà thường ủy tỉnh ủy, một chiếc xe có hình thức giống y hệt của hắn chợt chạy theo phía sau. Cửa sổ xe hạ xuống, Lý Thừa Uyên thò đầu ra với nụ cười nhiệt tình, trưởng phòng Tử Quân, hôm nay anh đi làm sớm thế. Lý Thừa Uyên nói rất tùy ý, Vương Tử Quân cũng cười nói với Lý Thừa Uyên, chào buổi sáng Chủ tịch Lý. Hai tài xế đều là hạng người thông minh, bọn họ biết lãnh đạo có vài lời cần nói, thế nên tốc độ lái xe cũng không nhanh. Bọn họ luôn duy trì một khoảng cách tốt để hai vị lãnh đạo trò chuyện với nhau. Tử Quân, ngày hôm qua tôi thông qua kinh phí thiết bị nghe nhìn cho phương diện giáo dục của phòng tổ chức tỉnh ủy. Vì chuyện này mà trưởng phòng Lý Chiêu Quýnh tìm gặp tôi nhiều lần, nói phương diện thiết bị nghe nhìn trong công tác giáo dục giảng viên là rất quan trọng, dù tài chính tỉnh có chút khó khăn thế nhưng cũng không nên làm cho phòng tổ chức bị ảnh hưởng, tôi cảm thấy như vậy là rất đúng. Vương Tử Quân cho người báo cáo kinh phí thiết bị nghe nhìn trong công tác giáo dục đảng viên với phòng tài chính tỉnh, lúc này Lý Thừa Uyên nhắc đến Lý Chiêu Quýnh, sao hắn không hiểu rõ ý nghĩ của Lý Thừa Uyên. Xem ra bên kia cũng biết tin sắp động vào cán bộ, hơn nữa là cán bộ chủ yếu, thế là bọn họ không ngồi yên được. Lý Thừa Uyên nói chuyện này căn bản muốn dẫn sang người của Lý Chiêu Quýnh. Lý Chiêu Quýnh là một người ngồi trên vị trí trưởng phòng tài chính đã được 5 năm. Vị trí này xem như cầm trong tay túi tiền của cả tỉnh. Cho đến nay hắn luôn theo sát tiến độ của Trử Vận Phong, căn bản không quá quan tâm đến sắp xếp của những người khác. Cũng vì điều này mà nhiều lần Diệp Thừa Dân dùng tiền căn bản không được tự nhiên. Vương Tử Quân biết rõ điều này, trước đó Diệp Thừa Dân từng nói qua một lượt, tuy ý nghĩa ẩn giấu nhưng cũng quá rõ ràng, chuyển vị trí của Lý Chiêu Quýnh. Vương Tử Quân căn bản thầm hiểu ý nghĩ của Diệp Thừa Dân. Khi đó hắn cũng không tỏ thái độ. Nhưng Diệp Thừa Dân lấy ra vài phản ánh về công tác của Lý Chiêu Quýnh, làm cho hắn không dám coi thường. Tuy Lý Chiêu Quýnh không có vấn đề gì quá lớn trong số đơn thư tố cáo, thế nhưng cũng có vài manh mối nguy hiểm xuất hiện. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm đối với những phản ánh kia, hắn đồng ý quyết định của Diệp Thừa Dân, đổi vị trí của Lý Chiêu Quýnh. Kính mong Chủ tịch Lý thay mặt tôi cảm ơn trưởng phòng Lý. Sau này nếu có thời gian thì nhất định sẽ mời anh ấy bữa cơm thật ngon, cảm ơn anh ấy đã hết lòng giúp đỡ công tác của phòng tổ chức chúng tôi. Trong đầu Vương Tử Quân có hàng ngàn ý nghĩ, hắn cười tủm tỉm nói với Lý Thừa Uyên. Lý Thừa Uyên cười cười, hắn nói một câu khi đó tôi sẽ là người đón khách, thế là hai người ăn ý đóng cửa sổ xe lại. Hai tài xế cũng hiểu ý mà nhanh chóng tăng tốc, hai chiếc xe một trước một sau chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc của mình mà nghĩ đến những vấn đề của Lý Chiêu Quýnh. Lúc này mâu thuẫn giữa Diệp Thừa Dân và Trử Vận Phong đã từng bước biến hóa, vấn đề bày ra trước mặt Vương Tử Quân chính là mình nên lựa chọn như thế nào. Trưởng phòng Vương, đây là tài liệu mà ngài yêu cầu tôi ghi chép báo cáo, mong ngài nhìn qua một chút. Chỉ Hoa Trục đưa một phần văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Vương Tử Quân tiếp nhận tài liệu. Hắn nhìn qua một lượt, sau đó đặt lên mặt bàn. Khi hắn chuẩn bị trao đổi ý kiến với Chỉ Hoa Trục, đột nhiên thấy Du Giang Vĩ đi vào với vẻ mặt có chút bối rối. Khi thấy Du Giang Vĩ thì Vương Tử Quân có hơi cau mày. Thông qua 2 năm rèn luyện thì Du Giang Vĩ đã trầm ổn hơn trước rất nhiều, hôm nay sao lại có thái độ khác thường như vậy? Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân nhìn Du Giang Vĩ rồi trầm giọng nói. Trưởng phòng Vương. Vừa rồi Bí Thư Ngụy gọi điện thoại đến, nói là Triệu Địa Siêu đã chết. Du Giang Vĩ nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, tâm tình ổn định hơn một chút thế nhưng tin tức phát ra khỏi miệng không khỏi làm cho Vương Tử Quân giật mình. Triệu Địa Siêu đã chết. Vương Tử Quân nghe thấy như vậy mà không khỏi chấn động, hắn căn bản rất nhớ kỹ cái tên Triệu Địa Siêu. Lúc này hắn nhanh chóng khôi phục lại như thường, sau đó trầm giọng nói, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Anh ta chết như thế nào? Trưởng phòng Vương, nghe Bí Thư Ngụy nói Triệu Địa Siêu bị chết đuối. Theo điều tra của Cục Công an thành phố Lâm Hồ, tối qua Triệu Địa Siêu uống rượu với người ta, hôm nay thấy thi thể của anh ấy nổi lên trên một hồ nhỏ nhân tạo trong công viên thành phố Lâm Hồ. Câu trả lời của Du Giang Vĩ làm cho Vương Tử Quân bình tĩnh hơn một chút, hắn nhìn Du Giang Vĩ rồi khẽ hỏi, Triệu Địa Siêu hôm qua uống nhiều rượu, sau khi say rượu thì thư ký và lái xe không ở bên cạnh sao? Trưởng phòng Vương, nghe nói phía thành phố Lâm Hồ cho ra quyết định tạm thời cách chức Triệu Địa Siêu,
khi đó lái xe và thư ký không ở bên cạnh anh ta, đồng thời người đi uống rượu với anh ấy cũng đã được chứng thật, đó là vài cán bộ thành phố Lâm Hồ. Chương 1435, không lo xa tất mất gần. Phía thành phố Lâm Hồ cho ra quyết định tạm thời cách chức Triệu Địa Siêu, điều này làm cho tâm tính bình tĩnh của Vương Tử Quân có chút dao động. Xem ra sự việc có chút phiền toái. Sau khi tự nhận lỗi từ chức thì Thích Phúc Lai rời khỏi thành phố Lâm Hồ, tuy hắn đã từ chức nhưng cấp bậc vẫn còn, đến thành phố Đông Hồng thì hắn trở về thời gian nhàn nhã. Vì không có chức vụ nên người đến quấy rầy Thích Phúc Lai cũng ít hơn, điều này làm cho hắn cảm nhận được cuộc sống thanh nhàn, đồng thời cũng có chút thất lạc. Trước kia hắn không dám về nhà, vì khi đó khách quý chờ chật cả nhà, thậm chí còn có người ngồi trong xe chờ ở trước nhà. Dù có vất vả như thế nào thì người ta cũng tình nguyện, chỉ vì muốn được gặp mặt hắn. Không ngờ lúc này hắn thất thế, rơi vào tình huống trước cửa vắng vẻ trong nhà lạnh tanh. Thích Phúc Lai quen làm lãnh đạo thành phố Lâm Hồ, bây giờ có thời gian rảnh rỗi, căn bản làm cho hắn khó thể nào thích ứng được. Hắn luôn cảm thấy đồng hồ sinh học của mình được định hình sẵn, mỗi ngày thức dậy là ăn sáng, sau đó ngồi chờ trong nhà theo thói quen, nhưng căn bản không có thư ký và lái xe đến đón mình. Mặc dù phương án xử lý Thích Phúc Lai chính là tự nhận lỗi từ chức, thế nhưng muốn tìm lại một chức vụ căn bản là không dễ dàng gì. Những hôm nay hắn thường đọc sách, hắn cảm thấy có hai câu nói rất hay, đó là triều đình thì lo cho dân, giang hồ thì lo cho quân. Nhưng lúc này triều đình của hắn không còn tồn tại, nhưng hắn vẫn còn thắm thiết quan tâm đến Lâm Hồ, kết quả cuối cùng chỉ là hắn có thái độ nhưng chỉ là cố gắng xen vào việc của người khác, bị người ta cười vào mặt mà thôi. Khi tuyển người cho vị trí bí thư thị ủy Lâm Hồ, chủ tịch Trừ từng trưng cầu ý kiến của Thích Phúc Lai, nhưng cuối cùng vị trí kia cũng không rơi vào trong tay người được Thích Phúc Lai đề cử là Lưu Vĩnh Cương, mà bị một người tên là Ngụy Triệu Bác căn bản không nghe danh nắm vào trong tay. Ngụy Triệu Bác này là một con ngựa đen từ nơi nào chạy đến. Sự việc xảy ra chưa bao lâu thì Thích Phúc Lai căn bản đã hiểu rõ về Ngụy Triệu Bác như lòng bàn tay. Nghe nói người này học cùng chung một trường với Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi sinh ra xúc động muốn mắng Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đúng là hạng chó hình người, bắt mình còn chưa yên lòng, bây giờ thì tốt, còn đẩy cả Ngụy Triệu Bác lên đài, không phải muốn nắm cả người của mình sao? Vương Tử Quân nắm bắt mình, lại đẩy Ngụy Triệu Bác tiến lên thay thế, điều này không khỏi làm cho Thích Phúc Lai cực kỳ căm hận nhưng không làm gì được. Chủ tịch Trừ không còn tín nhiệm hắn như dĩ vãng, đây mới là điều mà hắn sợ hãi nhất. Cũng vì mình không may mà thôi, nếu không sự việc sao lại liên lụy đến mình. Thích Phúc Lai nghĩ đến chuyện mình bị nắm bắt mà không khỏi an ủi bản thân như vậy. Ngày hôm qua xảy ra sự kiện Triệu Địa Siêu chất vấn Vương Tử Quân, tin tức rơi vào trong tai làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy cực kỳ sung sướng, cũng phá lệ uống ba ly rượu mừng. Nhưng đáng tiếc là Triệu Địa Siêu căn bản không làm cho Vương Tử Quân đau đớn, để cho người ta vào trận và thoát ra được, thoải mái vượt qua kiểm tra. Thích Phúc Lai thấy như vậy mà cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng chỉ là như vậy thì hắn cũng thấy đã đủ, ít nhất cũng đã nói rõ ràng với mọi người, phía thành phố Lâm Hồ vẫn có lập trường kiên định về việc ủng hộ hay phản đối, vì vẫn còn nhiều người có thiên hướng về phía Thích Phúc Lai. Sau khi uống xong ba ly rượu thì Thích Phúc Lai cảm thấy có chút nghi hoặc, theo những gì hắn hiểu thì gần đây Triệu Địa Siêu tuy trung thành và tận tâm với mình, thế nhưng người này rất giỏi thuận gió bẻ măng, tâm tư không đồng nhất. Sau khi mình rơi đài thì đối phương sẽ đứng lên một trường hợp công chúng để nói ra những vấn đề chua ngoa không cho Vương Tử Quân xuống đài sao? Chẳng lẽ bình thường mình tán thưởng Triệu Địa Siêu, thế cho nên bây giờ đối phương bùng phát tâm lý cảm kích? Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà nhanh chóng chối bỏ, hắn biết rõ Triệu Địa Siêu là hạng người gì, căn bản không thể cho ra những hành vi như vậy. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng Thích Phúc Lai vẫn rất vui sướng, có người bị mất mặt khi đến Lâm Hồ. Căn bản là rất hay. Tuy hắn cũng không có lợi gì, thế nhưng nó vẫn đáng được ăn mừng. Tuyết tuyết tuyết, tiếng còi xe vang lên, Thích Phúc Lai là một người xem như về hưu, việc hắn thích làm nhất là trốn trong nhà, cho dù có người kêu gọi thì cũng không đi ra. Tiếng còi xe hơi làm cho Thích Phúc Lai cảm thấy phiền chán, cũng không muốn đi ra. Dù sao thì khi mà hắn còn đang ngồi trên vị trí chỉ điểm giang sơn, có ai dám khoa chân múa tay với mình. Hắn không thể chịu đựng được sự chênh lệch quá lớn giữa hiện thực và dĩ vãng, vì không muốn tâm tư tổn thương thế nên hắn luôn cố gắng ở trong nhà không đi ra ngoài.
Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, vợ Thích Phúc Lai hỏi một tiếng ai vậy, sau đó cửa mở ra. Một gương mặt với nụ cười xuất hiện trước mặt, Thích Phúc Lai nhìn người này mà không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thích Phúc Lai cho rằng người này sẽ mãi không bao giờ tiếp tục xuất hiện trước mặt mình, nhưng bây giờ đối phương đã đến. Hắn kinh ngạc sau giây lát, cuối cùng kinh ngạc lại biến thành hưng phấn. Thích Phúc Lai nhìn người kia rồi vươn tay ra nói, Chử. Giám đốc Chử, anh sao lại đến đây? Chử Ngôn Huy đưa hai con cá cho Thích Phúc Lai, sau đó cười nói, chú Thích, hôm nay tôi không tìm được chỗ nào dùng cơm, đặc biệt muốn được thưởng thức tay nghề nấu mì của dì, thế nên mới đến đây. Tốt, tốt, ăn mì, vợ, còn không mau làm chút mì cho Ngôn Huy. Thích Phúc Lai đã trấn tĩnh hơn một chút, hắn là bí thư thị ủy Lâm Hồ lâu năm, tất nhiên vẫn có vài phần tu dưỡng. Vợ của Thích Phúc Lai đi xuống bếp, sau khi chồng rời khỏi chiếc ghế bí thư thị ủy Lâm Hồ, nàng đã biết được nhân tình ấm lạnh là như thế nào. Nàng rất hy vọng Thích Phúc Lai có thể đông sơn tái khởi, lúc này con trai của chủ tịch Chử đến càng làm cho nàng vui vẻ hơn. Chử Ngôn Huy ngồi xuống đối diện với Thích Phúc Lai, hắn khẽ nói, chú Thích, những ngày qua chú uất ức nhiều rồi. Thích Phúc Lai nở nụ cười tiêu sái, hắn lắc đầu nói, cũng không có gì là uất ức, chỉ là mình không làm tốt công tác, cũng không trách được người khác. Có lẽ chú hiểu bố cháu còn hơn cả cháu, ông ấy là người như vậy, mặt lạnh tim nóng. Tuy biểu hiện căn bản chỉ thị phê bình chú, thế nhưng trong lòng cũng rất khổ sở, những ngày qua hút thuốc nhiều hơn trước rất nhiều. Chử Ngôn Huy nhìn Thích Phúc Lai rồi trầm giọng nói. Sau khi nghe nói Chử Vận Phong hút thuốc nhiều hơn trước thì Thích Phúc Lai không khỏi tỏ ra sốt ruột, hắn nói, Ngôn Huy, cậu nên ở bên cạnh bố nhiều hơn, đồng thời phải khuyên nhủ anh ấy bảo vệ sức khỏe, nên hút thuốc ít lại thì hay hơn. Những ngày qua cháu và mẹ liên tục khuyên giải, thế nhưng tính tình của bố cháu là như vậy, chú cũng không phải không biết, bộ dạng lo nghĩ như vậy cũng không có mấy người dám khuyên. Chử Ngôn Huy thở dài. Hắn trầm giọng nói, tôi cảm thấy bố phiền muộn có vài nguyên nhân đến từ chú Thích, hơn nữa còn là vì có người đang muốn gây sự trước mắt. Chương 1436, một mình chiến đấu hăng hái dễ gặp tình huống hai bên đối địch. Thích Phúc Lai không mở miệng, hắn lấy từ trong ngăn kéo ra một gói thuốc, tự châm lửa hút vào một hơi, sau đó không nói lời nào mà nhìn Chử Ngôn Huy. Không biết chú Thích có nghe qua thông tin gì chưa? Hai ngày qua bên kia chuẩn bị cho chú Lý tiến lên nhận chức vụ, nó chú Lý nhận chức ở phía phòng tài chính quá lâu, người ở trên một vị trí thời gian quá lâu dễ dàng xảy ra chuyện, cần đổi công tác mới. Chử Ngôn Huy cũng không khách khí mà lấy một điếu thuốc, sau đó châm lửa, xương khói lượn lờ. Thích Phúc Lai lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, chính tôi có vấn đề làm cho chủ tịch Chử cất bước công tác khó khăn, bây giờ nếu như Lý Chiêu Quýnh lại có vấn đề. Sau này chủ tịch Chử công tác càng thêm khó khăn. Anh cần phải nói với chủ tịch Chử, dù thế nào cũng phải giữ lại vị trí của trưởng phòng Lý. Cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng chú Thích cũng biết rồi đấy, cháu nhỏ người giọng yếu, cho dù muốn xuất lực cũng không tìm được địa phương lên tiếng. Chử Ngôn Huy nói đến đây thì thở dài một hơi nói, chủ tịch Lý và chủ tịch Kim tuy có thái độ phản đối, thế nhưng quyền quyết định nhân sự cũng không nằm trong tay chúng ta. Nếu như bí thư Diêu còn công tác ở Nam Giang, như vậy chúng ta cũng không bị động như lúc này. Thích Phúc Lai hít vào một hơi thật sâu, hắn hiểu rất rõ thế cục hiện tại ở Nam Giang. Lúc này Chử Vận Phong dù đang có quyền lên tiếng tuyệt đối trong ủy ban tỉnh, thế nhưng ở phương diện tỉnh ủy, đặc biệt là phương diện nhân sự thì không có được mấy thực quyền. Không có quyền nhân sự thì cứ chờ người ta thích làm gì thì làm, Thích Phúc Lai không khỏi thở dài một hơi nói. Nếu như chúng ta không thỏa hiệp ở sự kiện đề bạt Đậu Minh Đường thì quá hay rồi. Chú Thích, bây giờ nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hiện tại việc cấp bách của chúng ta chính là nhanh chóng vãn hồi xu thế suy tàn, nếu không cũng chẳng biết sau này Nam Giang sẽ có bộ dạng ra sao. Chử Ngôn Huy nói rồi đưa mắt nhìn Thích Phúc Lai dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói, chú Thích, chú nhận lỗi từ chức nhưng cấp bậc vẫn còn, điều này nói rõ điều gì? Đó chính là chú còn cơ hội đông sơn tái khởi, nghênh đón xu thế phát triển mới. Phải nói những lời của Chử Ngôn Huy giống như nhóm lên một ngọn lửa trong tâm tư thoái chí của Thích Phúc Lai, đốt cháy khát vọng chôn sâu trong lòng hắn. Lúc đầu khi vẫn còn ở vị trí có quyền lực, hắn cảm thấy quyền lực của mình có thể áp đảo tất cả, nhưng khi mất đi quyền lực, hắn mới ý thức được quyền lợi đã trở thành cánh tay phải của mình,
đã là một bộ phận cơ thể khó thể tách rời. Mặc kệ là vị trí nào trên người bị tổn thương, hắn cũng khó thể nào chịu đựng được cơn đau do nó mang lại. Nếu như tình thế bây giờ đối với Thích Phúc Lai là nếm mật nằm gai, sau này còn có cơ hội quay về, dù không phải là bí thư thị ủy mà chỉ là một vị trí trưởng phòng hay lãnh đạo đơn vị nhỏ nào đó, hắn cũng cảm thấy tốt đẹp hơn nhiều. Tất nhiên nếu muốn xoay người thì phải có người lên tiếng cho mình. Lần này Trử Ngôn Huy đến có mục đích muốn ra tay giúp mình, vì một mình chiến đấu hăng hái dễ gặp tình huống hai bên giáp địch, hắn cần phải thông qua đấu tranh để thành lập mặt trận của riêng mình. Nhưng trên quan trường không có tình hữu nghị vĩnh viễn, càng không có đồng minh vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn mà thôi, điều này Thích Phúc Lai căn bản là hiểu rất rõ. Nhưng Thích Phúc Lai căn bản không thoát khỏi sức quyến rũ của bàn tay quyền lực, đối với hắn thì quyền lực căn bản có sức hút rất lớn, mất đi thì cực kỳ đau đớn, hắn không muốn cơ hội tiến lên đảm nhiệm chức vụ của mình sẽ vẫn là giấc mộng Nam Kha. Vì vậy hắn không nhịn được phải nói, Ngôn Huy, chuyện của tôi không cần nói nữa. Bây giờ điều quan trọng là phải phụ giúp Chủ tịch Trử vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Chú không giúp được gì cho cháu, thế nhưng làm một người đầy tớ thì vẫn có thể được. Trử Ngôn Huy cũng không cảm thấy bất ngờ khi thuyết phục được Thích Phúc Lai, trước khi đến chỗ này thì hắn đã nghĩ qua tất cả tình huống thế này. Sau khi thấy Thích Phúc Lai tỏ thái độ như vậy thì hắn thuận thế nói, chú Thích, cháu biết cảm tình của chú với bố cháu, chỗ này của cháu có một chuyện phiền toái. Cháu cảm thấy ngoài chú Thích ra thì không ai ra tay thành công được. Khi hai người trò chuyện với nhau thì vợ của Thích Phúc Lai đưa một tô mì đến. Trử Ngôn Huy nhiệt tình tiếp nhận, hắn ăn như sói như hổ. Trử Ngôn Huy là người làm ăn kinh doanh nhiều năm, cực kỳ chú trọng thể diện, hắn từng ăn khắp sơn hào hải vị, lúc này ăn mì cũng làm cho người ta không khỏi cảm thấy hâm mộ. Hắn vừa ăn vừa tán dương tay nghề của vợ Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai cũng không có tâm tư vui vẻ khi vợ đi vào phòng, hắn nói vài câu cho vợ bỏ đi, sau đó tiếp tục đưa mắt lên mặt Trử Ngôn Huy. Chú Thích, chú có biết không, khi mà Vương Tử Quân đưa Ngụy Triệu Bác xuống thành phố Lâm Hồ nhận chức thì Triệu Địa Siêu đã đứng lên nã pháo nghi vấn. Chủ nhiệm nói đến đây thì giọng nói có chút trầm thấp. Thích Phúc Lai đã sớm biết chuyện này, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói, có chuyện này sao? Xem ra tin tức của tôi có chút bế tắc. Triệu Địa Siêu này là có chuyện gì vậy? Dám nã pháo trưởng phòng Vương như vậy sao? Trử Ngôn Huy nhìn vẻ mặt của Thích Phúc Lai, hắn thầm hừ lạnh một tiếng, mọi người đều là hồ ly ngàn năm chơi liêu trai, ông giả vờ cũng đạt lắm. Nhưng hắn cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhìn Thích Phúc Lai rồi nở nụ cười thản nhiên. Da mặt dày của Thích Phúc Lai cũng không phải chỉ được rèn luyện trong một vài năm, hắn là người nhiều năm chìm nổi quan trường, thế nên định lực vẫn có dồi dào. Lúc này Trử Ngôn Huy không nói lời nào, hắn cũng ngồi đó hút thuốc mà nở nụ cười. Trong phòng chỉ còn vang lên âm thanh ăn mì của Trử Ngôn Huy, đúng lúc này điện thoại của Thích Phúc Lai chợt vang lên. Thích Phúc Lai nhìn số điện thoại trên màn hình mà không khỏi có chút do dự, nhưng vẫn nghe điện thoại. Người đầu dây bên kia chỉ nói một câu, thế nhưng lại làm cho Thích Phúc Lai cực kỳ giật mình thiếu chút nữa rơi điện thoại xuống đất. Thích Phúc Lai đặt điện thoại xuống rồi nhìn Trử Ngôn Huy đang ăn mì. Hắn không khỏi cảm thấy lạnh cả người. Thế gian này không trùng hợp thì không hay, Thích Phúc Lai cũng tin vào điều này, thế nhưng nếu như có người giả tạo, căn bản sẽ cực kỳ khác thường. Có câu thế sự khác thường, Thích Phúc Lai là người chìm nổi quan trường nửa đời người, hắn hiểu rõ điều này. Triệu Địa Siêu là người do hắn đề bạt lên, hắn căn bản hiểu rất rõ người này. Mặc dù Triệu Địa Siêu nói gì nghe nấy đối với Thích Phúc Lai, hơn nữa người này cực kỳ trung thành. Không phải là người đơn giản, hơn nữa hắn còn có ơn tri ngộ với Triệu Địa Siêu, liên tục đề bạt lên vị trí quan trọng. Nhưng Thích Phúc Lai không thể phủ nhận Triệu Địa Siêu là một chính khách mười phần, người này tất nhiên phải hiểu cửa thành bốc hỏa tai họa ngập đầu, có ai tình nguyện thắt cổ mình trên cây. Lúc này có khối người chân đạp vài con thuyền, Triệu Địa Siêu hắn việc gì phải vì một người đã lui ra như Thích Phúc Lai để đứng trước mặt bao người chống đối nã pháo trưởng phòng tổ chức Vương Tử Quân đang như mặt trời giữa ban trưa. Chương 1436, 2, một mình chiến đấu hăng hái dễ gặp tình huống hai bên đối địch. Chuyện này làm cho Thích Phúc Lai căn bản cảm thấy khó tưởng, nhưng sự việc làm hắn giật mình còn tiếp diễn, đó là Triệu Địa Siêu uống rượu say và chết đuối trong hồ nước. Tuy đây còn chưa xác định là tự sát hay trượt chân xuống hồ, thế nhưng một tin tức như vậy căn bản làm cho tâm tình của Thích Phúc Lai ớn lạnh.
Thích Phúc Lai rất coi trọng công nghiệp, lúc này hắn nhìn người đàn ông trẻ tuổi chạy đến nhà mình đòi ăn mì, hắn chợt cảm thấy có chút đau đớn. Vợ mình mất thời gian làm một tô mì, thế nhưng người đàn ông kia diễn tuồng quá đạt, chính mình căn bản còn không hiểu nhiều về đối phương. Thích Phúc Lai nghĩ như vậy mà cố gắng làm cho mình trầm tĩnh lại, hắn lơ đãng dùng giọng cảm khái nói, trên đời này cũng có nhiều người quá đắc ý, thế nhưng tính mạng con người căn bản là quá yếu ớt, cũng không biết khi nào thì rời khỏi cơ thể mình. Năm xưa Triệu Địa Siêu là người dám làm dám chịu, bây giờ không ngờ lại rơi vào kết quả chán nản như vậy. Chử Ngôn Huy lúc này đã ăn mì xong, hắn khoa trương nuốt hết nước mì vào bụng, đánh một cái nấc no nê mãn nguyện, sau đó mới cười nói, đúng vậy, cũng không ai ngờ được. Vài tháng trước tôi còn dùng cơm với Chủ tịch Triệu, khi đó anh ấy còn đang rất hăng hái, chuẩn bị cố gắng dưới sự lãnh đạo của ngài đưa thành phố Lâm Hồ vượt qua Đông Hồng thành trung tâm của tỉnh Nam Giang. Hai người cũng không tiếp tục lên tiếng, nhưng ánh mắt hai bên liên tục va chạm vào nhau, bầu không khí có chút quái dị. Cháu nghe nói người nhà Chủ tịch Triệu cảm thấy cực kỳ đau thương, bọn họ càng tin tưởng Chủ tịch Triệu tự sát mà chết vì áp lực quá lớn, coi như bị người ta ép chết. Nếu không với tử lượng của Chủ tịch Triệu, anh ấy sao có thể chết đuối trong hồ được? Chử Ngôn Huy trầm mặc vài phút rồi mở miệng nói. Thích Phúc Lai không hề đi đường vòng, hắn đưa mắt nhìn Chử Ngôn Huy rồi trầm giọng nói, Ngôn Huy, cậu có nắm chắc không? Bí thư Thích, bây giờ tình thế quá bức người, đã không còn quan tâm có nắm chắc hay không, có câu thế này, bắn tên không thể quay đầu. Chử Ngôn Huy nhìn Thích Phúc Lai, hắn dùng giọng gần từng chữ nói với người đàn ông lớn hơn mình vài chục tuổi trước mặt. Thích Phúc Lai khẽ gật đầu nhưng hai hàng chân mày càng nhíu chặt. Lời nói vừa rồi của Chử Ngôn Huy làm cho hắn thật sự xúc động, nếu như dấn thân vào chuyện này, nếu hắn tiến ra một bước thì có nghĩa là mãi mãi không còn đường lui. Chú Thích, chú xem cái này đi. Chử Ngôn Huy nói rồi lấy ra một tờ giấy A4 đưa cho Thích Phúc Lai, bên trên có viết vài ba dòng. 1. Tác phong bá đạo, chuyên quyền độc đoán, không nghe ý kiến bất đồng, coi trời bằng vung. 2. Bài trừ đối lập, dùng người không khách quan, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, công tác không cho phép người khác mặc cả. 3. Không chú ý đoàn kết, lấy cá nhân làm trung tâm xây dựng phe phái, không chú ý đại cục. Tổng cộng có 3 điều, Thích Phúc Lai nhìn vào mà hai hàng chân mày càng thêm nhíu chặt. Hắn cũng không phải nhíu mày vì những tội danh này. Chủ yếu là vì những lý do được nêu ra, vì sao thì những lý do đó cũng không phải cây thương cứng đâm vào chết người. Những thứ này nói rõ điều gì? Nhiều nhất chỉ nói phương thức làm việc của người này quá võ đoán, không làm tốt quan hệ với người khác. Nhưng những năm gần đây tuyến trên có thái độ mập mờ khi chọn người hầu cho mình, cũng không phải những người hiền lành tỏa hào quang khắp bốn phía sẽ nhận được sự khẳng định của lãnh đạo, ngược lại những người có chút tì vết sẽ dễ dàng đi vào mắt của lãnh đạo hơn. Có một câu nói thế này, phát triển mới là đạo lý cứng, tất cả đều phải nói dựa theo thành tích. Phải nói người kia có vài phần bản lĩnh, chỉ cần nói về công tác của bản thân thì được lãnh đạo tuyến trên khen ngợi không dứt miệng về tư duy đổi mới. Nếu như nã pháo một người như vậy, thành công sẽ là việc thiện, thất bại sẽ là làm ác. Có câu thắng làm vua thua làm giặc, nếu đã là giặc thì chỉ có thể là giáp tâm hiểm ác, đây là hành động cực kỳ nguy hiểm. Chính mình không may sẽ tiến vào một tràng gió bão mới. Cho đến lúc này thì Thích Phúc Lai có thể rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, hắn nghĩ đến đây mà không khỏi hít vào một hơi lạnh. Phải nói có lực sát thương nhất chính là câu nói bài trừ đối lập, vì có sự kiện của Triệu Địa Siêu nên sẽ đưa đến hiệu quả lý tưởng. Nhưng nếu nói Vương Tử Quân có trách nhiệm ở sự kiện của Triệu Địa Siêu thì căn bản là có chút gò ép, không ra gì. Thứ này chỉ sợ không phải là thang thuốc mạnh. Không dùng được. Thích Phúc Lai tỉnh táo lại thì thản nhiên nói. Chử Ngôn Huy nhìn Thích Phúc Lai, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, bí thư Thích, tôi cũng muốn tìm ra chứng cứ cho từng câu từng chữ của mình, thế nhưng vấn đề là quá khó tìm. Thích Phúc Lai nhìn gương mặt của Chử Ngôn Huy, hắn có chút mất kiên nhẫn, nếu đã không có chứng cứ, cậu cần gì phải lấy ra những thứ này. Mặc dù có sự việc của Triệu Địa Siêu, thế nhưng chưa chắc có thể gây tổn thương cho hắn ta được. Chú Thích, cháu cũng không muốn làm tổn thương hắn ta, nói thật cháu rất tán thưởng hắn. Nếu người thường dùng những thứ này thì căn bản không cho ra ảnh hưởng gì, nhưng nếu có một nhóm người cùng liên danh lại với nhau, ngài cảm thấy như thế nào? Chử Ngôn Huy nói rồi lấy ra một trang giấy từ trong túi áo.
Tờ giấy này không khác gì tờ giấy vừa rồi, nhưng bên trên chỉ ghi những cái tên người mà thôi. Thích Phúc Lai nhìn những cái tên quen thuộc, hắn chợt có chút run rẩy. Tuy trong số những cái tên này có nhiều người đã lui xuống, thế nhưng không phủ nhận sự kiện bọn họ là nhân vật phong vân năm xưa ở Nam Giang. Lúc này tuy bọn họ đã rời khỏi sân khấu chính trị thế nhưng lực ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Đặt cùng vị trí với những người về hưu là những người đang sắp lui ra khỏi chức vụ, tuy quyền lực của bọn họ suy yếu, thế nhưng lời nói của bọn họ lại khá nặng. Nếu như có thể kết hợp bọn họ lại cùng một chỗ, hơn nữa còn cho bọn họ ký tên, có phải đã có động tĩnh lớn rồi không? Thích Phúc Lai có chút động tâm. Vương Tử Quân căn bản là người không bao giờ tổn hao tinh thần, có lực lượng và tinh lực vô cùng, công tác căn bản không cho tình cảm xen vào, nghị lực quá lớn, nếu tìm bệnh tật từ công tác của hắn ta thì căn bản không bao giờ ra được. Nếu chúng ta tìm vấn đề từ công tác, không bằng đi sâu vào vấn đề tác phong. Lúc này có nhiều người phản ánh vấn đề của hắn ta, Bí Thư Thích, ngài có cho rằng tuyến trên sẽ tiến hành điều tra không? Nếu như là người bình thường thì sẽ không thể gây tổn thương gì được, nhưng Vương Tử Quân thì lại khác, người này còn trẻ, lại phát triển không ngừng, công tác rất đổi mới, là người được lãnh đạo thượng tầng chú ý bồi dưỡng, gửi gắm kỳ vọng, tất nhiên sẽ không muốn sinh ra vấn đề ở Nam Giang. Nhìn từ góc độ bảo vệ cán bộ trọng điểm trung ương, có lẽ sẽ bị di rời khỏi Nam Giang. Trừ Ngôn Huy nâng ly uống một ngụm rồi nói. Chương 1437, anh không phải ngụy quân tử mà là chân tiểu nhân. Làm quan viên cần phải có một phẩm chất quan trọng, đó là sự ung dung, dù bất kỳ tình huống nào cũng phải bình tĩnh không sợ hãi. Một quan viên nếu mất đi sự ung dung bình tĩnh, như vậy khó tránh khỏi tình huống được này mất kia, cũng khó tránh khỏi tình huống thất thố. Thích Phúc Lai bực bội nghĩ rằng xem ra chính mình không chịu được nghịch cảnh, khi tiến vào con đường chán nản, không những mất đi chức quan, còn mất đi sự ung dung bình tĩnh của mình, đến nỗi muốn làm gì đó nhưng căn bản không tìm được cửa đột phá. Thích Phúc Lai thầm cảm khái, đồng thời cũng cực kỳ bội phục Trử Ngôn Huy, cảm thấy Trử Ngôn Huy không phải là ngụy quân tử, mà thật sự là chân tiểu nhân. Sự việc vốn không có gì hay, thế nhưng được người này thao túng, căn bản ép người ta vào cục diện phải chết. Vương Tử Quân đến Nam Giang và tràn đầy hào quang. Trong số những hào quang kia có vài phần trói buộc lấy chính bản thân, hơn nữa sự bảo vệ của lãnh đạo thượng tầng cũng chính là một trong những trói buộc đó. Trong mắt lãnh đạo thượng tầng thì Nam Giang chính là được mất nhất thời, vì vậy nên đám người muốn bồi dưỡng Vương Tử Quân sẽ không muốn bị mất thứ tốt ở nơi này. Lúc này điều bọn họ cần không phải là điều Vương Tử Quân đi sao. Trừ Ngôn Huy rời khỏi nhà Thích Phúc Lai với gương mặt hơi đỏ, mặc dù hắn vẫn bảo trì bộ dạng bình tĩnh ung dung. Thế nhưng thực tế lại rất căng thẳng. Dù sao thuyết phục Thích Phúc Lai chính là một khâu cực kỳ quan trọng trong hành động lần này của Trử Ngôn Huy, cũng không phải là Thích Phúc Lai tốt đẹp như thế nào, chủ yếu là vì hắn muốn nắm lấy Thích Phúc Lai để làm cái thang, cố gắng ngã bài với bố mình. Trử Ngôn Huy ngồi vào trong chiếc xe Santana của mình, hắn ngửa đầu ra phía sau, thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hôm nay hắn có thái độ khác thường và không lái xe. Trên ghế lái xe là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Giám đốc Trử, có phải đã bắt đầu hành động rồi không? Viên tài xế quay đầu nhìn Trử Ngôn Huy rồi trầm giọng hỏi. Bắt đầu đi, Trử Ngôn Huy nói giống như nghĩ ra được điều gì đó, đã tìm được chính huy quân chưa? Còn chưa phát hiện vị trí cụ thể của người này, nhưng đã kết luận hắn đi đến một thành phố phương Bắc. Người đàn ông nói với ánh mắt đầy vẻ độc ác, nên ngừng thì ngừng, nếu không sẽ loạn. Lần này dù thế nào cũng không thể cho hắn thoát khỏi bàn tay chúng ta được. Ừ, Trử Ngôn Huy khẽ gật đầu, hắn gõ lên cửa sổ xe, một lúc lâu sau mới nói, vấn đề chính huy quân phải giải quyết dứt điểm, nhưng người này dù sao cũng chỉ là một uy hiếp nhỏ, phiền toái lớn nhất chính là người kia. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu, sau đó hắn lên tiếng, gần đây chúng ta tổn thất mất vài phi vụ, nếu như tiếp tục như vậy thì căn bản không còn làm ăn được gì nữa. Trử Ngôn Huy căn bản quay mặt làm ngơ với báo cáo của viên tài xế, hắn tỏ ra giống như không nghe thấy gì, chỉ mệt mỏi dựa lưng lên hàng ghế sau xe, một lúc sau mới dùng giọng âm u nói, có một số việc không nên trách tôi, là anh ép tôi quá chặt, bây giờ tôi chỉ có thể làm lễ tiễn anh ra khỏi Nam Giang mà thôi. Buổi chiều khi Vương Tử Quân còn đang ngồi xử lý văn kiện trong phòng làm việc, dù Giang Vĩ đưa đến một tin tức, chính là gia đình Triệu Địa Siêu chạy đến tỉnh ủy kêu oan.
cực kỳ huyên náo, tin tức này được truyền đi khắp văn phòng tỉnh ủy. Trưởng phòng, bọn họ nói Triệu Địa Siêu là bị ép tự sát, còn nói Triệu Địa Siêu đứng lên nói vài câu bảo vệ lãnh đạo cũ, thế là bị tạm thời cách chức kiểm tra, bọn họ muốn tìm một câu trả lời rõ ràng cho Triệu Địa Siêu. Du Giang Vĩ nói đến đây thì nuốt lời. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Du Giang Vĩ, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi, bọn họ muốn gì? Muốn cấp trên cho ra một phương án xử lý công chính với ngài. Du Giang Vĩ nói ra những lời này thì dùng giọng bất mãn nói, Triệu Địa Siêu này rõ ràng là say rượu trượt chân xuống hồ, có liên quan gì đến ngài? Bọn họ rõ ràng là cố tình gây sự. Vương Tử Quân khoát tay áo sau đó đứng lên nói, người chết thì gia thuộc kích động là chuyện thường tình, bọn họ nói những lời quá mức cũng là dễ hiểu, chúng ta chỉ cần trấn an bọn họ là được. Du Giang Vĩ dù căn bản cực kỳ tuân thủ chỉ thị của Vương Tử Quân, thế nhưng lúc này không khỏi sinh ra cảm giác nín thở tức tối. Từ khi hắn nhận được tin tức từ trong miệng nhân viên phòng văn thư về người thân của Triệu Địa Siêu, hắn biết vài người kia luôn quy kết cái chết của Triệu Địa Siêu cho Vương Tử Quân, còn ồn ào muốn tìm một câu trả lời thích đáng. Du Giang Vĩ cảm thấy có chút đáng tiếc vì cái chết của Triệu Địa Siêu, thế nhưng hắn cảm thấy đám người kia là cố tình gây sự. Khi hắn cảm thấy bất công với Vương Tử Quân, văn phòng của Diệp Thừa Dân gọi điện thoại đến, yêu cầu Vương Tử Quân đến một chuyến. Vương Tử Quân thu thập đơn giản vài thứ, sau đó đi xuống dưới lầu. Một luồng gió mát thổi đến, bầu không khí trong xanh trở nên âm trầm. Gió bắt đầu thổi rồi. Tử Quân, tôi đã nghe nói về chuyện của Triệu Địa Siêu, cái chết của anh ấy chỉ là ngoài ý muốn. Lúc này cảnh sát Lâm Hồ đã cho ra kết luận, anh cũng không nên có gánh nặng tâm lý ở phương diện này. Diệp Thừa Dân ngồi đối diện với Vương Tử Quân rồi khẽ an ủi. Cảm ơn bí thư đã thấu hiểu, tôi căn bản cũng cực kỳ tiếc nuối vì cái chết của đồng chí Triệu Địa Siêu. Người này có gan đề xuất ý kiến bất đồng, làm việc cũng không mất đi tính khách quan, xem như chúng ta mất một thành viên có khả năng, thật sự đáng tiếc. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt Diệp Thừa Dân rồi khẽ nói. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, à, chuyện ngoài ý muốn là khó tránh khỏi. Vương Tử Quân cùng Diệp Thừa Dân thở dài một hơi, sau đó bỏ qua đề tài này. Hai người bọn họ có nhiều chuyện cần làm, cũng không đặt tất cả tinh lực lên vấn đề của Triệu Địa Siêu. Sau khi trao đổi vài ý kiến nhân sự, Diệp Thừa Dân chợt khẽ nói, anh cần nên trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Trử nhiều hơn về việc sắp xếp cho đồng chí Lý Chiêu Quýnh. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, trong đầu nhiều lần phán đoán ý nghĩ của bí thư Diệp Thừa Dân. Ý kiến của Trử Vận Phong chính là tiếp tục để cho Lý Chiêu Quýnh ở trên vị trí trưởng phòng tài chính, nhưng Diệp Thừa Dân lại quyết định rất nhanh, căn bản không chịu thỏa hiệp. Xem ra lúc này Diệp Thừa Dân càng ngày càng biểu hiện cường thế trong tỉnh Nam Giang. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, còn chưa kịp đi xuống lầu thì Khuất Chấn Hưng đã chạy theo, trong tay cầm theo một hộp trà, trưởng phòng Vương, đây là trà lãnh đạo được tặng khi đi đến tham gia hội nghị phát triển thị trường, là trà Long tỉnh Chính Tông. Bí thư biết ngài thích uống trà nên để tôi đưa đến. Vương Tử Quân nhìn hộp trà trong tay của Khuất Chấn Hưng, trong đầu khẽ lóe lên nhiều ý nghĩ, hắn khẽ nói, Chấn Hưng giúp tôi cảm ơn bí thư Diệp. Vương Tử Quân cầm hộp trà trong tay, hắn suy tư về nội dung trò chuyện lần này với Diệp Thừa Dân. Nhìn từ biểu hiện của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang, rõ ràng đã chuyển biến hơn nhiều so với trước, biểu hiện cường thế khí phách của lãnh đạo đứng đầu một tỉnh đang được biểu hiện khá rõ. Vương Tử Quân nghĩ đến những biểu hiện của Diệp Thừa Dân ở Nam Giang, hắn không thể không thừa nhận Diệp Thừa Dân căn bản là cao thủ khống chế tình huống. Mặc dù người này giống như cực kỳ tôn trọng mọi ý kiến của Trử Vận Phong, thế nhưng chỉ cần những việc bí thư Diệp muốn vận tác, căn bản đã sớm làm xong tất cả, vô tình có thể nắm giữ hơn phân nửa thế cục ở Nam Giang. Lúc này đã đến thời điểm mà Diệp Thừa Dân biểu hiện quyền uy lãnh đạo đứng đầu một tỉnh của mình. Vương Tử Quân nghĩ đến lời dặn dò của Diệp Thừa Dân, muốn trưng cầu ý kiến của Chủ tịch Trử Vận Phong ở sự kiện Lý Chiêu Quýnh, thế là hắn lấy điện thoại ra gọi cho Xà Tiểu Cường. Sau khi bấm số điện thoại, Vương Tử Quân nói muốn gặp Chủ tịch Trử với Xà Tiểu Cường. Tất nhiên Xà Tiểu Cường sẽ không dám tự tiện làm chủ, hắn dùng một câu khách khí nói Vương Tử Quân chờ chút, sau đó nhanh chóng báo cáo cho Trử Vận Phong. 2 phút sau Xà Tiểu Cường gọi điện thoại đến, nói là Chủ tịch Trử mời trưởng phòng Vương đi đến gặp mặt. Khi Vương Tử Quân đi đến phòng làm việc của Trử Vận Phong, lúc này Xà Tiểu Cường đã đứng chờ nơi cửa.
Khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì Xà Tiểu Cường dùng giọng xin lỗi nói, trưởng phòng Vương, xấu hổ quá, trong phòng làm việc của chủ tịch trừ còn có người, mong ngài nghỉ ngơi một chút trong phòng của tôi. Vương Tử Quân cũng không bất ngờ vì có người trong phòng làm việc của Trử Vận Phong, vì Trử Vận Phong là chủ tịch tỉnh, nếu không có người đến báo cáo công tác mới là chuyện lạ. Vương Tử Quân ngồi xuống đối diện với Xà Tiểu Cường, hắn cười cười cùng nói chuyện phiếm với đối phương. Xà Tiểu Cường xem như cũng khá quen thuộc Vương Tử Quân, TSNSWNG hai người căn bản không có khả năng nói về chính đề. Vì vậy không lâu sau Xà Tiểu Cường đã cảm thấy như ngồi đống lửa đứng đống than, cực kỳ xấu hổ. Cũng may không lâu sau thì cửa phòng làm việc của Trử Vận Phong mở ra, Xà Tiểu Cường nhanh chóng đứng lên như tên rời cung, hắn khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi đi ra bên ngoài. Chương 1438, một không nên cưỡng cầu. Chủ tịch Trử, ngài nên tác chủ cho chúng tôi, anh ấy chết quá oan uổng. Khi Xà Tiểu Cường vừa ra khỏi phòng thì chợt nghe thấy có người khóc lóc kể lể nói. Đây là một người phụ nữ hơn 70, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh khóc lóc kể lể thì phát hiện Xà Tiểu Cường chợt dừng người lại. Vương Tử Quân thầm hiểu vấn đề, hắn nhìn ra cửa sổ, giống như không được nhìn thấy tình cảnh vừa rồi. Một phút sau Vương Tử Quân đã đi vào trong phòng của Trử Vận Phong. Lúc này Trử Vận Phong cũng không ngồi bên bàn làm việc, sau khi Vương Tử Quân đi vào thì lão nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân đón ánh mắt của Trử Vận Phong rất thản nhiên, hai người đều không nói gì, đều thấy được trong mắt đối phương có vài thứ khó nói. Trưởng phòng Vương, mời ngài uống trà. Xà Tiểu Cường đặt chén trà bên cạnh Vương Tử Quân rồi cung kính nói. Vương Tử Quân nhận ly trà hít vào một hơi rồi nói, chủ tịch Trử. Tôi đến có chuyện cần xin chỉ thị của ngài. Trưởng phòng Tử Quân, người vừa đi ra ngoài chính là mẹ của Triệu Địa Siêu, cũng là một cô giáo thời trung học của tôi. Trử Vận Phong cũng không hỏi Vương Tử Quân có chuyện gì, lão khẽ nói một sự thật cho Vương Tử Quân. Một câu nói bất ngờ của Trử Vận Phong làm cho Vương Tử Quân có chút sững sốt, hắn nhìn Trử Vận Phong, cũng không nói lời nào. Tôi cũng có nghe nói về chuyện liên quan đến Triệu Địa Siêu. Cái chết của anh ấy chỉ có thể do chính anh ấy phụ trách. Trử Vận Phong nói đến đây thì có chút cảm khái, anh ấy say rượu tuy không đúng, thế nhưng năng lực vẫn rất tốt, có chút đáng tiếc. Vương Tử Quân gật đầu nói, uống rượu hỏng việc, chủ tịch, tôi cảm thấy chúng ta nên thường xuyên ra lệnh cấm rượu, nên nắm chặt một chút. Tôi tán thành điều này, sẽ cho phòng tổ chức và ban ngành kiểm tra kỷ luật thành lập tổ liên hợp cho ra phương án. Sau đó tôi và Bí Thư Diệp sẽ mở đầu trong hội nghị thường ủy tỉnh ủy. Trử Vận Phong nói xong những lời này thì căn bản không nói gì thêm, lão cũng không thể cảm khái một phen. Lão vốn nghĩ rằng Triệu Địa Siêu lần này lên tiếng chủ yếu là nịnh hót Thích Phúc Lai, không ngờ lại rơi vào hậu quả mất mạng, ngược lại gieo gió gặt bão. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ trong lòng, không thể nói ra được. Trử Vận Phong không nói lời nào thì Vương Tử Quân căn bản không thể trầm mặc. Dù sao đây cũng là phòng làm việc của Trử Vận Phong, hắn đến là để báo cáo công tác. Nếu như anh cố ý tránh mũi nhọn, tôi cũng chỉ có thể chủ động tấn công mà thôi. Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện trình tự báo cáo, hắn khẽ nói, chủ tịch Trử, đồng chí Lý Chiêu Quýnh đã công tác ở phòng tài chính nhiều năm, căn bản đã cho ra nhiều cống hiến với công tác tài chính trong tỉnh, thành tích cũng quá rõ ràng. Căn cứ vào nguyên tắc đề bạt cán bộ, tôi đề nghị nên tăng trọng trách cho đồng chí Lý Chiêu Quýnh, để cho một nhân tài như anh ấy có thể phát huy tác dụng trọng yếu. Trử Vận Phong trầm mặc không nói gì, lời nói của Vương Tử Quân làm cho máu nóng của lão dâng lên. Lão muốn hỏi ra vài câu về vấn đề giác ngộ, hỏi Vương Tử Quân xem anh có nên ném bớt tâm tư làm dối đi không. Lúc này thế cục chính trị ở Nam Giang đang gió êm sóng lặng, anh có cần làm con sâu làm dầu nồi canh không? Không làm loạn thì cảm thấy khó chịu sao? Tuy thầm nghĩ căm hận như vậy nhưng Trử Vận Phong vẫn phải nhìn thẳng vào Vương Tử Quân rồi hỏi, trưởng phòng Vương, có phải anh cho rằng cây chuyển thì chết người chuyển thì sống, luân chuyển cán bộ sẽ có nhiều điểm tốt hay không? Nhưng anh cũng đừng quên, dù là bất kỳ hạng mục công tác nào cũng không nên bỏ qua tính liên tục. Tôi muốn hỏi anh, theo ý kiến của anh, Lý Chiêu Quýnh không thích hợp với công tác hiện tại sao? Đối với phương diện sắp xếp công tác cho Lý Chiêu Quýnh thì cũng không dễ dàng gì, dù sao người này cũng là trưởng phòng tài chính tỉnh Nam Giang, bình thường đều phải đề bạt mới hợp. Cũng may Vương Tử Quân đã có chuẩn bị ở phương diện này,
hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, anh xem đưa anh ấy đến làm giám đốc sở nội vụ kiêm nhiệm phó phòng tổ chức thì thế nào? Từ phòng tài chính chuyển đến sở nội vụ, hơn nữa còn kiêm nhiệm phó phòng tổ chức, đây căn bản là lựa chọn tốt nhất với Lý Chiêu Quýnh. Dù sao thì lúc này các vị trí có cấp phó tỉnh căn bản không còn trống, nếu nói từ phương diện quyền hạn thì vị trí mà Vương Tử Quân đưa ra cũng không thấp hơn vị trí hiện tại của Lý Chiêu Quýnh. Chử Vận Phong nhìn Vương Tử Quân, lão từ chối cho ra ý kiến, sau đó nói sang chuyện khác, trưởng phòng Tử Quân, trà của tôi rất ngon, mời anh nếm thử. Chử Vận Phong không ra ra đáp án, Vương Tử Quân cũng không vội hỏi. Sau khi buôn chuyện vài câu với Chử Vận Phong, Vương Tử Quân đề xuất cáo từ. Chử Vận Phong tiến Vương Tử Quân ra ngoài cửa, khi bắt tay chào hỏi theo thói quen thì lão chợt khẽ nói, Chiêu Quýnh vẫn thích hợp làm trưởng phòng tài chính hơn. Lúc này Vương Tử Quân không nói gì, hắn biết Chử Vận Phong đang kiên trì ý kiến của mình. Vì vị trí trưởng phòng tài chính mà mâu thuẫn giữa Diệp Thừa Dân và Chử Vận Phong đang trong sáng hóa. Gió thổi càng mạnh, gió cuốn cho bụi ở thành phố Đông Hồng lên cao, bầu không khí có chút mờ mịt. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, Du Giang Vĩ nhanh chóng chạy đến đóng cửa sổ lại. Cứ nghỉ ngơi một chút đi, gió thổi khá mát mẻ. Vương Tử Quân nhìn gió rồi cười nói với Du Giang Vĩ. Du Giang Vĩ vừa đóng cửa sổ đối diện với bàn làm việc của Vương Tử Quân vừa nói, trưởng phòng Vương, gió lớn dễ làm cho người ta bị cảm. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt trịnh trọng của Du Giang Vĩ, hắn muốn cười nhưng lại thôi. Hắn nhìn qua cửa sổ, bầu trời âm u gió thổi mạnh khắp bốn phía, không khỏi làm cho người ta sinh ra cảm giác rét run. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên giống như hợp tấu với gió lớn bên ngoài. Du Giang Vĩ nhanh chóng đi về phía chiếc điện thoại, lúc này mới phát hiện đó không phải là vài chiếc điện thoại bàn đang đổ chuông, mà là điện thoại của Vương Tử Quân đặt trên mặt bàn. Du Giang Vĩ cũng không nhìn xem ai gọi đến, hắn cung kính đưa điện thoại cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, hắn khoát tay áo với Du Giang Vĩ. Sau khi Du Giang Vĩ đóng cửa rời đi, Vương Tử Quân mới dùng giọng dịu dàng hỏi, thế nào, bây giờ có còn khó chịu nữa không? Khá hơn trước nhiều rồi, Y Phong vừa nấu súp cho em, uống vào cảm thấy tốt hơn. Tần Hồng Cẩm bên kia dùng giọng lười biếng nói với Vương Tử Quân. À, Y Phong có kinh nghiệm hơn, thế nên phương diện này em phải nghe lời cô ấy, nên ăn cơm cho no, hiểu không đấy? Được rồi, Y Phong tất nhiên có kinh nghiệm hơn em. Tần Hồng Cẩm dùng giọng ê ẩm trách móc Vương Tử Quân một câu. Lúc này Vương Tử Quân mới ý thức được câu nói của mình đã ném Tần Hồng Cẩm vào trong bể giấm chua. Chương 1438 2 không nên cưỡng cầu. Chồng, gần đây có người đang tiến hành đâm chọc sau lưng anh sao? Ngày hôm qua em tham gia một tiệc rượu, có người nói thời gian anh ở Nam Giang không còn lâu nữa. Người kia nói ra những lời này rất an phận, thế nhưng lại là địa đầu xà ở Nam Giang, căn bản rất thông hiểu nhiều tin tức ở Nam Giang. Tần Hồng Cẩm nói có chút ân cần, Vương Tử Quân có thể cảm nhận được tâm tình của nàng, trong lòng cũng rất coi trọng. Vương Quang Vinh mệt mỏi một ngày, lúc về đến nhà thì đã 9 giờ tối. Lão nằm trên ghế salon xem TV, Triệu Tuyết Hoa không khỏi dùng giọng đau lòng nói với Vương Quang Vinh, ông à, đã ăn cơm chưa? Tôi nấu chè hạt sen cho ông, bây giờ có thể dùng được rồi, để tôi lấy cho ông một bát. Vương Quang Vinh lắc đầu nói, tôi đã ăn cơm rồi. Tuy Vương Quang Vinh từ chối nhưng Triệu Tuyết Hoa vẫn bưng một chén chè hạt sen từ nhà bếp đi ra. Với cấp bậc của Vương Quang Vinh vào lúc này, trong nhà cũng có phân phối nhân viên cảnh vệ và nhân viên công tác, thế nhưng Triệu Tuyết Hoa vì đã về hưu, ngoài việc quét dọn vệ sinh cũng không cần có nhân viên công tác. Vương Quang Vinh uống một ngụm chè hạt sen, sau đó đặt lên mặt bàn. Triệu Tuyết Hoa giống như không chú ý đến phương diện chồng mình có tâm sự. Bà vừa xem TV vừa dùng giọng bừng bừng hào hứng nói, hôm nay tôi và Thông ra đưa Tiểu Bảo Nhi đi chơi một vòng, người ta muốn đến Bạch Vân Am thắp hương, tôi cũng đi theo. Bên trong Bạch Vân Am có một đạo cô, dáng người rất cao, ông có biết đạo cô ấy nói gì về Tiểu Bảo Nhi nhà ta không? Tuy có chút bực bội nhưng Vương Quang Vinh vẫn rất có hứng thú với chuyện của cháu mình. Sau khi nghe Triệu Tuyết Hoa dùng giọng trịnh trọng nói như vậy, lão không khỏi tò mò hỏi, nói gì về Tiểu Bảo Nhi thế? Đạo cô kia nói tiểu thí chủ này tướng mạo bất phàm, thiên đình no đủ, đầy đặn, mỗi cái nhăn mày nở nụ cười đều rất có phong thái,
không quá 25 tuổi sẽ có thể tế thế cứu dân. Triệu Tuyết Hoa rất coi trọng lời nói của đạo cô, sau khi nói những chữ cuối cùng thì không khỏi nở nụ cười. Vương Quang Vinh nhìn gương mặt hớn hở của vợ, lão không khỏi bật cười. Sau đó lão chỉ vào vẻ mặt trịnh trọng của vợ rồi cười nói, bà là một phần tử tri thức mà có thể tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia sao? Sao lại không tin, tin thì có mà không tin thì không, hơn nữa bên phía thông gia cũng nói vị đạo cô kia nổi danh khắp trăm dặm, người bình thường đến để cho bà ta xem tướng, bà ta còn không muốn xem nữa là. Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta vừa vào trong thì đã được người ta chú ý, ông nói xem sao không tin lời người ta được. Triệu Tuyết Hoa căn bản không thích nghi vấn của chồng, thế là nhanh chóng phản kích. Ha ha ha, bà đấy, có thời gian rảnh thì chịu khó đọc sách, đừng xem những bộ phim truyền hình không hay kia. Vương Quang Vinh chợt cười lớn, Tiểu Bảo Nhi căn bản là một đứa bé thông minh, rất nhiều phương diện khác xa người thường. Nhưng đến bây giờ lão cũng không ngờ tương lai một ngày nào đó đứa cháu tài trí siêu quần kia sẽ đi vào con đường giống như chính mình. Vương Quang Vinh thấy Triệu Tuyết Hoa giống như cực kỳ tin tưởng vào lời nói của vị đạo cô kia, lão không khỏi cười nói, bà đấy, có lẽ cũng đã xem chuyện về đường Thái Tông, thế nên cũng nên rút lui là vừa. Triệu Tuyết Hoa dù sao cũng là một phần tử tri thức, sau khi nghe chồng nói về đường Thái Tông thì căn bản kịp phản ứng. Nhưng bà gần đây không dễ dàng chịu thua, thế là mạnh miệng nói, đường Thái Tông có thể tế thế cứu dân, Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sao lại không chứ? Tôi nói cho ông biết, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đời sau thường mạnh hơn đời trước, biết đâu tương lai Tiểu Bảo Nhi nhà chúng ta sẽ còn làm tốt hơn cả đường Thái Tông. Trong mắt bà nội thì cháu nhà mình là cực kỳ thông minh, cực kỳ đáng yêu, tương lai đều phải là nhân vật xuất chúng, mà Triệu Tuyết Hoa cũng không ngoại lệ. Triệu Tuyết Hoa vừa nhắc đến cháu nội thì vui mừng không ngậm miệng lại được, sau khi nói đi nói lại nửa ngày thì dùng giọng u oán nói, ôi, ông xem. Thông gia bên kia cũng thật là, Tiểu Bảo Nhi về thủ đô nghỉ hè lâu như vậy, thế nhưng cũng không cho nó đến nhà chúng ta vài ngày. Triệu Tuyết Hoa đã chuyển từ sự quan tâm tế thế cứu dân sang quyền hạn giữ cháu, thế nên nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho Vương Quang Vinh, nếu ông có gặp ông thông gia bên kia, không, ngày mai ông phải đi gặp ông thông gia, nói với ông ấy một câu về phương diện này. Tất nhiên ông cũng không nên nói quá thẳng, bọn họ rất quan tâm đến Tiểu Bảo Nhi. Cũng đừng để cho bọn họ có ý kiến. Triệu Tuyết Hoa nói một tràng chờ ông nhà phản ứng, thế nhưng bà lại cảm thấy thất vọng vì Vương Quang Vinh giống như không nghe rõ lời nói của mình, không có chút phản ứng nào. Ông, ngày mai ông đi thương lượng với ông thông gia, đưa Tiểu Bảo Nhi về nhà chúng ta vài bữa, ông có đi không đấy? Sao? À, tôi nói cho bà biết, số mệnh cần tu dưỡng, không có số thì đừng cưỡng cầu. Nếu nó có tài thì cứ cống hiến cho quốc gia. Bà không nên nói mò, nhưng nếu nó cả đời phát triển bình thường, chỉ cầu bình an khỏe mạnh và hạnh phúc, như vậy không phải sẽ còn tốt hơn sao? Vương Quang Vinh giật mình trong lúc trầm ngâm, thế là dùng giọng lầm bầm nói. Triệu Tuyết Hoa nhìn phản ứng của chồng, bà là người cùng chung chăn gối với Vương Quang Vinh vài chục năm nên cũng dễ dàng đoán được có chuyện xảy ra. Bà dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chồng, sau đó dùng giọng ân cần hỏi han, ông làm sao vậy? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Vương Quang Vinh nhìn vợ, ánh mắt có chút trốn tránh. Anh không lừa được tôi, hai người chúng ta sống với nhau nhiều năm, nếu ông nói dối thì chân mày nhíu lại. Ông mau nói cho tôi biết, có chuyện gì xảy ra. Triệu Tuyết Hoa bắt được tay Vương Quang Vinh rồi lớn tiếng nói. Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng nóng ruột tức giận của vợ, thế là thở dài nói, cũng không phải là chuyện gì lớn. Chỉ là Tử Quân bên kia có chút vấn đề. Tử Quân làm sao? Triệu Tuyết Hoa căn bản cực kỳ quan tâm đến con mình, vì con trai còn trẻ nhưng lại làm cho bà cực kỳ kiêu ngạo. Hôm nay văn phòng chính phủ nhận được không ít đơn thư tố cáo, có vài đồng chí lão thành của Nam Giang đến thủ đô phản ánh vấn đề với lãnh đạo, nói là phong thái của Vương Tử Quân quá bá đạo, lại có người lấy một câu chuyện người bị phê bình phải tìm đến cái chết để đổ lên người Tử Quân. Vương Quang Vinh ngồi thẳng lên ghế salon rồi nói với Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa sống trong Vương gia vài chục năm, nhiều năm qua cũng là mưa dầm thấm đất, thế nên căn bản khá hiểu rõ về các vấn đề. Sau khi nghe Vương Quang Vinh lên tiếng, phản ứng đầu tiên của bà chính là sự việc này không quá nghiêm trọng. Tử Quân không có việc gì đấy chứ. Vương Quang Vinh nhìn bộ dạng vội vàng của vợ,
lão không khỏi cười nói, không có chuyện gì lớn, cũng chỉ là phản ánh tác phong làm việc của Vương Tử Quân có chút vấn đề cần phải sửa đổi mà thôi. Chương 1439, một không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Vương Quang Vinh biết rõ con mình đang gặp một tình cảnh gió bão mãnh liệt, thế nhưng căn bản không làm gì hơn được. Trong quan trường là như vậy, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Mặc dù đó chỉ là chút phương diện về tác phong công tác, ngược lại cũng không vận dụng những cơ quan có lực như ủy ban kỷ luật hay là gì khác, nhưng nhiều người đến phản ánh tác phong của Vương Tử Quân có vấn đề, điều này căn bản là nước chảy đá mòn, cũng làm cho Vương Tử Quân trọng thương. Trong mắt Vương Quang Vinh thì Vương Tử Quân chưa từng dựa vào hậu trường cứng để chuyên quyền ngang ngược độc đoán, mỗi lần gặp vấn đề đều dùng sức của mình để tự đứng vững. Nhưng Vương Quang Vinh nhìn quỹ đạo phát triển của con mình, luôn bày ra tư thái cợt nhả không quan tâm, thế nhưng đó chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Lão là người làm cha, lão biết rõ con mình có bản cửu chương riêng, mỗi lần làm việc gì đều rất sinh động, có tình có nghĩa, có lý có chứng cứ. Đến nỗi con trai tuy cực kỳ có cá tính nhưng còn trẻ mà đã làm được những sự việc còn vượt qua cả mình, lời khen ngợi như nước thủy triều, điều này làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy đáng kiêu ngạo. Người nào còn trẻ mà không chịu qua mưa gió, chỉ trải qua mưa gió mới thấy được cầu vồng, những lời này thường xuyên đặt bên miệng Vương Quang Vinh, thế nhưng nó cũng không có nghĩa là lão muốn con mình liên tục gặp phải ngăn trở. Trước khi về nhà thì Vương Quang Vinh đã thảo luận với Lâm Trạch Viễn về vấn đề này. Lâm Trạch Viễn chưa tỏ thái độ rõ ràng, chỉ nói với lão rằng đôi khi thủ đoạn mềm dẻo cũng có thể làm cho người ta tổn thương. Vương Quang Vinh luôn suy nghĩ về điều này, thế là dần hiểu thái độ của Lâm Trạch Viễn. Thủ đoạn mềm dẻo cũng có thể đả thương người, đó mới có thể làm cho người ta khó thể hóa giải. Đối với Vương Tử Quân thì ra tay ở phương diện tham ô hủ bại hay bất kỳ thứ gì khác thì cũng cần phải có căn cứ cực kỳ chính xác. Hơn nữa Vương Quang Vinh căn bản tin tưởng con trai mình có thể vượt qua khảo nghiệm ở phương diện này. Nhưng bây giờ nhiều người đến tố cáo Vương Tử Quân, làm sao để hóa giải nó đây? Thật sự là không dễ nắm chắc. Những tình huống thế này căn bản giống như giòi bọ trong hầm phân, căn bản liên tục bay vo ve trong tai, làm cho đầu óc Vương Quang Vinh khó chịu. Lão cảm thấy nếu như phái tổ điều tra xuống làm rõ sự việc, chỉ sợ người ta đã làm xong công tác phòng ngừa chu đáo rồi. Hơn nữa điều làm cho Vương Quang Vinh cảm thấy lo lắng chính là vì đảm bảo đại cục đoàn kết và ổn định, tuyến trên nhất định sẽ suy xét từ nhiều phương diện mà áp chế lực ảnh hưởng xuống thấp nhất. Những chuyện thế này xảy ra thì Bí Thư Lâm cũng không dễ dàng lên tiếng. Vương Quang Vinh càng nghĩ và càng cảm thấy sự việc khó giải quyết. Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì thấy đổi địa phương biết đâu sẽ rất tốt cho con trai mình. Tuyến trên phái tổ điều tra xuống tỉnh Nam Giang. Ngày thứ hai sau khi tổ điều tra đến thì Vương Tử Quân mới biết điều này. Người nói cho hắn biết tin tức chính là Bí Thư Diệp Thừa Dân, khi đó Diệp Thừa Dân thông báo tin tức, đồng thời còn nói tổ điều tra mời hắn đến trò chuyện vào lúc 3 giờ chiều. Tử Quân, lần này nói chuyện thì anh tìm cách liên hệ tốt một chút, nói rõ ràng một chút, cũng không cần có gánh nặng tâm lý. Diệp Thừa Dân ngồi sau bàn làm việc rồi khẽ lên tiếng trấn an Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân đã áp chế cảm giác khiếp sợ vào tận đáy lòng, hắn nở nụ cười tiêu sái với Diệp Thừa Dân, Bí Thư Diệp cứ an tâm, tôi biết rõ nên làm thế nào. Trưởng phòng Tử Quân, thành tích công tác của anh là cực kỳ rõ ràng, sau khi anh đến Nam Giang thì cố gắng cho ra nhiều cống hiến, cải cách nhân sự chính là một phương diện cực kỳ cụ thể. Nói không khoa trương thì anh là người tiên phong cho công tác cải cách nhân sự ở Nam Giang để các tỉnh thành anh em khác học hỏi theo. Tôi tin tưởng tổ chức nhất định sẽ biết rõ, đồng thời sẽ thận trọng suy xét. Diệp Thừa Dân nói căn bản làm cho người ta ấm lòng, thế nhưng Vương Tử Quân dù sao cũng không phải là cán bộ trẻ, tất nhiên sẽ không vì những lời này mà mang ơn Diệp Thừa Dân. Trong đầu hắn liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, nhưng biểu hiện vẫn thành khẩn cảm tạ, cảm ơn Bí Thư Diệp đã ủng hộ và đánh giá cao độ về tôi, có nhiều đồng chí phản ánh tác phong của tôi có vấn đề, cũng không quản những đánh giá này là đúng hay sáo rỗng. Ít nhất cũng nói rõ những tồn tại không đủ trong công tác thường ngày của tôi. Thượng cấp nói chuyện với tôi, xem như là một sự bảo vệ và trợ giúp với bản thân tôi. Vương Tử Quân nói thật sự gọn gàng không chút gợn sóng sợ hãi, cực kỳ ẩn giấu. Diệp Thừa Dân nhìn người ngồi đối diện với mình, vẻ mặt người kia căn bản không chút biến đổi, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ bội phục.
Nếu như mình ở vào độ tuổi của Vương Tử Quân và gặp phải tình cảnh này, chỉ sợ sẽ tuyệt đối không thể tỉnh táo được như vậy. Trưởng phòng Tử Quân, anh nên làm chuẩn bị, tôi tin tưởng vào thành tích của anh, các đồng chí khác cũng thấy rất rõ ràng. Diệp Thừa Dân đứng lên khỏi ghế, sau đó dùng bàn tay vỗ vỗ lên vai Vương Tử Quân, vẻ mặt lộ ra vài phần cổ vũ và quan tâm. Sau khi Vương Tử Quân rời đi thì Diệp Thừa Dân dựa lưng nặng nề lên ghế. Lần này thượng cấp phái tổ điều tra xuống Nam Giang, Diệp Thừa Dân còn chưa nhận được tin tức vào lúc đầu tiên. Mãi đến khi tổ điều tra đến Nam Giang thì lão mới nhận được điện thoại của Dương Độ Lục. Khi nghe được tin tức này thì Diệp Thừa Dân không khỏi giật mình. Lão tuyệt đối không ngờ có người tấn công sau lưng Vương Tử Quân vào lúc này. Lúc này Vương Tử Quân giống như mặt trời giữa ban trưa ở Nam Giang, tuy lực ảnh hưởng kém mình và Trừ Vận Phong, thế nhưng thật sự vượt qua Đậu Minh Đường để xếp ở vị trí thứ ba trong tỉnh Nam Giang. Khi biết được tin tức từ trong miệng của Dương Độ Lục, Diệp Thừa Dân mẫn cảm ý thức được rốt cuộc là ai động tay vào Vương Tử Quân. Một cuộc điện thoại làm cho Diệp Thừa Dân cảm thấy tâm tư bùng sóng. Mình căn bản phẫn nộ vì cơn mưa gió này, thế nhưng cũng có chút vui mừng. Người có thể nhấc lên mưa gió như vậy ở Nam Giang chỉ có một, chính Diệp Thừa Dân chưa từng xem thường người này, không ngờ đối phương lại ra tay, lại còn chỉ thẳng vào chỗ hiểm. Tuy những lời phản ánh chủ yếu chĩa vào tác phong công tác của Vương Tử Quân, thế nhưng thượng cấp lại không thể không coi trọng. Hơn nữa cái chết của Chủ tịch Quân Đông Thành của thành phố Đông Hồng là Triệu Địa Siêu lại làm cho sự việc thêm chồng chất. Giống như ép lãnh đạo thượng cấp phải có cái nhìn về vấn đề này. Lúc này xem như Vương Tử Quân không còn thích hợp tiếp tục công tác ở tỉnh Nam Giang. Người có năng lực khó tránh khỏi có tính cách, đây chính là nhận thức chung của các vị lãnh đạo. Không nói người nào đâu xa, Diệp Thừa Dân cũng có quan điểm như vậy. Thế cho nên trong những công tác gần đây thì lão cực kỳ quan tâm đến những người thuộc hạ có năng lực của mình, cũng bày ra tâm tư tha thứ. Lão cho rằng vì bảo trì sự phát triển cao độ của tỉnh Nam Giang, lão cần phải yêu tài mến thích, như vậy mới là hợp thời. Tâm tư tha thứ có đôi khi sẽ là bảo vệ, nhưng bảo vệ người có năng lực, cũng không phải là che chở những người để xảy ra chuyện. Nếu như một đồng chí không thích hợp trên vị trí công tác hiện tại, thậm chí có thể phát sinh tình huống gãy cánh rơi xuống đất, vì sao không vung tay rời anh ta ra khỏi vị trí sóng gió cuồn cuộn, không đưa anh ta đến vị trí sóng êm gió lặng. Chương 1439, 2, không sợ không có chuyện tốt, chỉ sợ không có người tốt. Có lẽ bây giờ lãnh đạo thượng cấp mà đặc biệt là Bí Thư Lâm đang rất quan tâm đến trạng thái của Vương Tử Quân. Bí Thư Lâm tuyệt đối không cho Vương Tử Quân sinh ra nhiễu loạn ở Nam Giang, điều này là xác định. Nếu như có người cố gắng bày ra tội danh quá lớn của Vương Tử Quân, như vậy Bí Thư Lâm ở bên kia sẽ điều tra thật nghiêm. Căn bản không có chứng cứ rõ ràng thì vẫn ủng hộ công tác của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Nhưng đây chỉ là bệnh tật nhỏ, cũng không đáng cho Bí Thư Lâm ra tay. Nếu như Diệp Thừa Dân là Bí Thư Lâm, việc làm có khả năng và nhẹ nhàng nhất chính là đổi vị trí của Vương Tử Quân, dù sao thì người kia còn trẻ, bây giờ cần nhất là lý lịch công tác. Sự việc tiến triển đến bước này thì mình nên có lựa chọn gì? Diệp Thừa Dân không ngừng suy nghĩ. Tuy lão rất muốn nói ra vài lời thật lòng về Vương Tử Quân, thế nhưng tình hình Nam Giang bây giờ căn bản không thích hợp để quá rối loạn. Bí thư Diệp, ngài tìm tôi sao? Cửa phòng được đẩy ra, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Đào Nhất Hành chậm rãi đi vào. Đào Nhất Hành cung kính đứng trước bàn làm việc của Diệp Thừa Dân, gương mặt tràn đầy cung kính. Diệp Thừa Dân khẽ gật đầu, lão cũng không lập tức lên tiếng, lão trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Cần đẩy cao quy cách tiếp đãi với tổ điều tra, chú ý cuộc sống thường ngày của bọn họ, sắp xếp cho bọn họ phòng khách quý ở khách sạn Nam Giang, cũng cho ra những sắp xếp thích hợp trên phương diện sinh hoạt của nhân viên tổ điều tra. Diệp Thừa Dân vẫn tương đối yên tâm về năng lực tiếp đãi của Đào Nhất Hành, lão sở dĩ nói những lời này với Đào Nhất Hành, chính là muốn truyền cho đối phương một tin tức rõ ràng. Đó là lần này tổ điều tra đi đến Nam Giang, bọn họ cần phải cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu. Sau khi nói thêm vài câu về phương diện tiếp đãi, Diệp Thừa Dân nói khẽ, lần này tổ điều tra chuẩn bị tiếp xúc theo trình tự với các thành viên ban ngành, văn phòng các anh cũng nên chú ý những điều này. Đúng rồi, có phải tổ điều tra đã xác định đối tượng cần trò chuyện vào hôm nay không? Hai mắt Đào Nhất Hành chợt lóe lên, hắn chủ động báo cáo, Bí Thư Diệp, sáng hôm nay ngoài ngài và Chủ tịch Trử, còn có Chủ tịch Lý Thừa Uyên,
tôi được sắp xếp trò chuyện với tổ điều tra vào tối nay. À, trưởng phòng Tử Quân có thành tích rất nhiều ở Nam Giang, mặc dù có chút tính cách khá mạnh, thế nhưng chung quy khuyết điểm vẫn không che lấp được ưu điểm. Diệp Thừa Dân nhìn Đào Nhất Hành rồi dùng giọng trịnh trọng nói, chúng ta nhìn vào đồng chí nào cũng phải chú trọng phương diện chủ lưu. Diệp Thừa Dân nói làm cho tâm tình của Đào Nhất Hành căn bản khó thể nào bình tĩnh được, hắn cố gắng che giấu vẻ ngạc nhiên của mình, sau đó gật đầu thật mạnh với Diệp Thừa Dân. Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của Diệp Thừa Dân, trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, mặc dù lời nói của Diệp Thừa Dân có chút hàm hồ, thế nhưng hắn lại cảm ngộ ra những ý nghĩa được che giấu bên trong. Hắn mặc dù có chút phát hiện ra trước khi mưa gió kéo đến, thế nhưng hắn không kịp chuẩn bị vì sự việc lại phát triển theo chiều hướng như vậy. Một vài đồng chí lão thành, đây chính là câu nói xác định phạm vi người tố cáo mình của Diệp Thừa Dân, Vương Tử Quân nghĩ như vậy nhưng lại chuyển sang một phương diện khác. Những ngày qua hắn đi đến Nam Giang, hắn biết rõ những việc mình cần làm, hắn đã từng tham gia hai cuộc gặp các cán bộ lão thành ở Nam Giang. Khi đó không có chút xung đột nào, nhưng bây giờ những người kia lại luôn miệng một lời nói mình có vấn đề, điều này sao có vẻ trùng hợp như vậy. Vương Tử Quân từ chuyện này mà nghĩ đến Triệu Địa Siêu, chuyện này cũng là một sự kiện trùng hợp với tác phong công tác bá đạo của hắn, không thể không làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Nhưng không có căn cứ chính xác. Dù Vương Tử Quân có suy đoán thêm thì cũng chỉ là võ đoán mà thôi. Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình thì chuông điện thoại vang lên, hắn cầm lấy điện thoại, bên trong truyền đến giọng nói của Đậu Minh Đường, trưởng phòng Tử Quân, anh cũng biết rồi sao? Đậu Minh Đường nói rất hàm hồ nhưng giọng điệu rất nghiêm túc, Vương Tử Quân nghe giọng nói này mà không khỏi nở nụ cười, đã nghe nói rồi, thật sự không ngờ tôi có thể diện như vậy. Lúc này Vương Tử Quân còn mở miệng nói đùa làm cho Đậu Minh Đường cảm thấy khó tưởng, hắn cố tình muốn nói với Vương Tử Quân hai câu, thế nhưng lúc này không biết nói sao cho phải. Cuối cùng Đậu Minh Đường vẫn dùng giọng điệu trước sau như một của mình nói, trưởng phòng Tử Quân, lần này mục đích của bọn họ chính là muốn điều anh ra khỏi Nam Giang. Vương Tử Quân biết rõ mục đích ra tay của người ta vào lúc này, Đậu Minh Đường nói càng chứng thực những suy đoán của hắn. Tôi cảm thấy bây giờ quan trọng nhất là thái độ của Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trử, trưởng phòng Vương, chỉ cần làm tốt công tác với hai người này, tổ điều tra nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của hai vị lãnh đạo. Đậu Minh Đường nói, trực tiếp chĩa vào điểm trọng tâm của vấn đề. Bí Thư Đậu, anh cảm thấy hai người bọn họ sẽ hy vọng tôi ở lại Nam Giang sao? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười hỏi. Đậu Minh Đường trầm mặc, khi nhóm người của mình càng có quan hệ gần với Vương Tử Quân. Bọn họ đã tạo nên thế lực thứ ba ở Nam Giang. Tuy bọn họ vẫn không thể nào chống lại hai người Diệp Trử, thế nhưng cũng không ai dám coi thường. Lúc này có cơ hội quá tốt, hai người kia sẽ bỏ qua sao? Đồng thời lại có đám người đến phản ánh vấn đề với lãnh đạo thượng cấp, ai có thể ra tay hòa giải được, ai có thể nói là người nào đang ra tay sau lưng. Tổ điều tra sẽ trò chuyện với mình, thế nhưng Đậu Minh Đường biết rõ độ nặng của mình. Dù hắn là người xếp hàng thứ ba trong tỉnh ủy Nam Giang, thế nhưng trong mắt tổ điều tra thì hắn chỉ là một thường ủy tỉnh ủy bình thường mà thôi. Trưởng phòng Vương, nếu không thì chúng ta nên tranh thủ các vị thường ủy khác, chỗ này của tôi còn có liên hệ với chính ủy phân khu. Đậu Minh Đường nói đến đúng điểm thì dừng, dựa theo kinh nghiệm của hắn, tất nhiên biết rõ Vương Tử Quân căn bản không thể nào có được sự giúp đỡ từ đa số thường ủy tỉnh ủy. Dù sao thì chỉ có hắn và Vương Tử Quân là đi gần với nhau, nhưng hai người chỉ là số ít mà thôi. Đừng lo, tôi cảm thấy thượng cấp sẽ không vì một vài lời tố cáo mà đẩy ngã mình. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói với Đậu Minh Đường. Đậu Minh Đường nói một câu tôi cũng thấy điều này là đúng, sau đó hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Vương Tử Quân cúp điện thoại. Vương Tử Quân lấy ra một điếu thuốc, hắn cảm thấy lần này mình thật sự có vài phần bó tay. Tuy bây giờ hắn đã nhìn rõ tất cả, thế nhưng đòn tấn công của đối thủ lại giống như vô hình, lại đang quét về phía hắn. Đòn tấn công của đối phương nhìn qua thì có vẻ rất yếu, người ngoài nhìn thấy nó cũng không chĩa vào chỗ hiểm, dù thật sự giống như lời nói của những người kia, thượng cấp nhiều nhất chỉ cho ra vài lời phê bình mà thôi, thậm chí cũng không nói gì mà di rời Vương Tử Quân sang nơi khác. Nhưng di rời sẽ vẫn phát triển tốt được sao? Vương Tử Quân nghĩ đến hai chữ di rời mà không khỏi nở nụ cười tự giễu,
hắn tin tưởng Lâm Trạch Viễn sẽ không để cho mình chịu thiệt, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Mình sẽ bị đánh bại sao? Mình thật sự sẽ xám xịt rời khỏi Nam Giang giống như đám người kia đang hy vọng sao? Nhưng ý nghĩ liên tục lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, một cảm giác không cam lòng bao trọn cõi lòng hắn. Chương 1440, một lục bình trôi ra biển, đời người có khi nào không gặp lại. Vương Tử Quân có chút không cam lòng, nhưng hắn không cam lòng thì thế nào? Người ta đi một nước cờ cực kỳ cao siêu với hắn, lúc này tổ điều tra đã đến Nam Giang, Lâm Trạch Viễn không thể không biết, nhưng cho đến bây giờ cũng không nhắc nhở hắn. Nhìn từ điểm này cũng thấy rõ Lâm Trạch Viễn cũng không có cái nhìn tốt với mình ở sự kiện này. Vương Tử Quân căn bản rất bội phục trí tuệ chính trị của Lâm Trạch Viễn, nếu không thì Lâm Trạch Viễn sẽ không thể tiến lên vị trí hiện tại. Thái độ của Lâm Trạch Viễn làm cho hắn cảm thấy nản lòng thoái chí, biết đâu phần thắng của mình là rất nhỏ. Hoặc Bí Thư Lâm đã tìm cho mình một chức vụ khác rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Trạch Viễn, thế là không khỏi nở nụ cười tự giễu. Nhưng khoanh tay chịu chết cũng không phải là phong cách của Vương Tử Quân, hắn đã cảm thấy người ra tay với mình là ai. Nếu muốn lật mặt sự kiện, chỉ có một con đường, đó là đánh vào chỗ hiểm chết người của đối phương. Vương Tử Quân đã thăm dò và cảm thấy cực kỳ khó nắm bắt, hắn tin tưởng sự việc sớm muộn cũng lộ ra chân tướng, thế nhưng trước khi tổ điều tra đến thì chân tướng này có được vạch trần ra hay không? Trong lúc trầm ngâm thì Vương Tử Quân gọi điện thoại cho Đoạn Văn Đống. Hắn cũng không hỏi về phương diện buôn lậu ở Nam Giang, chỉ quan tâm đến cuộc sống của Đoạn Văn Đống. Đoạn Văn Đống ở bên kia lại cảm thấy áp lực lớn như có búa tạ đang đặt trên đầu mình. Hắn là Phó Cục trưởng Cục Công an tỉnh, Cục trưởng Cục Công an thành phố Đông Hồng, hắn căn bản cực kỳ linh mẫn, hắn đã nghe nói tổ điều tra của Trung ương xuống xem xét tác phong công tác của Vương Tử Quân. Mặc dù Đoạn Văn Đống còn chưa được tiếp xúc với trình tự này, thế nhưng lúc này Vương Tử Quân vẫn có thể gọi điện thoại đến thăm hỏi cuộc sống của mình, hắn căn bản hiểu Vương Tử Quân rất có thể sẽ bị điêu đi. Lúc này chỉ còn một cách để cho Vương Tử Quân có thể xoay người, đó là hắn phải điều tra được manh mối. Khi càng ngày càng có nhiều căn cứ chính xác lọt vào trong tay của Đoạn Văn Đống, lúc này hắn càng cảm thấy không yên. Hắn biết rõ sở dĩ mình còn ở trên vị trí hiện tại mà chưa bị đuổi đi chính là Vương Tử Quân đang gánh vác lấy áp lực lớn cho mình. Nếu như Vương Tử Quân bị di rời khỏi Nam Giang, như vậy sau này hắn sao có thể công tác ở Đông Hồng? Nhất định sẽ là cực kỳ bị động. Trưởng phòng Vương, cho tôi thời gian 10 ngày, tôi nhất định sẽ cho ra kết quả. Đoạn Văn Đống nói một câu hứa hẹn cứng rắn, sau đó chủ động cúp điện thoại. 10 ngày, thời gian như vậy có đủ cho Đoạn Văn Đống không? Vương Tử Quân biết rõ thời gian của mình ở lại Nam Giang là không nhiều, nếu như Đoạn Văn Đống không làm gì được. Hắn chỉ có thể tiếp nhận sự thật hiện tại mà thôi. Sau đó Lỗ Kính Tu gọi điện thoại đến. Nếu so sánh với Đậu Minh Đường thì Lỗ Kính Tu căn bản rất bối rối. Điều này không những liên quan đến năng lực, còn liên quan trực tiếp đến vị trí của hắn. Lỗ Kính Tu luôn bị người ta xem là người của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Vì nguyên nhân này mà hắn công tác cực kỳ thuận lợi. Tất cả đều được thành lập trên cơ sở tốt của Vương Tử Quân ở Nam Giang. Nhưng bây giờ tin tức Vương Tử Quân phải rời khỏi Nam Giang đang được truyền bá rộng rãi, biết đâu tương lai không xa thì tin tức này sẽ được nghiệm chứng. Nếu như Vương Tử Quân rời đi, như vậy sẽ là ảnh hưởng cực kỳ lớn cho Lỗ Kính Tu. Dù sao thì hắn cũng không phải là người kinh doanh lâu năm ở Nam Giang, không có được mạch tài nguyên như Đậu Minh Đường. Vì vậy sau khi biết được tin tức này từ miệng anh ruột là Lỗ Kính Liên, cũng biết rõ phản ứng của lãnh đạo cấp trên với sự kiện này. Lỗ Kính Tu cảm thấy cực kỳ bức bối. Vì thái độ của tuyến trên lúc này căn bản đã xác định sẽ tìm hướng đi khác cho Vương Tử Quân. Tuy sự việc có ảnh hưởng không tốt với Vương Tử Quân, thế nhưng thành tích của Vương Tử Quân ở Nam Giang là căn bản khó thể nào xóa đi được. Dù là kẻ địch cũng không thể nói Vương Tử Quân không làm tốt công tác trên vị trí trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Ví dụ như trưởng Ban Dương là người cực kỳ có ý kiến với Vương Tử Quân. Thế nhưng cũng không dám không khen ngợi công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy Nam Giang ở hội nghị công tác tổ chức cả nước. Vương Tử Quân có thể vỗ mông rời đi, nhưng Lỗ Kính Tu thì cực kỳ phiền toái. Khi đó hắn sẽ là lông phượng hoàng bị dụng lại trong mắt người Nam Giang, khi đó hắn sao có thể tiếp tục chấp trưởng công tác của bốn bộ ban ngành công an kiểm sát tư pháp tòa án ở Nam Giang một cách dễ dàng được. Vương Tử Quân hiểu tâm tình của Lỗ Kính Tu,
hắn khẽ an ủi vài câu, sau đó cúp điện thoại, đồng thời cũng có chút thất vọng về Lỗ Kính Tu. Người này có nhân phẩm dù tốt nhưng nhìn từ năng lực cá nhân thì biết rõ tương lai phát triển không quá rộng. Trưởng phòng Vương, 10 giờ rưỡi hôm nay có một hội nghị cần ngài tham gia. Du Giang Vĩ khẽ gõ cửa đi vào nói. Vẻ mặt của Du Giang Vĩ có chút ngưng trọng, hắn là thư ký của Vương Tử Quân, hắn có nguồn phát tin của mình, mà tin tức kia căn bản như sấm sét giữa trời quang. Thân phận của thư ký quá đặc thù, có mối quan hệ cùng chung vinh nhục với lãnh đạo của mình. Nếu như nói thư ký là người ở gần ban công được hưởng nhiều ánh trăng, là hoa hướng dương có được nhiều ánh nắng mặt trời, như vậy mỗi khi nào lãnh đạo của mình thất thế, con đường tương lai của hắn nhất định sẽ không còn bằng phẳng, nếu không bị đối thủ dẫm xuống dưới chân thì căn bản là may mắn lắm rồi. Nhưng dù Giang Vĩ chỉ là một viên thư ký, hắn có thể làm gì được đây? Biết đâu đây chính là điểm cong trên con đường chính trị của mình. Ngoài việc lo lắng thì hắn không thể nào lo nghĩ cho xu thế phát triển hiện tại được. Hắn đi theo Vương Tử Quân lên xe, hắn nhìn vào gương chiếu hậu, thấy Vương Tử Quân khép hờ hai mắt, biết đâu trưởng phòng Vương cũng đang có hàng ngàn cảm giác khó hiểu. Khi xe rời khỏi văn phòng tỉnh ủy, một chiếc xe chạy vượt qua xe của bọn họ, Du Giang Vĩ nhìn biển số xe và nói với Vương Tử Quân, trưởng phòng Vương, là xe của Chủ tịch Trử, đi về phía khách sạn Nam Giang. Du Giang Vĩ thấy xe của Trử Vận Phong, lúc này Trử Vận Phong cũng thấy xe của Vương Tử Quân. Lão khẽ nhíu mày, sau đó thu hồi ánh mắt, nhưng tâm tình lại đặt lên chiếc xe kia. Không, phải nói là tâm tư của Trử Vận Phong đặt lên chủ nhân của chiếc xe kia. Biến cố đột nhiên chĩa vào Vương Tử Quân làm cho Trử Vận Phong căn bản là không chuẩn bị kịp, khi lão biết rõ những người chủ yếu phản ánh vấn đề thì căn bản là giận tím mặt. Vì trong số đó chiếm đa số vẫn là những người bạn cũ của lão. Chương 1442, Lục Bình trôi ra biển, đời người có khi nào không gặp lại. Trử Vận Phong căn bản tán thưởng thật lòng với Vương Tử Quân, dù là phương diện năng lực hay bất kỳ điều gì khác, Vương Tử Quân căn bản là cực kỳ hiếm có. Thậm chí có thể nói Trử Vận Phong căn bản còn bội phục Vương Tử Quân ở khá nhiều phương diện. Người này ở lại sẽ làm ra những cống hiến tuyệt vời cho sự phát triển của tỉnh Nam Giang, chỉ cần nhìn vào phương diện cải cách nhân sự thì thấy rõ hiệu quả là thế nào, nó căn bản thúc đẩy công tác của cả cấp ủy chính quyền trong tỉnh. Khi nghe tin tổ điều tra đến Nam Giang thì Trử Vận Phong căn bản tìm hiểu kỹ những phản ánh về Vương Tử Quân, cũng làm tốt công tác cho ra ý kiến phù hợp về Vương Tử Quân với tổ điều tra. Nhưng khi mà Trử Vận Phong còn chưa kịp thực hành những ý nghĩ của mình, có không ít người đi đến nhà lão, bọn họ đến để báo cáo công tác, thế nhưng thực tế lại muốn phản ánh thái độ ở sự kiện này. Lý Thừa Huyên, Kim Hành Thuấn, Trương Thu Mi, đây là những người đi gần bên cạnh Trử Vận Phong, bọn họ đồng loạt tỏ thái độ làm cho Trử Vận Phong cảm thấy cực kỳ khó xử. Khó xử thì khó xử nhưng Trử Vận Phong là người có quyết đoán khởi động thúc đẩy kinh tế Nam Giang, lão tuyệt đối không vì áp lực mà thay đổi nguyên tắc của mình. Lão cho rằng với lòng dạ của mình, sẽ tuyệt đối không bao giờ thông đồng làm bậy với đám người trốn sau lưng đào bẫy hại người. Nhưng quan điểm này của Trử Vận Phong căn bản không thể không dao động, vì một người xuất hiện đã ảnh hưởng làm cho lão không thể không thay đổi. Trử Vận Phong vẫn còn nhớ rõ nội dung cuộc trò chuyện với Thích Phúc Lai, lúc bắt đầu thì lão còn an ủi Thích Phúc Lai, nhưng khi mà đối phương lên tiếng than khóc chảy cả nước mắt, lão căn bản khó thể nào giữ được mình. Lão lãnh đạo, ngài nhẫn tâm để cho những người mãi công tác vì mình bị đối phương thay thế sao? Thích Phúc Lai hỏi một câu cực kỳ không cam lòng, một câu hỏi này căn bản làm cho Trử Vận Phong cực kỳ dao động. Tuy Thích Phúc Lai phải gánh trách nhiệm của mình ở thành phố Lâm Hồ, thế nhưng Thích Phúc Lai nhận lỗi từ chức làm cho Trử Vận Phong cảm thấy áy náy, lão cảm thấy mình thật sự phải xin lỗi Thích Phúc Lai. Thích Phúc Lai than khóc căn bản đã động đến đáy lòng Trử Vận Phong. Lão nhớ khi mà Thích Phúc Lai rời khỏi nhà thì mình có thở dài một hơi, cho ra lựa chọn ở sự kiện này. Trong quan trường có thể nói là thiên biến vạn hóa, nếu không có sự kiện hôm nay, biết đâu sau này Trử Vận Phong không còn bất kỳ cấp dưới nào để kêu gọi đồng tâm hiệp lực. Trước kia Trử Vận Phong làm gì cũng đường đường chính chính, nhưng lúc này lão đến trò chuyện với tổ điều tra lại không còn cảm giác như xưa. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Thế là trong đầu không khỏi lóe lên hình tượng của Vương Tử Quân. Lão nghĩ đến Vương Tử Quân mà không khỏi an ủi mình, biết đâu Vương Tử Quân rời khỏi Nam Giang sẽ có không gian phát triển rộng lớn hơn,
sẽ có địa phương áp dụng những phương án đổi mới của mình một cách hoàn thiện hơn. Trử Vận Phong cùng thư ký đi đến gian phòng đã được định trước. Xa Tiểu Cường tiến lên gõ cửa, chợt thấy một người đàn ông hơn 40 tuổi đi ra. Khi người đàn ông kia thấy Trử Vận Phong thì tươi cười vươn tay nói, chào Chủ tịch Trử. Trử Vận Phong có chút lạ lẫm về người này, đối phương đi cùng lão vào nơi tiếp đãi rồi dùng giọng cung kính nói, Chủ tịch Trử, vị này chính là Cục trưởng Nguyễn, cũng là Phó Tổ trưởng Tổ điều tra lần này. Cục trưởng Nguyễn, Trử Vận Phong có chút sững sốt, sau đó hiểu vị này là người phụ trách của phòng tổ chức thượng cấp. Đối phương còn trẻ như vậy mà đã có cấp bậc giám đốc sở. Nếu xuống tuyến dưới rèn luyện thì căn bản là tương lai tươi sáng. Nhưng nếu so ra thì Cục trưởng Nguyễn vẫn kém hơn Vương Tử Quân, Trử Vận Phong thầm cảm khái rồi nhanh chóng vươn tay ra nói, chào Cục trưởng Nguyễn, chào mừng anh đến Nam Giang. Nguyễn Trấn Nhạc nhanh chóng vươn hai tay rồi cười nói, chào Chủ tịch Trử, chúng tôi phụng mệnh làm việc, kính mong Chủ tịch Trử hiểu hơn cho công tác của chúng tôi, giúp đỡ nhiều hơn. Trử Vận Phong và Nguyễn Trấn Nhạc trò chuyện với nhau rồi cùng đi vào phòng. Nếu như nói Trử Vận Phong gặp mặt và cảm thấy kinh ngạc về sự trẻ tuổi của Nguyễn Trấn Nhạc, Vương Tử Quân mà nhìn thấy Nguyễn Trấn Nhạc thì chắc chắn cũng khá khiếp sợ. Vương Tử Quân được gặp Nguyễn Trấn Nhạc cũng không phải là khi trò chuyện cùng tổ điều tra vào buổi chiều, mà chính là bữa tiệc tiếp đãi vào lúc giữa trưa. Tuy Vương Tử Quân bây giờ gặp chút phiền toái nhưng vẫn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Thế cho nên công tác của hắn vẫn còn phải tiếp diễn. Có một vị cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ của bộ phận nhân sự đến kiểm tra công tác của phòng tổ chức tỉnh ủy, Vương Tử Quân là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, hắn cần phải ra mặt ở sự kiện tiếp đãi. Vị cán bộ lãnh đạo cấp phó bộ kia đã đến tuổi chuẩn bị về hưu, lần này đến kiểm tra công tác của tỉnh Nam Giang cực kỳ có hứng thú với cải cách nhân sự, căn bản cực kỳ tán thưởng Vương Tử Quân. Sau khi uống được vài ly, vị lãnh đạo kia đã nói chuyện thân cận hơn với Vương Tử Quân, càng có thêm chút tùy ý. Trưởng phòng Tử Quân, tôi thật sự rất kính ngưỡng đại danh của anh. Khi anh thúc đẩy phương án cải cách nhân sự, trưởng ban có thể nói cực kỳ hy vọng điều anh đến ban tổ chức trung ương, phụ trách công tác nhân sự. Vị lãnh đạo uống rượu đỏ mặt chợt cười nói với Vương Tử Quân. Giữa trưa chỉ mở một bình rượu, Vương Tử Quân căn bản khống chế cực kỳ tốt, thế nhưng những người khác lại không quá tệ. Thế cho nên sau khi đánh giá một phen thì chủ và khách đều vui vẻ. Sau khi nghe lãnh đạo nói như vậy thì Vương Tử Quân nở nụ cười khiêm tốn nói, có thể đến công tác ở ban tổ chức trung ương chính là thành công mà tôi cầu còn chưa được. Nếu lần sau gặp mặt trưởng ban Lưu ở cùng một đơn vị, tôi nhất định sẽ cảm tạ sự coi trọng của ngài. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, anh cũng không cần khiêm tốn trước mặt tôi, chúng ta không phải là người ngoài. Bây giờ tôi nói với anh một câu. Không biết khi nào thì anh sẽ là lãnh đạo của tôi, đến khi đó mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn. Vị lãnh đạo này nói ra những lời này thì không khỏi làm cho bầu không khí trở nên yên tĩnh, mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn hai vị lãnh đạo đang trò chuyện với nhau. Tất cả mọi người đều biết rõ Vương Tử Quân không phải là người cô đơn, có người bao phủ ở bên trên, không ai đơn giản dám chuyển vị trí của hắn. Trên quan trường nếu bứt dây sẽ động rừng, cắt xương sẽ động gân. Có người nào dám bỏ qua những lực lượng trong các mối quan hệ của người khác? Mỗi một vòng quan hệ chính là một thế lực chính trị, hơn nữa Vương Tử Quân căn bản là một người có vòng quan hệ cực kỳ tốt. Chương 1441, gặp nhau trên cầu Độc Mộc, Mộng Nam Kha vẫn còn vấn vương. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, vị lãnh đạo kia biết mình nói lỡ lời, thế là tranh thủ thời gian hòa giải, trưởng phòng Vương còn trẻ, tương lai như dệt hoa trên gấm, cực kỳ khó thể dự đoán được. Không phải trở thành lãnh đạo của chúng ta chỉ là phương diện sớm hay muộn thôi sao? Vị lãnh đạo nói ra những lời này thì đám người chung quanh liên tục phụ họa, lại có người mời rượu Vương Tử Quân, nhưng ánh mắt đám người ở Nam Giang nhìn về phía Vương Tử Quân lại có thêm vài phần quỷ dị. Dù sao thì người ngồi đây đều thông minh tinh anh, cực kỳ giỏi nhìn mặt nói chuyện, không ai tin tưởng vị lãnh đạo ban tổ chức trung ương nói những lời mạnh miệng và cực kỳ lưu loát là thật sự hay đang có ý nghĩa lừa đảo. Vì lãnh đạo là những người như vậy, nói một câu có tư tưởng và ý nghĩa ẩn giấu bên trong, chỉ uống vài ly nước rượu là có thể không che đậy miệng và nó ra những tin tức không thể tuyên truyền sao. Đây là điều mà căn bản là ai cũng thấy khó tưởng. Vị lãnh đạo kia làm như vậy căn bản là có toan tính rất sâu, biết đâu người này đang ôm đàn tì bà che nửa mặt, đang truyền một tín hiệu rõ ràng với mọi người,
tổ điều tra đến Nam Giang cũng không phải vẽ nên tai họa cho Vương Tử Quân, ngược lại Vương Tử Quân sẽ còn tiếp tục phát triển cao hơn. Điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy rất đáng tin. Khi vài người đang trò chuyện với nhau thì cửa bị đẩy ra, một nhân viên phục vụ vài hai người khác đi vào, người đi đầu cười nói với vị lãnh đạo đang ngồi trên ghế chủ vị trên bàn tiệc, Bí Thư Trần, tôi biết rõ ngài ở chỗ này, thế nên cố ý đến kính vài ly rượu. Người đến làm cho hai mắt của Bí Thư Trần chợt phát sáng, lão đứng lên cười cởi mở nói, Cục trưởng Nguyễn, tôi biết các anh đã đến Nam Giang, nhưng các anh bận rộn công tác, không có ý làm phiền, không ngờ bây giờ các anh lại đến đây. Mời ngồi, nơi đây không có người ngoài, xem như cùng nhau cạn vài ly. Người có thể đi đến vị trí hiện tại của Bí Thư Trần, hơn nữa lại sắp lui ra, thế nên luôn bảo trì cảm giác kiêu ngạo trước mặt người ngoài. Bí Thư Trần nói ra những lời khách khí như vậy cũng xem như quá đủ tôn trọng người vừa đến. Vương Tử Quân nhìn thấy người vừa đi đến thì không khỏi lắp bắp kinh hãi, không ngờ lúc này Nguyễn Trấn Nhạc lại xuất hiện trong tầm mắt của mình. Hai người trước kia từng công tác ở tỉnh Sơn Nam, hai người quá quen thuộc lẫn nhau. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người vẫn không thay đổi, thế nhưng hai bên đều cực kỳ chú ý đến đối phương. Nguyễn Trấn Nhạc cùng một ly với Bí Thư Trần, sau đó chuyển ánh mắt lên người Vương Tử Quân, hắn cười nói, trưởng phòng Vương, tôi đến Nam Giang kính mong anh quan tâm giúp đỡ nhiều hơn, bây giờ xin mượn hoa hiến Phật, kính ngài một ly. Nguyễn Trấn Nhạc nói ra những lời cực kỳ tiêu sái tự nhiên nhưng nhìn gương mặt cực kỳ trầm ổn lại căn bản cảm thấy không quá vui vẻ. Lúc này Vương Tử Quân đã đoán được mục đích Nguyễn Trấn Nhạc đi đến chúc rượu, hắn không ngờ trong tổ điều tra lại có một Nguyễn Trấn Nhạc. Hắn cười cười rồi nhiệt tình nâng ly lên nói, Bí Thư Nguyễn, ngài là lão lãnh đạo của tôi, lần này ngài đến Nam Giang, tôi căn bản phải tận tình địa chủ, dù thế nào cũng phải mời ngài một ly. Ha ha ha, trưởng phòng Tử Quân, hai người chúng ta không cần phải nói những lời này, chúng ta cùng cạn chén. Nguyễn Trấn Nhạc nói rồi đưa ly rượu trong tay đến cùng ly với Vương Tử Quân. Hai người uống rượu, vài người thuộc hạ đi cùng Bí Thư Trần vây quanh mời rượu Nguyễn Trấn Nhạc. Mặc dù uống không quá nhiều nhưng bầu không khí khá nhiệt liệt. Ha ha, các vị, chúng ta cùng nhau cạn một ly, nếu như có gì thì chờ xong việc rồi nói sau. Nguyễn Trấn Nhạc nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lại nói, chiều nay tôi còn công tác cần phải làm, tôi cũng không phải lấy cớ từ chối, nếu mọi người không tin thì có thể hỏi trưởng phòng Vương. Đám người ngồi đây đều biết chiều nay Vương Tử Quân sẽ phải trò chuyện với người của tổ điều tra. Lúc này thấy Nguyễn Trấn Nhạc nhắc đến chủ đề mẫn cảm này thì gương mặt ai cũng tỏ ra cực kỳ khó chịu. Vương Tử Quân lạnh nhạt nâng ly rượu lên nói, Bí Thư Nguyễn nói rất đúng, chiều nay anh ấy thật sự có công tác cần phải làm, nếu như mọi người cảm thấy cao hứng, chiều nay chúng ta lại uống thêm vài ly. Xà Tiểu Cường được Trử Vận Phong bày mưu đặt kế đưa Nguyễn Trấn Nhạc đến đây mời rượu, hắn không ngờ Vương Tử Quân lại biết Nguyễn Trấn Nhạc. Hắn có chút giật mình, trong lòng cũng an tâm hơn. Dù thế nào thì còn tốt hơn hắn dẫn một vị lãnh đạo xa lạ của tổ điều tra đến mời rượu để Vương Tử Quân đứng từ trên cao nhìn xuống. Nhưng cá nhân Xà Tiểu Cường vẫn cực kỳ bội phục Vương Tử Quân, chẳng qua hắn là thư ký của Trử Vận Phong, hắn cần phải bảo trì sự nhất trí cao độ với lãnh đạo của mình. Thử nghĩ mà xem, nếu như lãnh đạo không có cái nhìn tốt về mình, cho dù anh có bản lĩnh cao vời cũng không làm ra trò trống gì, thế nên hắn cần có được sự tán thành của Chủ tịch Trử Vận Phong. Xà Tiểu Cường hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Trử Vận Phong, lần này tổ điều tra đến chủ yếu chĩa vào Vương Tử Quân, hắn căn bản có chú chờ mong. Nếu như Vương Tử Quân không còn ở vị trí hiện tại, có phải sau này mình càng phát triển thuận lợi hơn không? Lúc này bầu không khí bữa tiệc có chút hăng hái, Xà Tiểu Cường khẽ cười, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát, bữa tiệc này căn bản thuộc về Vương Tử Quân. Trước khi đi thì hắn cố ý nâng ly rượu uống với Vương Tử Quân, biểu đạt thiện ý của mình. Bữa tiệc chiêu đãi nhanh chóng kết thúc, sự việc Nguyễn Trấn Nhạc đến mời rượu giống như chỉ là chuyện nhỏ xen vào mà thôi, nhưng lại được nhiều người hữu tâm cho ra nhiều phiên bản khác nhau. Những tin đồn này càng làm cho đám người rãnh rỗi bàn tán say sưa. 3 giờ chiều Vương Tử Quân đi đến nơi dừng chân của tổ điều tra ở khách sạn Nam Giang, lần này người mở cửa cho hắn là Nguyễn Trấn Nhạc. Lúc này Nguyễn Trấn Nhạc mặc tây trang với gương mặt tươi cười rạng rỡ nhưng cũng rất uy nghiêm ngưng trọng. Trưởng phòng Vương, ủy viên Trần đang chờ ngài, mời ngài theo tôi.
Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Vương Tử Quân, nụ cười trên mặt vẫn sáng lạn. Vương Tử Quân bắt tay với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó đi vào trong một gian phòng họp nhỏ. Lúc này bên trong có hai người đang ngồi, một nam một nữ, người đàn ông hơn 50 tuổi, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ hiền lành. Trưởng phòng Tử Quân, mời anh ngồi, tôi đã nghe qua đại danh của anh, đặc biệt là phương diện cải cách nhân sự, càng làm cho tôi cảm thấy bội phục. Ngay cả trưởng Ban Dương cũng nói anh là một người cực kỳ có khả năng ở công tác tổ chức. Người đàn ông kia là ủy viên Trần, hắn vừa nói vừa đứng lên bắt tay với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với ủy viên Trần, hắn cười nói, hoan nghênh ủy viên Trần đến chỉ đạo công tác của tỉnh Nam Giang. Tuy Nam Giang có được chút thành tích ở phương diện cải cách nhân sự, thế nhưng nó không ly khai khỏi sự giúp đỡ cao độ của lãnh đạo thượng cấp. Nếu như không có các vị lãnh đạo thượng cấp nắm chắc phương hướng, chỉ sợ chúng tôi cũng không dám làm loạn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi, gương mặt trắng trẻo, khá động lòng người. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống thì nàng yên lặng làm bản ghi chép. Người phụ nữ này là một thành viên của tổ điều tra. Tuy nàng không có chức vụ gì trọng yếu, thế nhưng lại biết rõ nhiệm vụ lần này. Ấn tượng đầu tiên của Vương Tử Quân với nàng là cực kỳ bất ngờ. Vị trưởng phòng Vương kia trẻ tuổi hòa nhã, làm cho người ta sinh ra cảm giác hào hoa phong nhã. Sự khác biệt của hiện thực so với những gì mà người ta phản ánh càng làm cho nàng sinh ra cảm giác như sai lệch. Nhưng khi mà cuộc trò chuyện đi vào chính đề, nàng mới thắm thiết cảm nhận được trưởng phòng Vương căn bản là danh bất hư truyền. Trên những phương diện không khiêm tốn thì căn bản không nhường một bước. Có đôi khi ủy viên Trần liên tục gật đầu vì những lời của Vương Tử Quân. Người phụ nữ ngồi bên cạnh căn cứ vào bản ghi chép mà cả thấy Vương Tử Quân là một vị cán bộ công tác hiện thực. Thế nhưng khi nghĩ đến hồ sơ nội dung trò chuyện của lãnh đạo trước khi đến, nàng không khỏi cảm thấy mâu thuẫn nặng nề. Chẳng lẽ một vị lãnh đạo như vậy lại bị người ta cố gắng phá hoại, cố ý đào hố trong nồi, sau đó đập xuống một búa, cố gắng làm cho nồi nát bấy ra mới chịu bỏ qua sao? Tào Kha Nhi căn bản có cảm tình rất tốt với chị của mình, bây giờ anh rể đến tỉnh Nam Giang, dù thế nào thì cũng phải gặp mặt một lần. Bây giờ nàng đã có bạn trai, càng muốn cùng người bạn trai mời anh rể một bữa cơm, tăng tiến cảm tình giữa hai bên. Nhưng Tào Kha Nhi cho ra lời hẹn với Nguyễn Chấn Nhạc, khi đó nàng chợt phát hiện mình cũng rất bận rộn. Không những vài vị đồng sự trong văn phòng, dù là một vài vị lãnh đạo cũng bắt đầu đi về phía mình, nói chuyện càng thêm thân thiết. Tào Kha Nhi là một cô gái Tào gia, nàng căn bản mưa dầm thấm đất với sự việc trong quan trường. Nàng tuy kém chị mình một chút nhưng không phải người ngu dốt, thế cho nên hiểu rõ mục đích của đám người kia. Chỉ là nàng không muốn để cho những người này tiếp xúc với anh rể, vì vậy không dám nói gì về hành trình của anh rể mình. Chương 1442, một chạy trời không khỏi nắng. Lại tăng một bậc. Những ngày nay Vương Tử Quân liên tục nhận được nhiều cuộc điện thoại, điều làm cho hắn cảm thấy xấu hổ chủ yếu lại là điện thoại chúc mừng, giống như cả tỉnh Nam Giang đều chú ý đến hướng đi của hắn. Những cuộc điện thoại như vậy làm cho Vương Tử Quân cảm thấy dở khóc dở cười, cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ nói vài câu cho qua mà thôi. Vương Tử Quân còn nói được gì nữa đây? Thuận miệng nói những câu tốt đẹp khi mình được đề bạt sao? Hay cứ để cho người ta suy đoán lung tung, nhưng thật ra mình tránh được một kiếp. Hai phương pháp này căn bản là không sáng suốt, thế cho nên hắn sẽ căn bản không áp dụng. Cho đến bây giờ thì Lâm Trạch Viễn cũng không nói gì đến chuyện của Vương Tử Quân, bí thư Lâm còn chưa tỏ thái độ, hắn ngoài việc suy đoán thì chỉ có thể chịu cảm giác dày vò mà thôi. Dù sao bây giờ bí thư Lâm chú ý đến hắn căn bản có thể hóa giải bể khổ lúc này và nhanh chóng siêu sinh. Tuy cảm thấy bức bối nhưng những lời tích cực lại không dám tùy tiện nói ra, Vương Tử Quân là người lăn lộn quan trường lâu năm, hắn hiểu rất rõ đạo lý này. Người trong quan trường dù anh cho là mình có tài không gặp thời cũng không thể phàn nàn chính mình thế này thế nọ được. Gặp phải chuyện không may thì nên tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình, không phải cứ mãi nói này nọ với lãnh đạo. Thử nghĩ mà xem, anh cho rằng lãnh đạo sẽ quan tâm đến mình sao? Anh nói như vậy chẳng lẽ nghĩ rằng lãnh đạo có mắt không tròng? Nếu như không phải lãnh đạo quan tâm đến anh có đi được xa đứng được cao như vậy không? Một câu nói kia có thể làm cho anh nghẹn chết. Hơn nữa lãnh đạo đều có phương pháp đối với người hầu của mình, cụ thể đưa sang vị trí nào thì anh không thể can thiệp được. Nếu như anh không giữ vững tinh thần,
chủ động liên hệ với lãnh đạo, chẳng phải để cho lãnh đạo thấy anh là người luôn suy đoán toan tính của mình sao? Nếu như anh cứ mãi suy bụng ta ra bụng người, luôn phỏng đoán ý đồ của lãnh đạo và biểu hiện ra quá rõ ràng, như vậy anh nhất định là người đáng sợ, không được trọng dụng. Sự việc đến nước này thì Vương Tử Quân cũng không thể tiến mà khó thể lùi, mặc cho chính mình bị đưa lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, anh không thể nói ra những lời gì có khuynh hướng cho mình. Thân do giáp, anh đi đến nơi nào rồi? Anh còn chưa chuẩn bị xong sao? Điện thoại vừa nối thông thì Tào Kha Nhi đã dùng giọng như làm nũng nói. Bạn trai của Tào Kha Nhi tên là Thân Do Giáp, tuy không phải là người trong quan trường nhưng lại có lý lịch học tập ở nước ngoài, chỉ sau 2 năm đã phát triển được một công ty con với tài sản hơn 30 triệu, công khai tiến vào trong mắt của người Tào gia. Tào Kha Nhi căn bản là nói gì nghe nấy với một thương nhân kỳ tài như Thân Do Giáp, đến nổi Tào Kha Nhi thường cố ý trêu đùa hắn. Đó là chơi một trò mãi mà không biết mệt. Nàng nói mỗi khi trời vừa tối thì hắn có thể lập tức nằm ngủ ngáy o o, điều này làm cho hai người cười không thở nổi. Ôi, bảo bối, em giao việc mà anh không tranh thủ thời gian làm cho xong sao? Em yên tâm, anh đang ở khách sạn Kim Hào, người ta vừa mới đưa đến một đợt hàng cá muối đỉnh cấp, anh để cho bọn họ chuẩn bị một chút, đảm bảo em sẽ thỏa mãn. Anh xem rồi làm cho tốt, em phải đi đón anh rể. Anh ở khách sạn chờ em. Tào Kha Nhi nói rồi cũng không cho Thân Do Giáp kịp phản ứng mà cúp điện thoại. Tào Kha Nhi đi vào khách sạn Nam Giang, nàng gọi điện thoại cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nói với Nguyễn Chấn Nhạc là nàng đang chờ bên ngoài, mà Nguyễn Chấn Nhạc cũng nhanh chóng đồng ý. Em Kha Nhi, sao em lại đến chỗ này? Tào Kha Nhi đang chán chết ngồi nghịch điện thoại trong đại sảnh khách sạn, chợt có một âm thanh vang lên. Tào Kha Nhi nhìn lại. Nàng cũng không xa lạ gì người đang chào hỏi mình, đó là trưởng khoa Lý Tú Tú của khu vực tiếp đãi. Người này có dáng người cao gầy, làm cho người ta nhìn vào và sinh ra cảm giác vui vẻ đẹp đẽ. Tào Kha Nhi sở dĩ quen biết Lý Tú Tú cũng là vì có vài tin tức bên lề trong văn phòng tỉnh ủy, bắt đầu có nhiều người nói nàng và Lý Tú Tú là hai đóa hoa của văn phòng tỉnh ủy. Tào Kha Nhi cũng không quan tâm đến những lời soi mói của đồng nghiệp, cũng không quá đặt nặng trong lòng. Nàng có sự kiêu ngạo của mình, mà điều này cũng không phải là người như Lý Tú Tú có thể hiểu được. Không phải cô dựa vào vẻ đẹp của mình mà bò lên sao? Có gì mà đặc biệt hơn người? Mỗi một bậc thang tiến lên phải quỳ rạp mình trước một tên quan viên nào đó, xinh đẹp hay không chẳng còn là gì, như vậy còn đáng rêu rao trong văn phòng tỉnh ủy sao? Tục ngữ có câu hổ không có ý đánh người nhưng người lại có tâm hại hổ, Lý Tú Tú đã từng gặp Tào Kha Nhi một lần. Cũng không tự chủ được phải so sánh một phen. Khi Tào Kha Nhi ý thức được điều này thì thấy buồn cười, cũng thấy rất phiền. Thế nhưng ngoài mặt thì Tào Kha Nhi vẫn phải cố gắng bảo trì quan hệ thân mật với Lý Tú Tú. Mặc dù nàng không quan tâm đắc tội một bình hoa trong văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng nàng cũng không muốn vì một người phụ nữ không ra gì mà ảnh hưởng đến thể diện của mình. Chào chị Tú Tú, hôm nay chị không có nhiệm vụ tiếp đãi gì sao? Sau khi nghe Tào Kha Nhi gọi mình là chị thì hai hàng chân mày đẹp đẽ của Lý Tú Tú khẽ nhăn lại, sau đó nàng mỉm cười nói, đúng vậy, hôm nay Chủ tịch Kim đến, điểm danh tôi đến đây phục vụ, thật sự là mệnh khổ. Tào Kha Nhi cũng không bỏ qua hành vi nhíu mày mờ ám của Lý Tú Tú. Từ trong tiếp xúc với Lý Tú Tú thì nàng biết người phụ nữ này không muốn người ta chủ động gọi là chị, vì đối phương bảo dưỡng cực kỳ tốt, quần áo cũng đổi mới liên tục. Vì sao lại bị gọi là chị được? Như vậy là quá già. Tào Kha Nhi phát hiện được bí mật này, nàng hầu như mỗi lần gặp mặt Lý Tú Tú đều dùng giọng thân mật gọi là chị, sau đó nhìn đối phương không thoải mái nhưng không dám phát giận, thế là cảm thấy rất vui sướng. Chị Lý xem như vất vả rồi. Tào Kha Nhi đã hoàn thành hoạt động mờ ám của mình, nàng cũng không còn tâm tư tranh cường hào thắng với đối phương. Nàng cũng không muốn lãng phí miệng lưỡi với Lý Tú Tú. Thế nên ngậm miệng không nói. Lý Tú Tú cười cười, nàng chuẩn bị lên tiếng, chợt thấy cầu thang khách quý mở ra, nàng tranh thủ thời gian nói với Tào Kha Nhi, em Kha Nhi, em ngồi chơi nhé, chị đi trước, Chủ tịch Kim đi ra rồi. Tào Kha Nhi nhìn Lý Tú Tú lắc lư vòng eo khêu gọi đi về phía trước mà không nhịn được phải nở nụ cười. Nhìn về phía Lý Tú Tú thì thấy Phó Chủ tịch Thường ủy Kim Hành Thuấn và anh rể Nguyễn Chấn Nhạc đang đi ra. Thế là nàng nhanh chóng đứng lên đi đón anh rể.
Chương 1442, 2, chạy trời không khỏi nắng, lại tăng một bậc. Cục trưởng Nguyễn, lần này ngài đến Nam Giang với nhiệm vụ quan trọng, tôi cũng không quấy rầy ngài. Nhưng nếu lần sau ngài đến Nam Giang, nhất định phải nể mặt chúng tôi một chút. Kim Hành Thuấn bắt chặt tay Kim Hành Thuấn rồi thân mật nói. Vẻ mặt Nguyễn Trấn Nhạc cũng rất dễ gần, Chủ tịch Kim, ngài biết tôi có nhiệm vụ trên người, mà tôi cũng thật sự bất đắc dĩ. Tôi sẽ khắc ghi lời nói của ngài, cũng mong lần sau ngài đến thủ đô thì cho tôi cơ hội. Lý Tú Tú đứng cung kính sau lưng hai người Kim Hành Thuấn và Nguyễn Trấn Nhạc, nàng giống như phụ trợ cho bầu không khí nói chuyện giữa hai người đàn ông. Khi nàng thấy Tào Kha Nhi đi đến thì đầu tiên là sững sờ, nhưng cũng không dám mở miệng. Nàng chỉ đưa mắt nhìn đối phương, tỏ ý đây là địa bàn của mình, để cho Tào Kha Nhi đừng xen vào. Hôm nay Tào Kha Nhi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, váy ngắn, hai chân thon lộ ra, làm cho dáng người thêm đẹp và là da càng thêm trắng nõn. Hơn nữa nàng quen sống an nhàn sung sướng, thế cho nên khí chất của bản thân căn bản là không dễ học được. Kha Nhi đến rồi à? Nguyễn Trấn Nhạc thấy Tào Kha Nhi thì lên tiếng bắt chuyện rất thân thiết, sau đó giới thiệu với Kim Hành Thuấn, Chủ tịch Kim, đây là em gái của vợ tôi, là Tào Kha Nhi. Ha ha! Kha Nhi là mỹ nữ được văn phòng tỉnh ủy Nam Giang công nhận, trước đó vài ngày tôi còn gặp mặt chủ nhiệm Tào, khi đó tôi nói với anh ấy nếu để cho Kha Nhi tiếp tục phát triển ở Nam Giang, như vậy là giúp đỡ lớn với tỉnh Nam Giang chúng tôi. Kim Hành Thuấn nhìn Tào Kha Nhi rồi bày ra bộ dạng trưởng bối nói. Kim Hành Thuấn biết hai người Nguyễn Trấn Nhạc và Tào Kha Nhi có chuyện, thế nên hắn cũng không dây dưa với Nguyễn Trấn Nhạc, nói lời cáo từ rồi bỏ đi. Tào Kha Nhi đưa Nguyễn Trấn Nhạc lên chiếc xe tùng thử mình vừa mua, sau đó mới cười ha hả không quan tâm đến hình tượng. Nguyễn Trấn Nhạc tuy cực kỳ chiều chuộng cô em vợ của mình, thế nhưng lúc này thấy nàng cười như vậy vẫn cảm thấy có chút khó hiểu. Kha Nhi, nhà đầu xấu xa này, em vẫn muốn trêu đùa anh sao? Anh có gì không thích hợp sao? Nguyễn Trấn Nhạc vô thức nhìn chính mình, lại phát hiện không có chút vấn đề gì cả. Không. Anh rể vẫn đẹp trai tiêu sái như ngày nào. Tào Kha Nhi vẫn cười, sau đó nàng dùng giọng vui vẻ giải thích, em chỉ là thấy được biểu hiện của một người phụ nữ, thế là cảm thấy rất vui sướng. Cảm ơn anh rể, tuy đánh vào mặt một tiểu nhân vật không có gì đáng khoe khoang, thế nhưng em vẫn cảm thấy rất vui. Nguyễn Trấn Nhạc gần đây rất thận trọng, lúc này nghe thấy Tào Kha Nhi nói như vậy thì không khỏi cười nói, em nói người phụ nữ kia sao? Cô ấy trêu chọc công chúa nhà Tào ra sao? Nói cho anh biết, nếu như cô ta nói gì không hay, anh sẽ cho cô ta xuống nông thôn rèn luyện vài năm. Được rồi, anh rể, anh không cần cố gắng làm em vui vẻ. Tào Kha Nhi nói rồi khởi động xe, chiếc xe tùng thử rất khéo léo, bên trong được Tào Kha Nhi sắp xếp cực kỳ có hương vị của phụ nữ. Chất lượng chiếc xe này khá tốt, tuy kém hơn một chút so với những hãng cùng loại, thế nhưng cũng xem như tương xứng. Nguyễn Trấn Nhạc ngồi ở hàng ghế sạch sẽ phía sau rồi vỗ vỗ lên xe cười nói. Điều này là đương nhiên, em bỏ ra 50.000 mới mua được đấy. Tào Kha Nhi có chút tự hào với chiếc xe của mình, lời khích lệ của Nguyễn Trấn Nhạc càng làm cho nàng thêm kiêu ngạo. Nguyễn Trấn Nhạc cũng không xa lạ gì giá cả xe hơi trên thị trường, sau khi nghe Tào Kha Nhi nói chiếc xe này có giá 50.000 thì không khỏi dùng giọng trêu chọc nói có phải ông chủ bán xe muốn tặng em không? Anh rể, anh cũng quá lạc hậu rồi, chẳng lẽ anh không biết chiếc xe này có giá 50.000 sao? Loại xe này đã bán được hơn 10.000 chiếc trong nước rồi đấy. Tào Kha Nhi nói đến đây thì vỗ vỗ lên chiếc xe của mình, đây là xe tùng thử, em mua vì muốn giúp đỡ sản phẩm trong nước. Đây là xe tùng thử được Vương Tử Quân cố gắng giúp đỡ sao? Nguyễn Trấn Nhạc nhìn qua cửa sổ xe, lúc này thấy ở thành phố Đông Hồng đầy xe tùng thử, hắn không khỏi cảm khái nói. Vương Tử Quân thật sự làm không ít chuyện hiện thực ở Nam Giang. Anh rể, trưởng phòng Vương sẽ bị điều đi sao? Tào Kha Nhi vốn không muốn hỏi vấn đề này, nhưng sau khi nghe Nguyễn Trấn Nhạc chủ động nhắc đến Vương Tử Quân, nàng không khỏi có chút hiếu kỳ, thế là trầm giọng hỏi. Nguyễn Trấn Nhạc nhìn Tào Kha Nhi, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói, Vương Tử Quân cũng không có vấn đề gì, tất nhiên sẽ không có chuyện gì. Anh rể, anh gạt em. Người nào không biết các anh đến Nam Giang là gì cái gì? Anh yên tâm, em rất kín miệng, anh cứ nói cho em biết đi. Tào Kha Nhi dùng ánh mắt bất mãn nhìn Nguyễn Trấn Nhạc, sau đó lại dùng giọng làm nũng nói.
Nguyễn Trấn Nhạc đối diện với một Tào Kha Nhi cực kỳ thông minh khéo hiểu lòng người, hắn sinh ra cảm giác bức bối khó tiêu tan. Thử nghĩ mà xem, Tào Kha Nhi là chị em với Tào Chân Nhi, vì sao hai bên không chút tương thông? Nguyễn Trấn Nhạc luôn căng cứng cả người vì công tác, luôn ở vào trạng thái tên đã lên dây, nhưng lúc này khi thấy sự việc biến chuyển, hắn tuy có chút mệt mỏi nhưng tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh. Hắn chợt cảm thấy có chút vắng vẻ, một cảm giác cô đơn xâm lấn tâm hồn. Hắn không nhớ rõ bao nhiêu ngày rồi mình chưa chạm qua Tào Chân Nhi, cái này giống như cũng không có gì là kỳ quái, vì khi đối mặt với Tào Chân Nhi thì hắn luôn cảm thấy bộ phận cần tham chiến chợt mềm nhũn, căn bản không thể sẵn sàng chiến đấu. Trong đầu lóe lên những ý nghĩ như vậy, Nguyễn Trấn Nhạc cảm thấy cả người như đờ đi. Vì thế hắn không quan tâm đến câu hỏi thăm của Tào Kha Nhi về Vương Tử Quân. Chúng tôi đến để điều tra xem tác phong công tác của anh ta thật sự có vấn đề gì không, nếu muốn làm ra thành tích thì phải là tác phong không tốt, nhưng tác phong của anh ấy vẫn khá tốt, thế nên lo lắng chỉ là vô cớ mà thôi. Nguyễn Trấn Nhạc nói rồi rút thuốc ra hút, sau đó nghĩ thế nào lại thôi. Như vậy anh ta sẽ bị xử lý sao? Không biết vì sao Tào Kha Nhi rất để bụng vấn đề của Vương Tử Quân, thậm chí còn vượt qua cả sự quan tâm với thân do giáp. Nhiều lắm là di rời vị trí, vì sao thành tích của anh ta là khó thể chối cãi được. Nguyễn Trấn Nhạc nói rất đúng trọng tâm, không khỏi dùng giọng hâm mộ lên tiếng. Lời nói của anh rể làm cho Tào Kha Nhi không khỏi thở dài một hơi. Khi nàng chuẩn bị quẹo xe vào, hai người đi đường chợt thu hút sự chú ý của nàng. Hai người kia nhìn giống như có độ tuổi tương tự với nàng, nam thì anh Tuấn, nữ xinh đẹp quyến rũ, nhìn qua giống như hai người ngọc đang nắm lấy tay nhau. Tào Kha Nhi nhìn hai người kia mà không khỏi ngẩn ngơ, xe cũng dừng ngay lại. Nguyễn Trấn Nhạc đang ngồi sau suy nghĩ sự việc, hắn nhìn theo ánh mắt của Tào Kha Nhi, vẻ mặt sững sờ. Chương 1443, trồi lên mặt nước. Khi hai người kia đi vào một cửa hàng ven đường, Tào Kha Nhi lúc này mới thu hồi ánh mắt, nàng chợt nói, nhìn giống như không có chuyện gì xảy ra, trạng thái kia thật sự quá buông lỏng và thoải mái. Nguyễn Trấn Nhạc nghe thấy Tào Kha Nhi nói như vậy thì cũng nói theo, người này không phải hạng dễ chịu thất bại, có lẽ Nam Giang sắp có kịch hay để xem. Cái này rất ngon, em muốn ăn. Mạc Tiểu Bắc cầm lấy menu rồi nói với Vương Tử Quân. Hai người làm vợ chồng nhiều năm, nhưng Vương Tử Quân thật sự có ít khi cùng đi với Mạc Tiểu Bắc mà không lo lắng gì như bây giờ. Hắn cũng biết Mạc Tiểu Bắc thích hiền tính, hai bên đi ra ngoài dạo chơi cũng không có gì là vui vẻ. Lúc này Mạc Tiểu Bắc tỏ ra thích một món ăn vặt, đây chẳng qua là đang cố tỏ ra vui vẻ để trấn an hắn mà thôi. Mạc Tiểu Bắc cũng biết những gì mà Vương Tử Quân trải qua những ngày vừa rồi, dù là Vương Tử Quân không nói thì nàng cũng nhận được điện thoại từ Mạc gia. Vì vậy sau khi nghe đề nghị ra ngoài đi dạo của Mạc Tiểu Bắc, hắn do dự không chút đồng ý. Vương Tử Quân căn bản là một nhân vật công chúng ở Nam Giang, nhưng chỉ cần hắn cởi tây trang ra, thay thế vào đó là một trang phục đầy sức sống, hắn có thể trà trộn vào trong dòng người, nếu không phải là người quen thì khó thể nào nhận ra hắn. Hơn nữa dù có người thấy Vương Tử Quân giống như trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy cũng không nghĩ theo chiều hướng kia. Dù sao đó cũng là thói quen tư duy của nhiều người, bọn họ cảm thấy đại nhân vật của tỉnh ủy không thể nào đi đến những nơi như thế này được. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc gọi vài món ăn mà ngăn cản không chút phong độ, vợ, hai người chúng ta ăn được nhiều như vậy sao? Gọi hai món thôi, hai tô mì là được. Nhân viên phục vụ đang rót nước cho rằng hôm nay gặp được khách sộp, thế nhưng không ngờ người đàn ông cùng đi lại keo kiệt như vậy, đúng là không ra gì. Nếu như nhân viên phục vụ là người phụ nữ xinh đẹp như tiên kia, nàng nhất định sẽ nghênh ngang bỏ đi. Đáng tiếc là nàng không phải là người phụ nữ kia, thế nên chỉ thấy người phụ nữ kia nở nụ cười quyến rũ, sau đó phất phất tay nói cứ làm theo lời của chồng tôi. Ủa, đây là chồng của cô ấy sao? Nhân viên phục vụ chợt hiểu rõ, nàng nhìn vẻ mặt đồng ý của nữ thần, thế là thuận miệng đồng ý. Thế nhưng nàng không khỏi cho ra ý nghĩ khác với con đường mình đã quyết định. Đó là A Cường muốn lấy mình phải bắt chờ thêm 2 năm nữa. Vương Tử Quân cũng không biết sự cần kiệm của mình lại ảnh hưởng bi thảm đến A Cường kia như vậy. Khi Mạc Tiểu Bắc nói vài lời với cô nhân viên phục vụ, hắn tiếp điện thoại, người gọi đến là Đoạn Văn Đống, nói có chuyện cần báo cáo. Vương Tử Quân căn cứ vào giọng nói của Đoạn Văn Đống và cảm thấy rất nghiêm túc, có lẽ là sự việc không nhỏ,
thế là tâm tư buồn bực khi đi ra khỏi nhà cùng Mạc Tiểu Bắc chợt tan biến. Nếu như là những người khác thì Vương Tử Quân sẽ nói chờ ngày mai đến phòng làm việc báo cáo công tác, nhưng Đoạn Văn Đống thì lại khác. Người này đang điều tra một vụ án buôn lậu theo sắp xếp của mình, hắn không thể không coi trọng đối phương. Tôi đang dùng cơm trong một nhà hàng ven đường, anh đến một chuyến cho vui. Vương Tử Quân nói rồi báo vị trí nhà hàng. Nhân viên phục vụ kia đã rời đi, chỉ còn lại bóng lưng trong mắt Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân tiếp nhận ly trà từ Mạc Tiểu Bắc và định uống một ngụm, đột nhiên thấy một người lảo đảo đi về phía mình, tên kia cười nói với Mạc Tiểu Bắc, em gái, đời người chú trọng hai chữ ăn uống, những món tốt bị người ta nắm hết vào trong tay thì còn ý nghĩa gì nữa. Anh em chúng tôi đang tổ chức bữa tiệc lớn, mời em đi theo chúng tôi xả láng một bữa. Người đàn ông này vừa nói vừa chỉ ra chiếc xe hơi bên ngoài, thấy không, đó là xe của các anh. Vương Tử Quân nhìn theo ngón tay của đối phương, phát hiện bên kia có một chiếc BMW màu xám, nhìn qua rất đẹp. Khi thấy chiếc xe BMW kia thì Vương Tử Quân mới đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện, người này hơn 30, thầm nghĩ mình chỉ đi ra dùng một bữa cơm, sao lại gặp tình huống khó chịu này. Vương Tử Quân biết rõ Mạc Tiểu Bắc không thích nói chuyện với người lạ nên trực tiếp lên tiếng, uống say thì tìm chỗ nào đó mà giải rượu, đừng quấy rầy chúng tôi dùng cơm. Người đàn ông này đã chú ý đến Mạc Tiểu Bắc từ khi nàng vào nhà hàng, hắn là người có kinh nghiệm chơi gái, có dạng gái gì mà chưa qua tay. Dù hắn là người chán chê những ngôi sao ca sĩ trong vùng, thế nhưng chưa từng thấy qua người nào giống như Mạc Tiểu Bắc. Chỉ nhìn qua Mạc Tiểu Bắc thì người đàn ông này cảm thấy xương cốt như mềm ra, về sau thấy Mạc Tiểu Bắc gọi thức ăn và Vương Tử Quân bỏ bớt đi một nửa, hắn cảm thấy ngồi không yên. Một người đàn ông mà quá keo kiệt với một người phụ nữ, như vậy đúng là phí của trời. Hắn thấy với tài cán và năng lực của mình, căn bản không có chút khiêu chiến khi cạnh tranh với tên đàn ông không quyền không thế kia. Còn vì sao người đàn ông này lại phán đoán Vương Tử Quân không quyền không thế? Đơn giản là đối phương mời một người phụ nữ xinh đẹp đến nhà hàng dùng cơm thế nhưng lại tiếc tiền với vài món ăn, như vậy sao có quyền có thế cho được? Còn có tính cách này nữa à? Nhưng nghe anh nói này chú em, anh mời tiểu thư này đi ăn tối, anh không có hứng với chú em. Nhưng nếu chú em cứ mãi không biết tốt xấu, coi chừng không có quả ngọt để ăn đâu. Người đàn ông này vừa nói ra những lời uy hiếp thì Mạc Tiểu Bắc đã ném chùm chìa khóa của tên đàn ông vừa đặt trên bàn vào trong thùng rác, nàng dùng giọng hung hăng nói, tôi ăn cơm thích yên tĩnh, không muốn có ruồi bọ bay vo ve bên tai. Vương Tử Quân nhìn động tác tiêu sái của Mạc Tiểu Bắc mà không khỏi lắc đầu cười khổ, tuy những năm qua tính tình của nàng đã thuần hơn, thế nhưng ra tay vẫn rất mạnh mẽ. Người đàn ông kia cũng bị hành động của Mạc Tiểu Bắc làm cho sững sờ. Hắn kinh ngạc nửa phút rồi chợt cười lớn nói, có tính cách, anh thích kiểu người thế này. Khi người đàn ông lên tiếng thì vài tên đàn ông cao lớn to béo nhìn qua cực kỳ hung ác đã nhanh chóng đi đến, đi đầu là một tên đầu chọc, hắn dùng ánh mắt tham lam nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi cười nói với tên đàn ông kia, anh hùng, sao vậy? Không có gì, chỉ là mời một cô em đi ăn cơm thôi. Tên đàn ông nói rồi chỉ vào thùng rác, nhị tử. Có người ném chìa khóa xe của anh vào thùng rác, chú xem anh nên làm gì bây giờ. Ôi, đây là lần đầu tiên em gặp phải tình huống này, đúng là mất mặt anh em. Anh Hùng, anh nói xem là ai ném vào, em sẽ bắt hắn cho anh. Tên đàn ông được gọi là nhị tử căn bản là người thường xuyên ra tay giúp sức cho anh Hùng, hắn càng nói càng tỏ ra cực kỳ làm càn. Mạc Tiểu Bắc không quan tâm đến những người kia, nàng nhìn thấy ly nước trà của Vương Tử Quân không còn nhiều. Thế là cầm bình trà rót cho hắn, mà động tác vô thức này của nàng căn bản đã chọc giận anh Hùng. Đông Hồng là thành phố pháp trị, tốt nhất đừng gây chuyện sinh sự, tranh thủ thời gian nhặt chìa khóa rồi cút đi. Vương Tử Quân nhìn nữ nhân viên phục vụ bưng thức ăn đến, hắn do dự giây lát rồi dùng giọng khuyên nhủ nói. Vương Tử Quân chưa nói dứt lời thì anh Hùng lại sinh ra cảm giác như đối phương đang sợ mình, hắn càng không coi ai ra gì, gặp mặt xem như có duyên. Chỗ này ăn uống không ngon, hôm nay anh mời khách, chúng ta cùng ra ngoài dạo chơi một vòng. Khi anh Hùng định kéo tay Vương Tử Quân cũng định chặt tay đối phương lại, chợt có người khác ta tay, Triệu Thiên Hùng, anh định làm gì? Anh Hùng lúc đầu còn có chút tức giận, nhưng khi hắn nhìn rõ người kéo mình, hắn chợt nở nụ cười sáng lạn, ôi, đây không phải là cục trưởng Đoạn sao?
ngài thế nào lại có thời gian đến đây thế này? Ha ha, tôi đang mời cậu em này đi ăn cơm. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt tức giận của Vương Tử Quân, lại nhìn gương mặt của Mạc Tiểu Bắc, thế là thầm hiểu có chuyện gì xảy ra. Hắn tuy cực kỳ tức giận Triệu Thiên Hùng, thế nhưng lúc này chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nói, bây giờ tôi ra lệnh cho anh, đi ra ngoài. Triệu Thiên Hùng có chút e ngại Đoạn Văn Đống, sau khi nghe Đoạn Văn Đống nói như vậy thì cười xấu hổ nói, cục trưởng, tôi nghe lời anh, ha ha, chúng ta đi. Khi nhóm người Triệu Thiên Hùng rời đi, Đoạn Văn Đống lúc này mới thở dài một hơi. Vương Tử Quân cười nói với Đoạn Văn Đống, anh ăn cơm chưa, ngồi xuống cùng dùng cơm đi. Tôi đã ăn rồi, Đoạn Văn Đống hầu như trả lời theo bản năng. Vương Tử Quân cười ha hả nói, Văn Đống, anh rõ ràng không nói lời thật lòng, bây giờ vừa qua giờ cơm một chút, anh mà ăn cơm rồi sao? Anh yên tâm đi, chỗ này có giá cả vừa phải, tôi cũng có thể trả được tiền cơm cho anh. Mạc Tiểu Bắc tuy không thích trò chuyện nhưng lại phối hợp ăn ý với Vương Tử Quân, nàng đứng lên đi tìm nữ nhân viên phục vụ vừa rồi. Chương 1444, một lưới lớn đã mở ra. Thời gian dài Đoạn Văn Đống còn chưa nhận được chỉ thị điều tra vụ án buôn lậu của Vương Tử Quân, thế là hắn không khỏi cảm thấy tâm tư của trưởng phòng Vương thật sự khó nắm bắt, giống như đang chờ cái gì đó, mà rốt cuộc là chờ cái gì. Có những người hiềm nghi để giấu vết lại sao? Đoạn Văn Đống thầm tính toán, nhìn chuẩn manh mối, chuẩn bị áp dụng biện pháp sấm sét, tốc chiến tốc thắng, sau đó thu lưới lại bắt hết cá lớn. Thế nhưng hành động lần này là quá lớn, nếu đánh rắn động cỏ, như vậy sao có thể làm tốt công tác mà trưởng phòng Vương giao phó. Vì vậy Đoạn Văn Đống rất muốn nắm bắt được ý nghĩ thật sự của Vương Tử Quân, nhưng dù thế nào thì hắn cũng cảm thấy cực kỳ khó tìm hiểu cho rõ ràng. Sau khi Mạc Tiểu Bắc quay lại, nhân viên phục vụ cũng đưa đến hai món ăn, sau đó chỉ mất 10 phút thì trên bàn đã đầy ắp thức ăn. Vương Tử Quân nhìn những món này mà không khỏi mỉm cười, xem như Mạc Tiểu Bắc đã gọi những món mà vừa rồi mình bỏ qua. Vì có Mạc Tiểu Bắc thế cho nên Đoạn Văn Đống chỉ cúi đầu dùng cơm, rất ít trò chuyện với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thấy cảm giác buồn bực dùng cơm của Đoạn Văn Đống giống như đang chịu tội. Cục trưởng Văn Đống, chúng ta cũng không phải người ngoài. Anh nên thả lỏng một chút, ăn như sói như hổ như vậy cũng có áp lực đấy. Vương Tử Quân trêu chọc một câu, sau đó hắn thay đổi chủ đề, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện được không? Trưởng phòng Vương, tôi có chuyện gấp cần báo cáo với ngài. Đoạn Văn Đống nói đến đây thì đặt đũa xuống, trải qua tin tức tình báo của người trong đơn vị, chúng tôi đã nắm được thông tin đại khái về mạng lưới buôn lậu ở thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn Đoạn Văn Đống. Chờ đối phương nói tiếp. Lúc này trong mạng lưới buôn lậu ở Nam Giang có không ít người quyền thế tham gia. Đoạn Văn Đống nói đến đây thì có chút do dự, Triệu Thiên Hùng vừa rồi cũng là một thành viên trong mạng lưới buôn lậu. Mẹ hắn ta chính là Trần Thu Mai. Trần Thu Mai, Vương Tử Quân vuốt ve ly trà trong tay rồi rơi vào trầm ngâm. Trần Thu Mai là người mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng hắn lại biết về người này. Trước đây nhiều năm người phụ nữ này từng rất sinh động trên chính đàn thành phố Đông Hồng, bây giờ đã lui sang mặt trận Tổ quốc, nhưng vẫn có lực ảnh hưởng không nhỏ ở thành phố Đông Hồng. Vương Tử Quân sở dĩ nhớ rõ cái tên này cũng là vì đây là người ký tên đầu tiên trong thư phản ánh tác phong công tác của mình gửi lên cho lãnh đạo Trung ương. Trưởng phòng Vương, Triệu Thiên Hùng, Tần Ngọc Xuyên, Lý Thành. Đoạn Văn Đống nói ra vài cái tên người liên tiếp. Sau đó khẽ nói, quan hệ của bọn họ rất thân thiết. Sau khi cùng Mạc Tiểu Bắc về nhà, Vương Tử Quân cùng Đoạn Văn Đống đi vào trong phòng làm việc. Sau khi nhìn những tư liệu mà Đoạn Văn Đống cung cấp, Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm. Những tài liệu này rất kỹ càng làm cho đầu óc Vương Tử Quân không khỏi xoay chuyển. Từ tư liệu của những người này, Vương Tử Quân cảm nhận được những gì đang được che giấu sâu bên trong mạng lưới buôn lậu ở Nam Giang. Mà trung tâm của mạng lưới này chính là Trử Ngôn Huy. Vương Tử Quân nghĩ đến mạng lưới đan sen này mà không khỏi nhíu mày thêm chặt, hắn đặt các tài liệu kia lên bàn, sau đó dùng giọng lạnh nhạt nói, vì sao những người này còn nhởn như ngoài vòng pháp luật? Còn chưa đến thời cơ thích hợp sao? Trưởng phòng Vương, tuy người của chúng tôi đã phản hồi tin tức, thế nhưng những người kia làm việc cực kỳ cẩn thận, có năng lực phản điều tra rất mạnh, chúng ta căn bản chưa nắm được bất kỳ chứng cứ nào chính xác. Đoạn Văn Đống buông tay ra rồi nói tiếp, hơn nữa những người này giống như nghe được tin đồn,
năm nay cực kỳ ẩn nhẫn, theo sự phân tích của đồng chí chúng tôi, bọn họ đã lâu rồi không tiếp tục buôn lậu. Đánh rắn dập đầu, Vương Tử Quân hiểu điều này, nếu như người của Cục Công an không có chứng cứ, như vậy khó thể nào định tội người ta được. Hơn nữa người ta còn có thực lực liên hợp, cũng không phải là một người như Đoạn Văn Đống có thể trêu chọc vào. Một thành phố Đông Hồng đã có tình huống như vậy, những địa phương khác chỉ sợ càng nhiều hơn. Vương Tử Quân nghĩ đến mạng lưới buôn lậu này, lại nghĩ đến thư tố cáo tác phong của mình, đáp án trong lòng hắn càng thêm rõ ràng. Vương Tử Quân uống một hớp trà mà không nói thêm điều gì, hắn lẳng lặng nhìn Đoạn Văn Đống, hắn biết Đoạn Văn Đống đến tìm mình cũng không phải chỉ cho mình xem những thứ này, có lẽ còn tình huống khác cần báo cáo. Trưởng phòng Vương, chúng tôi vừa nhận được tin tức, 3 ngày sau sẽ có một con thuyền lớn buôn lậu xe hơi và sản phẩm điện tử đến hải vực tỉnh Nam Giang. Người phụ trách nhận hàng chính là nhóm Triệu Thiên Hùng. Đoạn Văn Đống nói đến đây thì dùng giọng có chút không xác định nói, tuy tình báo cực kỳ xác định, thế nhưng bên trong cũng có nhiều nguy hiểm. Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm, hắn hiểu nguy hiểm mà Đoạn Văn Đống nói đến là gì. Nếu như không phải vật phẩm buôn lậu, như vậy hành động lần này sẽ là một đả kích lớn. Vương Tử Quân không nói một lời, hắn cân nhắc nguy hiểm và được mất. Nếu như có thể bóc ra được mạng lưới buôn lậu ở Nam Giang, như vậy dù sau lưng những người kia khó thể che giấu được, thư tố cáo mình sẽ bị triệt tiêu sạch sẽ. Lúc này Đoạn Văn Đống cần chấp hành quyết sách, thế nhưng Vương Tử Quân khó cho ra quyết sách, hắn có chút do dự, hành động hay là nhịn một chút rồi nói sau. Nếu như thành công thì Vương Tử Quân sẽ như trở mình, nhưng không thành công, hắn sẽ bị thương. Sẽ làm cho tình huống hắn rời khỏi Nam Giang vốn rất an toàn lại trở nên có nhiều vấn đề. An toàn và có vấn đề, hai thứ này nên chọn thế nào? Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, hắn đi lại thong thả nhưng trong lòng rất nặng nề. Đoạn Văn Đống nhìn gương mặt căng cứng của Vương Tử Quân, hắn là người hiểu rõ vụ án này, thế nên biết hậu quả của hành động này là thế nào. Nếu thành công thì không còn gì để nói, nếu thất bại, như vậy không những ý nghĩa hắn ảm đạm xuống đài, còn là một đả kích cực đại với một người đang ở trong nghịch cảnh như Vương Tử Quân. Những gì Vương Tử Quân kinh doanh ở Nam Giang sẽ vì chuyện này mà tan thành mây khói. Cho ra lời đề nghị với lãnh đạo, thừa dịp trước khi lãnh đạo cho ra quyết sách để thẩm thấu quan điểm của mình là một việc cực kỳ nguy hiểm. Lãnh đạo cần anh cung cấp tin tức, điều này là thật, nhưng anh cũng phải cho ra cái giá phù hợp để lãnh đạo cho ra quyết sách. Nếu như anh cung cấp tin tức mà lãnh đạo vừa nghe đã hiểu, không những không nghe và oa còn chăm chú đối đãi, sau đó lãnh đạo cho ra quyết sách anh minh, có được hiệu quả hài lòng, tất nhiên sẽ lau mắt nhìn anh, biết đâu sẽ có một ngày anh thuận lợi lên chức. Nhưng lỡ may lãnh đạo nghe xong quan điểm của anh và cho ra quyết sách sai lầm, có phải là tất cả đã xong rồi không? Chương 1444-2, lưới lớn đã mở ra. Vì thế mà Đoạn Văn Đống khá do dự. Nhưng đây là cơ hội khó có được, hắn không muốn bỏ qua. Biết đâu sau một lần cho ra hành động sấm sét ngoan cường, tất cả khó khăn sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Vài phút sau Vương Tử Quân dừng bước, hắn cầm lấy điện thoại của Đoạn Văn Đống trên bàn làm việc của mình, sau đó gọi điện thoại cho Lỗ Kính Tu. Hơn 10 phút sau Lỗ Kính Tu đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn nhìn tài liệu mà Đoạn Văn Đống cung cấp, lại rơi vào trầm ngâm. Chuyện này nhìn qua đơn giản nhưng lại liên quan đến nhiều phương diện, đặc biệt tàu hàng kia là của nước ngoài. Nếu như không bắt được cả người và tang vật, chỉ sợ sẽ sinh ra tranh cãi nọ ngoại giao, trách nhiệm rất lớn, mình cũng bị người ta nắm lấy đằng chui. Trưởng phòng Vương, chuyện này tôi cảm thấy chúng ta nên áp dụng phương án ổn thỏa. Lỗ Kính Tu còn muốn khuyên thêm hai câu, thế nhưng khi nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn đành nuốt lời vào bụng. Còn gì cần phối hợp thì cứ nói với tôi. Vương Tử Quân nhìn Đoạn Văn Đống rồi khẽ nói. Đoạn Văn Đống lúc này tương đối dày vò, chuyện này có thành công hay không nằm ở thái độ của Vương Tử Quân. Mặc dù hắn là cục trưởng cục công an thành phố Đông Hồng, thế nhưng hắn căn bản không thể nào tìm được đủ lực lượng phối hợp. Nếu trưởng phòng Vương vùi đầu vào hành động lần này, như vậy Đoạn Văn Đống sẽ được cột vào chiến thuyền của Vương Tử Quân, nếu như hành động lần này không có hiệu quả. Tất nhiên sẽ là kết quả thêm khó khăn với Vương Tử Quân. Mong trưởng phòng Vương yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công tác. Đoạn Văn Đống nhìn Vương Tử Quân rồi dùng giọng điệu chém đinh chặt sắt nói. Vương Tử Quân khẽ vỗ vỗ vai của Đoạn Văn Đống,
hắn khẽ nói, còn có một phương diện mà các anh không thể buông lỏng, Trịnh Uy Quân là một manh mối lớn, nhất định phải dùng hết sức để tìm ra người này. Mạc Tiểu Bắc về đến nhà mà không được nghỉ ngơi, trong nhà của nàng có hệ thống máy tính đỉnh cấp thế giới, các loại hình ảnh liên tục biến hóa trong tay nàng. Những ngón tay thon dài gõ vào bàn phím vang lên âm thanh như đánh dương cầm, nhìn vào cảm thấy cực kỳ xinh đẹp thanh nhã. Hôm nay có chuyện gì sao? Mạc Tiểu Bắc đứng lên khỏi máy tính rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, không có chuyện gì lớn, vẫn là liên quan đến vụ án buôn lậu. Mạc Tiểu Bắc kéo căng miệng, cuối cùng mới nói, hôm qua bố em gọi điện thoại đến, nói là tuyến trên đang nghiên cứu về việc sắp xếp công tác mới cho anh như thế nào. Lãnh đạo thượng tầng rất thỏa mãn với công tác của anh, hơn nữa vào thời điểm mấu chốt Bí Thư Lâm có lên tiếng giúp anh, nghe nói vị trí sắp tới của anh là không tồi. Mạc Tiểu Bắc dùng ngôn ngữ trần thuật nói với Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân nghe và hiểu ý nghĩa an ủi của vợ mình. Mặc dù hắn phải rời Nam Giang, thế nhưng đường phát triển vẫn thênh thang như cũ, vào thời điểm này lấy tính chế động mới là lựa chọn thích hợp nhất. Vương Tử Quân nhìn gương mặt chăm chú của Mạc Tiểu Bắc, hắn không nhịn được phải kéo vợ vào lòng. Hắn cảm nhận được hơi ấm của cả hai người, thế là không khỏi lẩm bẩm, anh hiểu rõ điều này, anh cũng có những tính toán cho mình. Nhưng anh sẽ không cảm thấy thoải mái khi uất ức rời khỏi Nam Giang. Hơn nữa cho dù thất bại thì cùng lắm là anh từ chức vì dân, trải qua cuộc sống bình thường, anh không có gì khác nhưng có một người vợ có tiền, đến lúc đó anh làm người ăn bám cũng được. Vương Tử Quân nói lời tự chế giễu làm cho Mạc Tiểu Bắc đấm hắn một cái, ăn bám sao? Anh để em nuôi anh, hay là đến Tần Hồng Cẩm? Hoặc là có nhiều người khác muốn nấu cơm cho anh? Vương Tử Quân đang hiên ngang lẫm liệt tuyên bố sẽ ăn bám vợ, bây giờ vẻ mặt không khỏi lúng túng. Bên cạnh hắn có bốn người phụ nữ, hắn không khỏi thầm đắc ý, cảm thấy mình căn bản là có phúc, hơn nữa còn không để lại dấu vết. Không ngờ lúc này vui quá hóa buồn, Mạc Tiểu Bắc là người quá thông minh, giống như cái gì cũng đã biết. Vương Tử Quân đành phải che giấu sự xấu hổ của mình, ôm chặt lấy Mạc Tiểu Bắc, hôn thật sâu. Bầu trời thành phố Đông Hồng vẫn bao la như trước, lúc này người đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân càng thêm thưa thớt, căn bản kém hơn rất nhiều so với tình huống vui như chảy hội trước kia. Trước đó người đến báo cáo công tác với Vương Tử Quân đều là lãnh đạo thành phố hoặc là phó bí thư nắm công tác nhân sự, bây giờ người cần đến báo cáo chỉ là các trưởng phòng tổ chức các thành phố mà thôi. Dù Giang Vĩ là thư ký của Vương Tử Quân, hắn tất nhiên là người cảm nhận sâu sắc nhất tình cảnh ấm lạnh vào lúc này. Trước kia người ta đến báo cáo công tác thường thân mật xưng hô anh em với hắn, bây giờ người ta tuy vẫn tràn đầy nụ cười, thế nhưng lại có vẻ lạnh lùng như người đứng xa ngàn dặm. Tất nhiên Du Giang Vĩ hiểu vì sao người ta lại sinh ra khoảng cách như vậy. Du Giang Vĩ thật sự rất muốn bênh vực cho Vương Tử Quân, thế nhưng nhìn trưởng phòng Vương vẫn giống hệt như thường ngày, vẫn tươi cười rạng rỡ, cũng không biết nói gì thêm. Hắn biết rõ trưởng phòng Vương dù là ở phương diện kiến thức hay xử lý công tác đều vượt xa mình, những gì hắn có thể thấy thì lãnh đạo đều cảm giác được. Lúc này trưởng phòng Vương không phát biểu ý kiến gì, mình cũng không nên vạch áo cho người xem lưng. Tút tút tút, khi Du Giang Vĩ đang sửa sang văn kiện thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến, sau đó vội vàng trầm giọng nói, chào trưởng phòng Vương. Vương Tử Quân nhàn nhạt phân phó Du Giang Vĩ chuẩn bị xe, chuẩn bị đến khách sạn Nam Giang. Du Giang Vĩ cũng không hỏi nhiều về sắp xếp của trưởng phòng Vương, hắn đặt bộ ly trà mình đã chuẩn bị tốt vào trong tủ, sau đó gọi điện thoại cho lái xe Tiểu Hà. 5 phút sau Vương Tử Quân xuất hiện trước cửa phòng của Du Giang Vĩ, sau đó Du Giang Vĩ đi theo Vương Tử Quân xuống bên dưới như bình thường. Khi đi đến khách sạn Nam Giang, bên ngoài đã có một nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp chờ sẵn. Nàng cung kính dẫn nhóm người Vương Tử Quân đi đến một phòng tiếp khách cực kỳ tinh xảo đẹp đẽ. Du Giang Vĩ đi theo sau lưng Vương Tử Quân càng cảm thấy không được thoải mái. Tuy nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp được huấn luyện nghiêm chỉnh kia làm cho người ta nhìn vào cảm thấy vui vẻ tốt đẹp, thế nhưng tên giám đốc khách sạn béo như heo mỗi lần trưởng phòng Vương đến đều chạy theo sau đã đi đâu mất rồi. Thái độ lúc này chuyển biến quá nhanh, có vài người bây giờ đã phân rõ giới hạn với trưởng phòng Vương, như vậy sau này khi trưởng phòng Vương có rời đi thì cũng không bị người ở lại bóp chết. Mặc dù Du Giang Vĩ hiểu tâm tính của những người này, thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không vui.
Lúc này tâm tư kiên định cùng rời đi theo Vương Tử Quân của hắn càng thêm mạnh mẽ. Ha ha, trưởng phòng Tử Quân, đã làm anh phải chờ lâu. Một giọng nói mang theo nụ cười vui vẻ từ bên ngoài truyền vào. Chương 1445, vì Nam Giang xuất lực vã mồ hôi. Trong phòng nhỏ ưu nhã, tiếng nhạc vang lên chậm rãi như nước chảy xuôi dòng càng làm cho bầu không khí có thêm vài phần ấm áp. Hai người ngồi trong phòng lặng lặng uống trà, sau khi bọn họ ngồi xuống thì cũng không mở miệng. Sau khi một ly trà được uống xong, Vương Tử Quân mới cầm bình trà châm nước thêm cho Nguyễn Chấn Nhạc ở phía đối diện. Vào thời điểm mẫn cảm này mà tôi mời anh đi uống trà, có phải có chút bất ngờ không? Nguyễn Chấn Nhạc nâng ly trà trắng như ngọc lên mỉm cười nói. Tuy hai ngày trước Vương Tử Quân đã gặp mặt Nguyễn Chấn Nhạc, thế nhưng đó là trường hợp công chúng, hai người cũng không có nhiều lời để nói, tất nhiên càng không được tùy ý. Nhưng bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc lại làm cho Vương Tử Quân sinh ra cảm giác thêm trầm ổn hơn xưa. Nguyễn Chấn Nhạc vẫn có cấp giám đốc sở, thế nhưng nói về phương diện làm người thì rõ ràng đã cầu tiến hơn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy rồi cười nói, có chút không ngờ, tôi cố tình muốn chiêu đãi lão lãnh đạo một chút, thế nhưng lại sợ mối quan hệ giữa chúng ta, chỉ sợ anh không muốn cho người ngoài biết rõ. Ha ha, Tử Quân bình tĩnh không lay động, tiểu nhân thường hay ưu tư. Tử Quân, vì nguyên nhân kỷ luật nên có nhiều thứ tôi không dám tiết lộ cho anh, nhưng với quan hệ giữa hai người chúng ta thì cũng không bị ảnh hưởng vì những chuyện này. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây rồi cười, nếu như anh coi tôi như một người bạn, hãy nghe tôi khuyên một câu, đó là cứng thì dễ gãy. Vương Tử Quân không nói gì, hắn chờ Nguyễn Chấn Nhạc nói tiếp. Nguyễn Chấn Nhạc là phó tổ trưởng tổ điều tra lần này, đối phương mời mình uống trà cũng không phải là vì muốn ôn lại chuyện xưa. Anh là người có khả năng, thành tích rõ ràng, nhưng lại bị người ta ép phải rời đi, tôi cảm thấy dù có phát sinh chuyện gì cũng vậy, lãnh đạo cũng thưởng thức anh, cũng không muốn anh đi chùi đít cho người ta. Nguyễn Chấn Nhạc nói lời này giống như đang cho ra đề xuất với Vương Tử Quân, nếu như người không biết ân oán giữa hai bên, chỉ sợ sẽ nghĩ mối quan hệ giữa hai người là không tồi. Vương Tử Quân cười cười nói, cảm tạ lãnh đạo đã thiện chí nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Tử Quân, anh cũng đừng khách khí với tôi như vậy, hai người chúng ta tuy công tác có chút không thoải mái ở tỉnh Sơn Nam, thế nhưng hai bên cùng chung một nồi, khó tránh khỏi va chạm, đây không phải là bình thường sao. Nói thật khi tôi công tác ở tỉnh Sơn Nam thì còn cảm thấy không thoải mái, nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy đó là kinh nghiệm khó có được. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì cười nói, tôi nghĩ lại chuyện xưa, cảm thấy mình đã cầu tiến hơn một chút. Nếu năm xưa tôi khoáng đạt hơn, đã không rơi vào tình huống như lúc này. Vương Tử Quân thấy Nguyễn Chấn Nhạc mở cửa lòng mình, bày ra bộ dạng thành thật nói với nhau, thế là không khỏi cười nhạt. Hắn cười với Nguyễn Chấn Nhạc rồi nói, chuyện năm xưa cũng có trách nhiệm của tôi. Hai người nói đến chuyện năm xưa và sinh ra cảm giác như cười bỏ qua oán thù, nhưng thực tế là gì thì hai người bọn họ hiểu rất rõ. Sau khi trò chuyện hơn nửa giờ, Nguyễn Chấn Nhạc chợt đứng lên nói, Tử Quân, có một số việc không nên đặt nặng trong lòng, người chuyển sống cây chuyển chết, anh xem tôi di chuyển không phải vẫn sống đấy sao? Vương Tử Quân sóng vai đi ra ngoài với Nguyễn Chấn Nhạc, hắn nhìn nụ cười tự đắc trên gương mặt của đối phương, thế là không khỏi thầm nở nụ cười. Thầm nghĩ Nguyễn Chấn Nhạc anh căn bản là quá ngây thơ rồi. Xe đi ra sân bay đã chờ sẵn bên ngoài, ủy viên Trần cùng đi với Nguyễn Chấn Nhạc đã lên xe. Trước khi lên xe thì Nguyễn Chấn Nhạc nặng nề bắt tay Vương Tử Quân, bộ dạng thấu hiểu lẫn nhau. Sau khi lên xe thì hắn rơi vào trầm ngâm, khi xe chạy ra khỏi nội thành thì hắn cầm điện thoại lên, bấm một dòng tin nhắn, sau đó gửi ra ngoài. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn tin nhắn của mình, vẻ mặt rất chăm chú, vẫn không chịu thua. Vương Tử Quân căn bản không biết hành vi mờ ám của Nguyễn Chấn Nhạc, sau khi tiễn đối phương lên xe. Hắn leo lên xe của mình chạy về phía văn phòng tỉnh ủy. Lời nói chóp khi đi của Nguyễn Chấn Nhạc liên tục hiện lên trong đầu Vương Tử Quân, nhưng điều làm hắn phải xem xét chính là khí độ của đối phương. Vương Tử Quân không nói lời nào, Du Giang Vĩ và lái xe cũng không dám nhiều lời. Mặc dù Du Giang Vĩ rất muốn biết vị cục trưởng Nguyễn kia nói với trưởng phòng Vương những gì, thế nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Khi Du Giang Vĩ đang cực kỳ nghi hoặc thì Vương Tử Quân chợt nói, nhìn bên ngoài thì có vẻ thay đổi rất lớn, thế nhưng bản chất thì căn bản khó thay đổi được.
Dù Giang Vĩ không biết trưởng phòng Vương đột nhiên nói những lời này là có ý gì, thế nhưng hắn chỉ biết ghi khắc trong lòng rồi suy luận mà thôi. Sau khi trở lại phòng làm việc chưa được bao lâu thì Vương Tử Quân nghênh đón một vị khách làm hắn khó tưởng này thật sự xuất hiện trong phòng làm việc của hắn. Bí thư Diệp, mời ngài ngồi. Vương Tử Quân nhìn Diệp Thừa Dân đi đến thì vội vàng đi ra khỏi bàn làm việc của mình. Gương mặt Diệp Thừa Dân khá tươi cười, nhìn qua có vẻ rất hiền hòa. Sau khi cùng Vương Tử Quân ngồi xuống vị trí của mình trên ghế salon, hắn cười nói với Du Giang Vĩ đang chuẩn bị pha trà, Tiểu Du, con người của tôi cũng không có yêu cầu gì khi uống trà, thế cho nên cứ bình thường là được. Tiểu Du rất không tồi, đã đi theo anh được hơn một năm, thành tích quá rõ ràng, thật sự là dưới tay binh mạnh không có tướng hèn. Diệp Thừa Dân nói rồi nhận lấy ly trà được Du Giang Vĩ đưa đến bằng hai tay, sau đó nói tiếp, nếu như Tử Quân có thể cho Tiểu Du một không gian phát triển rộng lớn, tôi căn bản không có ý kiến, nhưng nếu như bây giờ còn chưa có sắp xếp gì, tôi cảm thấy không bằng cho Tiểu Du ở lại. Thành phố Ô Phổ phản ánh bọn họ còn thiếu một vị phó chủ tịch nắm công tác kinh tế, Tiểu Du trước tiên cứ đi qua đảm nhiệm vị trí thư ký trưởng văn phòng ủy ban thành phố một thời gian, đợi sau đó tiến lên cũng thuận lý hơn. Diệp Thừa Dân nói làm cho chống ngực của Du Giang Vĩ có vài phần gia tốc, hắn bây giờ có cấp phòng, đến thành phố Ô Phổ làm thư ký trưởng văn phòng ủy ban thành phố cũng xem như phù hợp. Bây giờ người làm chủ tịch thành phố Ô Phổ là Mạnh Chí Đạo, chính mình là thư ký cho Vương Tử Quân, sau này đứng sau lưng Mạnh Chí Đạo cũng thoải mái hơn. Diệp Thừa Dân đã chủ động yêu cầu cho mình phát triển trước mặt Vương Tử Quân, như vậy sự việc trên cơ bản sẽ khó thể nào đứt gãy được. Tuy vị trí phó chủ tịch thành phố giống như cao ngất trời, thế nhưng trong mắt hai vị này thì căn bản không tính là gì. Nhìn từ góc độ của Du Giang Vĩ, hắn cực kỳ muốn biết đáp án cuối cùng, nhưng từ phương diện trói buộc lý trí, hắn lại không dám lên tiếng với những sắp xếp của mình khi rời khỏi gian phòng này. Diệp Thừa Dân đến nơi này cũng không phải là chuyện của mình. Vương Tử Quân có thể nói hiểu rõ ràng mục đích Diệp Thừa Dân đến nơi này. Tuy Diệp Thừa Dân không giúp đỡ mình ở sự kiện này, thế nhưng khi mình đi thì đối phương vẫn đến bày tỏ ra chút tình cảm thân mật. Người này sắp xếp giúp những người của mình còn ở lại Nam Giang, không những có thể làm cho mình thiếu đối phương một phần nợ nhân tình, còn làm cho những người của mình sau này thuộc về danh sách của đối phương, xem như một lực lượng không nhỏ tu bổ vào con thuyền lực lượng của Diệp Thừa Dân. Diệp Thừa Dân không hổ là cáo già trong quan trường, rốt cuộc Trử Vận Phong cũng khó so sánh được. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy mà cười nói, cảm ơn Bí Thư Diệp đã quan tâm, Giang Vĩ rất không tồi, nhưng khuyết điểm lớn chính là không có kinh nghiệm công tác cơ sở, tốt nhất là nên được tôi luyện thêm. Diệp Thừa Dân cười cười cũng không tiếp tục chủ đề này mà thở dài nói, Tử Quân, lần này anh đi tất nhiên là như diều gặp gió, bay xa vạn dặm, tôi thật sự không muốn cho anh đi. Tôi còn muốn anh tiếp tục đổ mồ hôi vì Nam Giang, bỏ ra nhiều khí lực. Nhưng có một số việc mà một mình tôi ở Nam Giang không làm gì hơn được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.